Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện dài Nước Đục của Nguyễn Ngọc Ngạn, sáng tác năm 1984, qua các giọng đọc Hồng Đào, Chí Tài và tác giả, kỹ thuật thu âm do Chí Tài phụ trách. Thiệu không được học nhiều, tính thông minh thiên bẩm cũng chẳng có bao nhiêu, cho nên trong các sinh hoạt thường nhật không có lĩnh vực nào Thiệu tỏ ra khôn ngoan hơn đời. Thế nhưng lâu lâu khi cần toan tính để ám hại người khác, Thiệu lại chứng tỏ một khả năng đáng gọi là sắc nét. Chẳng hạn như chiều nay, lúc Tiến chân đan ra cửa, nói vài câu xã giao rồi trở vào nhà, Thiệu vội vàng cài then, tắt hết đèn phòng khách, lặng lẽ bước sang phòng ngủ, đưa mắt nhìn quanh như sợ có ai bắt gặp, mặc dầu gã ở một mình và cửa đã khóa. Thiệu lôi trong gầm giường ra chiếc máy chữ rất cũ rất nặng, đặt lên bàn viết. Bình thường Thiệu không dùng đến nó. Ở nhà Thiệu có máy IBM rất tốt. Ở trụ sở Hội Việt Kiều cũng có hai cái khác Thiệu muốn dùng lúc nào cũng được, vì Thiệu vừa là phó chủ tịch, lại công tác đặc trách tờ Nguyệt San của hội. Nhưng cả ba cái máy chữ ấy đều không xài được đêm nay, bởi vì kiểu chữ quen thuộc quá, người đọc rất dễ dàng nhận ra. Cho nên Thiệu cẩn thận lôi ra cái máy cũ mềm gã mua cách đây 2 năm, và chỉ dùng tới trong những trường hợp đặc biệt là khi cần viết thư nặc danh. Từ ngày mua nó, tính ra Thiệu mới sử dụng có 7 lần. Và lần này có lẽ quan trọng hơn cả, Thiệu cần đánh gục một người mà gã nghi là đang lăm le nhảy vào ứng cử chức vụ chủ tịch Hội Việt Kiều giành chỗ của Thiệu. Muốn cho câu chuyện có đầu đuôi khúc chiết, cần phải dài dòng một tí, lùi ngược trở lại năm 20 tuổi, Thiệu tình nguyện nộp đơn vào trường bộ binh Thủ Đức. Bà mẹ vốn biết Thiệu lêu lỏng, cho nên khuyến khích ngay: "Con đi sĩ quan là phải rồi, chiến tranh chả biết ngày nào chấm dứt. Thôi thì chọn binh nghiệp cũng được, đấy là một cách gây dựng tương lai. Ngày tao mở mắt chào đời đã thấy chiến tranh rồi, bây giờ vẫn cứ thế mà xem chừng càng ngày càng đánh nhau to." Sau mấy tuần huấn nhục, Thiệu được gắn alpha. Gã yêu hai con cá trên hai cầu vai bộ đồ đại lễ đó lắm. Những chiều thứ bảy về phép, Thiệu nghênh ngang đi khắp xóm, hãnh diện tạt vào thăm những cô hàng xóm vẫn cho Thiệu là đứa hư hỏng không chịu học hành từ nhỏ. Nhưng gần tới ngày mãn khóa, Thiệu cùng vài đứa nữa bất ngờ bị tống lên xe GMC chở thẳng vào quân lao Gò Vấp. Thiệu không buồn lắm, nhưng hết sức ngạc nhiên. Việc cạo sửa bằng tú tài Thiệu làm tinh vi như thế mà họ cũng moi ra được. Gã bị kết tội giả mạo công chứng thư và sử dụng công chứng thư giả mạo. Bà mẹ lên thăm, mếu máo hỏi: "Con ơi, sao mà ra nông nỗi thế này hả con? Khổ thân con tội quá đi mất. Tình nguyện đi lính mà sao người ta bỏ tù con tôi chứ hả?" Dĩ nhiên Thiệu vẫn giấu vụ giả mạo bằng tú tài. Gã ghé tai mẹ nói xạo là vì đánh lộn nên bị tạm giam, rồi sẽ trở về lại trường sĩ quan. Thời chiến pháp luật nới tay, Thiệu chỉ phải nằm với dẹp đúng 6 tháng rồi được quân đội trả lon trung sĩ, bổ sung tiểu khu Long An. Như thế vẫn còn tốt phước lắm, đơn vị không xa Sài Gòn bao nhiêu. 1-2 tháng có phép hay không, Thiệu cũng thẳng đường quốc lộ 4 mà mò về thăm nhà. Nhưng cái kẹt của Thiệu là đã có thời từng là sinh viên sĩ quan, từng đeo hai con cá trên cổ, bây giờ bỗng dưng tụt xuống trung sĩ coi sao được. Thiệu ở vào thế cưỡi cọp, lỡ ném lao phải theo lao. Gã không đủ can đảm nhìn vào sự thật. Mỗi khi về gần đến nhà, Thiệu gắn cái lon chuẩn úy màu đen thật nhỏ ở ngực. Cái lon ấy khi thoáng thấy bóng kiểm soát hoặc tuần cảnh hỗn hợp thì Thiệu chỉ việc nhẹ nhàng gỡ ra nhét vào túi. Giờ lúc đã về an toàn rẽ vào con hẻm gần nhà, Thiệu mới lại đeo lên. Và cứ thế theo thời gian, 18 tháng thăng cấp thiếu úy, 2 năm thăng trung úy. Nghĩa là ở đơn vị thì Thiệu là trung sĩ nhất, mà về nhà thì gã là trung úy đại đội trưởng. Bạn bè lối xóm cũng có người biết, nhưng chẳng ai nói ra, chỉ sầm xì với nhau như một chuyện vui ngộ nghĩnh. Còn Thiệu thì vẫn cứ chủ quan tin rằng không ai biết gì về mình, cho nên gã vẫn ba hoa kể chuyện chiến trường, nêu rõ nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy của mình.
Tháng 6 năm 75, khi Trần Văn Trà ra lệnh cho sĩ quan cấp úy tập trung cải tạo, Thiệu lâm vào một tình trạng thật cam go. Không đi thì có thể mất mạng, vì cả khu phố ai cũng biết Thiệu từng đeo lon trung úy. Và lại, ở đâu mà chả có những kẻ thời cơ sẵn sàng tố cáo Thiệu trốn học tập. Mà đi thì thiệt thòi quá, khi không tự thăng cấp để đeo lấy cái khổ vào thân. Dĩ nhiên cách mạng thì không cần biết Thiệu là sĩ quan thật hay giả. Lệnh ban hành dành riêng cho sĩ quan, nhưng bất cứ ai dù không phải mà muốn đi học tập cải tạo thì cách mạng đều rộng lượng thâu nhận hết, không cật vấn lôi thôi gì cả. Thiệu bứt rứt đi ra đi vào mãi, không biết quyết định ra sao. Người chị lớn của Thiệu bực bội bảo: rõ thật là mua cái lo vào thân. Trung sĩ mà cứ giả làm trung úy lên bây giờ mới khổ. Theo tao thì chẳng dại gì mà đi trình diện học tập cải tạo. Mày ra phường á, khai báo thẳng với người ta, nói thật mình chỉ là hạ sĩ quan thôi. Mà chẳng khai báo cũng được, mọi thứ giấy tờ của mày đều ghi là trung sĩ chứ có bao giờ ghi là trung úy đâu. Mẹ Thiệu rơm rớm nước mắt bàn: đừng có nghe lời chị mày, cứ đi đi con ạ. 10 ngày có là bao, cầm lấy mảnh giấy mãn khóa về cho nó chắc ăn. Ở nhà mà lo ngay ngay thì ở làm cái gì. Khai báo thì khai báo, đã chắc gì người ta có thì giờ điều tra cho mình. Thôi đi đi con ạ. Đấy, mẹ làm sẵn lọ muối vừng rồi đấy, rồi thuốc rức đầu, rồi thuốc đau bụng, rồi nhớ mang theo vài viên thuốc phòng thân nhé. Bà cụ thúc giục thêm mấy lần nữa, Thiệu mới dứt khoát chuẩn bị hành trang nhập trại. Buổi tối đầu tiên xếp hàng điểm danh, Thiệu nhìn quanh, lòng mừng thầm vì trong đám mấy ngàn người chẳng có ai quen cùng đơn vị. Điều này cũng dễ hiểu, đa số sĩ quan tiểu đoàn Thiệu là người vùng 4, họ trình diện theo chính sách của từng địa phương. Chỉ có Thiệu là dân Sài Gòn nên phải theo lệnh của Ủy ban Quân quản thành phố. Tháng ngày trôi rất chậm, từ Tràng Lớn về Xuân Lộc rồi lên Sông Bé. Mỗi ngày qua đi, một ngày Thiệu đau đớn hối tiếc. Năm thứ hai trên rừng, Thiệu bị bệnh ghẻ, ngứa ngáy chịu không nổi, mới mò lên gặp quản giáo, run run thú nhận mình không phải thành phần cải tạo và năn nỉ xin chiếu cố giải quyết cho về sớm. Nhìn nét mặt thành khẩn của Thiệu, quản giáo vỗ vai an ủi: học là học cho anh chứ học cho ai mà anh đòi về. Cứ cố gắng lao động tốt rồi trên sẽ cứu xét. Thiệu lại nhải than vãn thêm một hồi nữa, gã quản giáo nổi nóng bảo: như thế tức là anh gian dối cách mạng. Anh có ý đồ gì mà dám man khai lý lịch? CIA gài anh vào đây phải không? Thiệu tái mặt ú ớ phân trần, rồi lủi thủi về trại, mặc cho định mệnh đưa đẩy. Hết năm thứ ba thì Thiệu được thả về. Về giữa Sài Gòn tạm trú, chứng nào tật nấy, Thiệu vẫn nói dóc. Sài Gòn lúc này đầy rẫy những tin đồn về các tổ chức chống chính quyền, cho nên Thiệu nương theo đó mà kiếm câu chuyện làm quà. Lúc thì gã bảo đã xuống tận Châu Đốc, vào hẳn trong rừng gặp Phục Quốc ở núi Thất Sơn. Khi thì loan tin mới nói chuyện với lực lượng biệt kích ở rừng Lá. Bệnh nói phét dường như đã vào máu, không còn cách cứu chữa. Một hôm vào cuối năm 78, Thiệu đạp xe ngang đường Nguyễn Văn Trỗi, tình cờ thấy mấy thằng bạn thân đang ngồi trong quán cóc trước cửa nhà thờ Ba Chuông. Thiệu tạt vào. Lúc này thì Thiệu đói lắm, cà phê thuốc lá rất giới hạn. Hôm nay thì túi Thiệu không có lấy một đồng. Uống chùa mãi của bạn bè, Thiệu cũng biết ngượng. Và để tránh ngượng, Thiệu thường phải phịa ra những câu chuyện mới cho người ta chú ý. Thiệu vừa kéo ghế thì một người bạn hỏi: trốn đâu mấy tháng nay mày? Chắc bắt được mối rồi hả? Sài Gòn lúc này đang lên cơn sốt về vụ nhà nước tổ chức đưa người đi bán chính thức. Những kẻ không tiền thường phải lăng xăng tìm khách để đi ké. Thiệu vắng Sài Gòn đã mấy tháng nên ai cũng tưởng rằng gã đang lao vào áp phe đó. Nhưng Thiệu phun ra một câu trả lời rất bất ngờ: tao đi học. Mọi người trố mắt hỏi lại: học cái gì? Mày vừa mới học tập cải tạo về còn học gì nữa? Thiệu nhìn quanh quẩn, mặt mũi nghiêm trọng, giọng nói trầm hẳn xuống: tao vừa mãn khóa học ở Thủ Đức 6 tháng. Tụi mày biết tao học cái gì không? Học về phương pháp sách động quần chúng tại các đô thị. Công an bảo vệ chính trị bố trí tao đi học.
Ba người bạn bên cạnh Thiệu dương mắt kinh ngạc, tự hỏi thằng bạn mình nói giỡn hay nói thiệt. Rồi một người phì cười, chiếm mẹ nó cả nước rồi còn sách động cái gì nữa, xạo mày ơi. Nhưng Thiệu không cười, giọng gã nghiêm hơn, mày lầm rồi, đâu phải để sách động trong nước. Tao được gửi đi theo tàu bán chính thức để ra hoạt động ở nước ngoài. Ba người bạn không nói nữa, tất cả im lặng nhìn Thiệu cảm phục. Không phải họ cảm phục gã vì gã vừa được Cộng sản chọn theo học cái khóa chính trị đặc biệt này, mà vì Thiệu rõ ràng là một đứa biết xoay sở. Thiệu nói thêm, tao phải kiếm đường trốn chứ, không có cách này thì làm sao tao đi được, một chỉ vàng tao cũng không có. Và Thiệu bình thản gọi một tách cà phê sữa, mấy điếu thuốc lá lẻ, mặc dầu trong túi không có đồng bạc nào. Khoáng cà phê xong, Thiệu tiếp, hôm nào tụi bay lại tao, tao cho coi tài liệu. Dù tin hay không, những ngày kế tiếp, ai gặp Thiệu cũng hỏi cho có chuyện, sắp đi chưa mày? Và Thiệu thường bắt tay nói những câu chí tình, chẳng hạn như, bất ngờ không biết lúc nào, thôi nếu tao không gặp lại mày thì chúc mày ở lại mạnh giỏi. Ấy thế rồi Thiệu vượt biển thật, câu chuyện bịa đặt cho vui, không ngờ lại làm bạn bè phải suy nghĩ, bởi vì lần đầu tiên họ thấy Thiệu nói thật. Thiệu đến một trại tị nạn trên đất liền thuộc miền Tây Mã Lai, ở đó gã gặp vài người cùng xóm, biết mặt nhưng không thân thiết lắm. Ngày ngày gã lang thang tắp chỗ này ghé chỗ kia, trổ tài nói dóc, kiếm thuốc lá hút qua ngày. Cái Tết đầu tiên ở trại tạm cư năm 79 là khoảng thời gian mà Thiệu cho là thần tiên nhất. Câu chuyện Trung Quốc đánh sang Bắc Việt đang là đề tài thời sự nóng bỏng mà đồng hương suốt ngày bàn tán. Được Thiệu phân tích, dẫn giảng rất rành mạch như một chính khách trẻ tuổi, biết nhìn xa trông rộng. Thiệu khéo léo đem cái quá khứ cải tạo giả tưởng của mình và tham gia phục quốc để đảm bảo cho những kiến thức gã trình bày cùng đồng hương. Sướng hơn nữa là Thiệu vừa làm quen được với một người đàn bà trẻ, vợ bé của một ông chủ tàu người Hoa. Buồn ngủ gặp chiếu manh, đang đói tự nhiên có cả tình lẫn tiền. Cuộc sống êm đềm kéo dài đến mấy tháng. Một buổi sáng tháng 3 năm 79, loa phóng thanh của ban điều hành oang oang gọi tên Thiệu, mời lên văn phòng có việc cần. Thiệu hớn hở lắm. Từ lâu nay Thiệu vẫn mong bon chen lên làm việc cho ban điều hành trại để hưởng một vài đặc ân nho nhỏ cho nhàn thân. Trại lúc này đã quá đông, chỗ nằm không đủ, nước uống tạp dịch, vệ sinh, các vấn đề linh tinh càng ngày càng siết chặt để tránh bệnh tật. Thiệu muốn đảm nhận một công tác nào đó để được ưu tiên hơn người, nhưng chưa ai mời mọc Thiệu vì lý do anh ngữ của Thiệu kém quá. Bây giờ ban điều hành mời gã lên, gã sẽ có dịp làm quen, trổ tài tán dóc, hy vọng đạt được ý nguyện. Bước vào văn phòng, Thiệu thấy rất đông nhân viên ban điều hành đang họp. Mọi người đều ngẩng lên đưa mắt nhìn Thiệu. Những cái nhìn rất lạ, vừa tò mò vừa e dè, khiến Thiệu cụt hứng và đâm ra bối rối. Trưởng trại đẩy cánh cửa ăn thông với phòng làm việc của ban an ninh, dẫn Thiệu sang rồi lui ra khép cửa lại như cũ. Thiệu hoang mang đứng giữa phòng an ninh. Trước mặt gã, sau chiếc bàn dài là nhân viên thuộc sứ quán Úc, ngồi cạnh ông giám đốc cảnh sát thành phố. Cả hai người này Thiệu có nhìn thấy vài lần, và gã hiểu ngay mình đang sắp phải đương đầu với một trường hợp đặc biệt, bởi vì hai người này rất ít khi đến trại. Đầu bàn bên kia, kế ông giám đốc cảnh sát là thiếu úy Amin, đặc trách an ninh, có văn phòng thường trực đặt tại trại này. Đối diện Amin là Quân, trưởng ban trật tự trong ban điều hành, nguyên là trung úy quân cảnh. Cả bốn người không ai nói gì, không ai mời Thiệu ngồi, ngoại trừ ông nhân viên sứ quán Úc nở nụ cười xã giao. Giám đốc cảnh sát Mã Lai quay sang hỏi Quân nhờ thông dịch, rồi bắt đầu câu chuyện. Cách đây 3 hôm có 27 người tị nạn cướp tàu trốn khỏi Bi Đông. Ông có biết gì về vụ đó hay không? Thiệu tái mặt, câu chuyện quan trọng như thế tại sao họ lại mò đến hỏi Thiệu? Thiệu ú ớ lắc đầu, nhưng người hỏi hình như không chú ý, ông ta tiếp. Theo ông, họ trở về Việt Nam hay là trốn vào rừng Mã Lai? Thiệu run rẩy đáp, tôi không biết. Nét mặt giám đốc cảnh sát và thiếu úy Amin trước sự ngoan cố của Thiệu vẫn không hề đổi sắc. Mà dù có đổi, Thiệu cũng khó nhận ra
vì cả hai đều đen thui như cột nhà cháy. Ông nhân viên người Úc thì vẫn giữ nụ cười dè dặt trên môi, nhưng nét cười đầy vẻ chế nhạo như ngầm bảo với Thiệu rằng: "Chúng tao đã biết mày là cán bộ cộng sản trà trộn vào hàng ngũ, đừng chối nữa." Ông ta từ tốn khuyên Thiệu: "Mối quan tâm rất lớn của chúng tôi, những quốc gia tiếp nhận người tị nạn, là sự xâm nhập của cán binh cộng sản, để khi đi định cư thì sẽ quấy phá các nước tự do. Ông có biết gì về kế hoạch cài người của họ hay không?" Thiệu lắc đầu: Thưa ông, tôi không biết." Giám đốc cảnh sát chen vào: "Anh vượt biển bằng cách nào? Ai tổ chức đưa anh đi?" Đến lúc này thì Thiệu hoàn toàn thất sắc, đôi chân run rẩy muốn quỵ xuống. Gã lập cập kể lể đầu đuôi những xoay sở riêng tư của mình và được người ta cho đi ké. Giám đốc cảnh sát Mã Lai nghe xong bất bình gằn giọng: "Bây giờ tôi muốn ông trả lời dứt khoát, cái khóa học về sách động quần chúng tại các đô thị có bao nhiêu người theo học tất cả, và những người ấy bao nhiêu đứa đã vượt biển?" Thiệu từ lúc bị thẩm vấn câu đầu tiên đã mơ hồ đoán rằng sở dĩ người ta chọn gã là bởi vì câu chuyện nói dóc hôm nào ở quán cóc đường Nguyễn Văn Trỗi. Quả nhiên bây giờ gã thấy đúng, gã liên tưởng ngay tới mấy người hàng xóm đang ở chung trại và cực kỳ hối hận vì cái cố tật nói phét của mình. Gã đáp: Tôi đâu có biết." Hình như chẳng ai tin Thiệu, ông người Úc hỏi tiếp: "Trong số những người cùng theo học với anh, có ai đã đi định cư tại nước Úc hay không? Hay là đã được phái đoàn Úc chúng tôi phỏng vấn và chấp nhận hay không? Chúng tôi biết chắc là các anh có liên lạc với nhau." Mồ hôi Thiệu vã ra như tắm, mắt hoa lên và khung cảnh chung quanh hình như vừa đổi sắc, bao trùm một màu úa vàng tang tóc. Cái khẩu nghiệp quái ác xuất phát từ sự thiếu thành thật, sự dối trá lâu ngày đã trở thành thói quen ăn vào máu, không làm sao chừa được. Từ việc cạo sửa bằng tú tài để tù 6 tháng tại quân lao Gò Vấp, đến việc tự gắn non trung úy để vào trại cải tạo gần 3 năm, vẫn chưa đủ để làm Thiệu bỏ được cái tật xảo trá của mình. Nay đến câu chuyện làm quà chỉ có tính cách trà dư tiểu hậu, những tưởng nghe qua rồi bỏ, nào ngờ sang đây lại nghiêm trọng đến thế, chưa biết sẽ ảnh hưởng đến tương lai định cư của gã như thế nào. Ông nhân viên sứ quán trấn an Thiệu: "Tôi biết ông chỉ giả vờ cộng tác với chính phủ Việt Cộng để tìm đường thoát thân, bởi vì ông là một quân nhân miền Nam đã từng bị bỏ tù, thì làm thế nào ông thích cộng sản được. Chúng tôi muốn ông cung cấp cho chúng tôi những điều ông biết về khóa học ông đã tham dự, có thể giúp chúng tôi phá vỡ màng lưới trà trộn của họ." Thiệu khổ sở đáp: "Thưa ông, tôi có học khóa nào đâu." Ông nhân viên sứ quán Úc chán nản đứng dậy. Ông ghé tai nói nhỏ vài lời với giám đốc cảnh sát Mã Lai, rồi cúi đầu chào mọi người trừ Thiệu và xách cặp bước ra cửa. Còn lại ba người trong phòng, ba cặp mắt ác cảm nhìn Thiệu. Giám đốc cảnh sát quay lại câu hỏi chính liên quan đến vụ 27 người trốn khỏi Bi Đông, lý do duy nhất khiến ông phải thân hành đến đây. Ai cũng biết rằng từ gần một năm nay, khi số người vượt biển cập bến gia tăng đột ngột, chính phủ Mã Lai đã có những biện pháp gay gắt đến tàn nhẫn đối với thuyền nhân, mà cao điểm là 3 tháng 9, 10, 11, 78, khi họ nhất quyết buộc 30 chiếc thuyền tị nạn neo lại ngoài khơi, chờ đến khi có quốc gia để tam hứa nhận thì mới cho đổ bộ lên đảo. Mã Lai ghét người tị nạn vì 3 lý do. Trước hết là vì lý do chung, chẳng có quốc gia nào muốn khoác thêm gánh nặng vào cổ, khi mà cái gánh nặng ấy không hề đổi lại được chút quyền lợi xa gần nào. Nhưng đó chỉ là nguyên do phụ. Hai nguyên nhân chính khiến Mã Lai thù người tị nạn là vì đại đa số thuyền nhân đợt ấy đều là người Việt gốc Hoa. Người Hoa từ lâu đã nắm gần hết kinh tế Mã Lai, nhan nhản tại Kuala Lumpur và các thành phố lớn, người ta dễ dàng nhận ra sự phồn vinh không giả tạo của Hoa Kiều như một vết dầu loang đè bẹp người bản xứ vốn không chăm chỉ lắm. Mã Lai kể về tài nguyên thì quốc gia giàu nhất Đông Nam Á, quặng thiếc, dầu dừa, cao su và lâm sản, những thứ trời cho ấy, cho phép Mã Lai ngang nhiên ngẩng đầu nhìn thế giới. Nhưng dân Mã Lai lại thích nhàn, từ cây rau cải đến trái dưa hấu cũng nhập cảng từ láng giềng Thái Lan. Người Mã Lai lại không thích đi học nhiều, trong các bệnh viện, các công sở, người ta thấy tầng lớp trí thức thường là gốc Tàu, kế đến Ấn Độ và sau cùng mới đến người Mã Lai. Chính phủ Mã Lai đã phải tạo ra một đạo luật rất kỳ thị là sinh viên gốc Hoa ghi danh đại học không được quá tổng số 5% hàng năm, và người Hoa sau bao nhiêu năm tranh đấu
đòi thiết lập một viện đại học riêng đến nay vẫn chưa thành công. Mối ác cảm càng ngày càng gia tăng thì năm 78 Việt Cộng lại đẩy người Hoa vượt biển. Biết đâu trong số những kẻ lánh nạn ấy chẳng có hàng loạt cán bộ qua đây để bắt liên lạc với Đảng Cộng sản Mã Lai vốn do Trung Quốc lãnh đạo. Những vụ cướp tàu bỏ trốn đang làm cảnh sát Mã Lai hết sức lo âu vì họ tình nghi đám người ấy đã bắt liên lạc được và vào rừng làm cố vấn cho chúng. Trên thực tế, những vụ lấy cắp tàu bỏ trốn chỉ là do lòng tham của vài kẻ ngu dốt quay trở lại Việt Nam rước thêm khách để lấy thêm vàng mà thôi. Chẳng phải đây là lần đầu, liên tiếp mấy tháng qua đã có những vụ mất tích lẻ tẻ. Mỗi lần như thế, thiếu úy Amin đều chỉ thị phải ra tay truy tầm tin tức. Amin nóng nảy ủy thác nhiệm vụ đó cho quân, tức là trưởng ban an ninh trật tự của trại. Một hôm tình cờ ngồi ăn chè với vài đồng hương, quân được một bà cho biết về kế hoạch trà trộn cộng sản nhân vụ tổ chức đi bán chính thức. Bà ấy nhấn mạnh với quân: ông không tin thì cứ hỏi anh Thiệu ở cái dãy số 5 sẽ rõ. Chồng tôi kể là anh Thiệu từng khoe là ngày trước ngày vượt biên á, chính anh Thiệu đã từng học cái khóa huấn luyện của chúng nó đấy, khóa học ở Mỹ Tho 6 tháng trời chứ không ít gì đâu nhá. Nắm được bản tin ấy, quân vẫn nửa tin nửa ngờ, cho nên anh không vội vã. Nhưng thiếu úy Amin thì cứ thúc giục mãi, cho nên là quân phải mời Thiệu lên. Đối với Amin thì Việt Cộng là một thứ lực lượng cực kỳ khủng khiếp, đã từng nuốt trọn miền Nam Việt Nam, mới đây lại chiếm đóng Campuchia và Lào. Nếu những cán bộ nguy hiểm ấy trốn vào rừng nhập trung làm cố vấn cho bọn Cộng sản Mã Lai thì Mã Lai có thể mất trong sớm tối. Amin cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu là: ông nghĩ cái đám 27 đứa đó có phải là Việt Cộng xâm nhập vào nước tôi hay không? Quân không biết trả lời ra sao. Amin lại gắt: các ông qua bao nhiêu kinh nghiệm, phải biết nhiều hơn chúng tôi chứ. Quân nghĩ đến Thiệu, anh bàn với ban điều hành và đề nghị mời Thiệu trình bày thẳng với Amin. Nếu Thiệu quả thực có theo học khóa huấn luyện của Cộng sản thì đây là một dịp tốt để Thiệu giúp Mã Lai một ít kinh nghiệm. Mà nếu Thiệu không theo học thì ít ra Thiệu cũng có nghe biết về cái khóa đó, cho nên mới tiết lộ với bạn bè trước ngày ra đi. Quân đem ý đó nói với Amin. Amin mừng quá điện thoại ngay mời sếp là giám đốc cảnh sát tới. Ngẫu nhiên hôm ấy lại có nhân viên sứ quán Úc đặc trách về an ninh cũng ghé trại trong chuyến đi sưu tầm tin tức vòng quanh Mã Lai và Thái Lan. Dĩ nhiên buổi tiếp xúc với Thiệu không đem lại sự hài lòng nhỏ nhoi nào cho giám đốc cảnh sát cũng như nhân viên sứ quán Úc. Giám đốc cảnh sát đứng dậy dặn nhỏ Amin vài câu rồi tiến ra cửa. Đàn em tiễn sếp đến tận bãi đậu xe, chờ sếp phóng đi rồi mới quay vào tiếp tục nói chuyện với Thiệu. Lần này Amin không cần kín đáo nữa, hắn đẩy rộng cánh cửa phòng làm việc để anh em trong ban điều hành ngồi phòng bên cạnh cùng theo dõi luôn thể. Amin gỡ cặp kính đen đặt xuống bàn rồi bất thình lình quay người lại đấm liên tiếp vào mặt Thiệu. Thiệu té bật ngửa, đầu đập mạnh vào cái tủ sắt đựng giấy tờ. Amin cúi xuống nắm cổ áo lôi Thiệu dậy, thụi thêm mấy quả nữa vào bụng rồi vít đầu Thiệu xuống lên gối một chập giống như trong phim võ hiệp. Thiệu quằn quại trên sàn nhà, cả phòng họp ngoài kia nín thở nghe tiếng rên la của Thiệu. Amin cúi xuống chỉ mặt Thiệu rít lên: mày đã chịu khai chưa? Quân xót xa đỡ đòn cho Thiệu, anh nói: người này không có biết nói tiếng Anh, ông giao cho tôi, để ông để tôi thẩm vấn thì dễ hơn, tôi sẽ báo cáo lại ông sau. Amin lôi cổ Thiệu dậy, xoay lưng Thiệu ra phía cửa, đấm một cú cuối cùng, mục đích để Thiệu ngã bật ra ngoài cho mọi người trong ban điều hành cùng chứng kiến. Hắn quay lại bảo Quân: chiều nay phải có kết quả cho tôi. Tôi muốn biết cái khóa học của nó gồm bao nhiêu đứa và mấy đứa đã vượt biên. Chắc chắn chúng nó phải có liên lạc với nhau. Amin đi rồi, Quân dìu Thiệu xuống nhà ngủ nhờ bác sĩ săn sóc. Buổi họp của ban điều hành cũng uể oải chấm dứt. Buổi chiều khi Thiệu đã tương đối bình phục, Quân nóng lòng bắt tay ngay vào việc tra hỏi. Anh muốn Thiệu khai hết khai thật mối quan hệ của Thiệu với Việt Cộng để anh có thể phúc trình lại cho Amin tối nay, vừa tránh phiền phức cho anh mà cũng để tránh cho Thiệu những trận đòn tương tự. Nhìn Thiệu nhăn nhó, Quân nói: thằng Amin có thể đem ông đi mất tích
chừng đó không ai đỡ nổi cho ông đâu. Ông nên nói thật đi, bởi vì có người trong trại này cho tôi biết là chính ông, chính ông trước ngày đi đã kể với bạn bè rằng ông có theo học khóa huấn luyện của Cộng sản. Nếu cần thì tôi có thể gọi người đối chất. Thiệu đoán quả không sai, đúng là cái con mẹ hàng xóm nó hại Thiệu. Thiệu thở dài, xin Quân điếu thuốc rồi kể hết đầu đuôi cho Quân nghe. Thật sự thì Thiệu có người bà con từ Bắc vào để giảng dạy khóa huấn luyện này, tình cờ đến nhà Thiệu ăn cơm nói chuyện. Đơn giản có thế thôi, nhưng khi kể lại, Thiệu lại tự đặt mình vào đó để câu chuyện sống động và hấp dẫn. Không ngờ hậu quả lại ê chề đến thế. Quân nghe dứt, nhìn thẳng vào mặt Thiệu nói như mắng: bỏ hết chuyện xạo rồi sao mà ông xạo ngu vậy? Thiệu ngượng ngập: Nhờ anh đỡ hộ tôi. Quân đứng dậy nói: chiều nay nó hỏi, ông cứ khai đúng như vậy, tôi sẽ nói thêm cho. Quân bước nhanh ra cửa, lòng anh hơi hối hận vì đã đem Thiệu lên văn phòng để làm mồi cho gã thiếu úy Mã Lai hung bạo. Buổi tối Amin trở lại gọi Quân sang phòng. Quân xuống tìm Thiệu, đồng thời cẩn thận kéo luôn cả bà hàng xóm của Thiệu, người đã đưa tin cho Quân biết về khóa học tưởng tượng của Thiệu, để nếu cần thì làm chứng cho Thiệu. Dọc đường bà hàng xóm luôn miệng phân trần cùng Thiệu: giời ơi, không phải là tôi cố ý hại anh đâu. Chồng tôi nghe thằng Hiền nó kể lại là anh cho nó biết là anh có học cái khóa sách động của Việt Cộng. Chứ còn tôi biết anh là sĩ quan mà, anh không thể theo chúng nó được. Tôi chỉ muốn chứng minh với anh Quân là quả thực Việt Cộng nó có âm mưu trà trộn vào hàng ngũ tị nạn này này. Thiệu im lặng không nói gì. Nói gì bây giờ? Toàn thân gã vẫn đang run lên vì mường tượng ra trận đòn có thể tái diễn trong chốc lát. Quân gõ cửa phòng làm việc của Amin. Bên trong có tiếng nói lớn: vào đi. Quân đẩy cửa, Thiệu nối gót và bà hàng xóm, nhân chứng đi sau cùng. Amin ngồi sau bàn viết, mặt vẫn còn hầm hầm. Quân lên tiếng ngay, cặn kẽ trình bày đầu đuôi câu chuyện. Amin hơi thất vọng, gã chẳng có gì để báo cáo với thượng cấp. Gã chỉ người bên cạnh và hỏi Quân: thế còn bà này là ai đây? Quân đáp: bà này là nhân chứng xác nhận câu chuyện khóa huấn luyện của ông Thiệu chỉ là câu chuyện xạo như tôi vừa trình bày với ông. Buổi thẩm vấn kết thúc rất mau. Ngoài dự liệu của cả ba người, Amin cho Thiệu về trại. Thiệu hồi hộp mừng rỡ, Quân cũng phấn khởi không kém. Còn bà hàng xóm thì thở phào nhẹ nhõm, bớt hẳn sự bứt rứt đè nặng trong lòng từ lúc nghe Thiệu bị đánh. Đêm hôm ấy nằm thao thức trên giường, Thiệu nghĩ thật nhiều về mình. Lần đầu tiên gã nhận ra rằng cái tính dối trá của mình không có lợi, hoặc chỉ lợi vặt mà thiệt hại lớn. Gã tự hỏi không biết tại sao và do đâu gã đã tiếp nhận cái thói quen xấu xa ấy. Nhân chi sơ tính bản thiện, các cụ dạy thế. Chẳng lẽ vừa đẻ ra Thiệu đã mang tính nói dóc thiên bẩm hay sao? Chắc chắn là không. Hoàn cảnh xã hội và giáo dục gia đình là hai nhân tố chính đã tạo cho Thiệu cái tính xấu xa ấy, trở thành cố tật từ hồi nào mà chính Thiệu cũng không hay. Xã hội nhiễu nhương lừa đảo, Thiệu cũng phải nương theo để sống còn, để xóa bỏ mặc cảm bị coi thường. Biết bao nhiêu lần Thiệu từng nghe bà hàng xóm ngậm ngùi than với người chung quanh: cái thằng Tèo nhà tôi năm nay nó mười mấy tuổi đầu rồi mà nó khờ quá à. Ai hỏi cái gì cũng cứ nói thật vanh vách. Ô hay, cha mẹ dạy con mà lại thất vọng vì con không biết nói dối. Một bà khác tát con nảy đom đóm mắt chỉ vì khi dẫn con đi coi cine ở quầy bán vé có để tấm bảng dưới 12 tuổi nửa giá vé, mà thằng con lại dại dột nói thật là mình đã 13. Bà mẹ nghiến răng rít lên: rồi ơi, không có cái đứa nào trên đời mà nó ngu như mày ấy. Mày cứ bảo mày 12, ai mà biết, ăn cơm hay ăn cá mà dại thế. Thế nghĩa là thế nào? Hãnh diện khi có con lưu manh hay sao? Và xấu hổ khi con không biết xảo trá hay sao? Rồi mai kia đứa con vào đời trở thành đầu trộm đuôi cướp, cha mẹ có lỗi một phần nào không? Từ chuyện dối trá vặt vãnh được khuyến khích, đứa bé lớn dần coi việc nói xạo là một cách sống khôn ngoan, không biết ngượng ngùng nữa, và nói dối trở thành thói quen ngay cả khi không cần thiết chút nào. Thiếu gì bà vẫn khoe ngay tại xứ Mỹ những câu tương tự như: con tôi nó không khờ như con người ta đâu, 10 năm nay đi làm nó chưa hề đóng đồng bạc thuế nào cả. Đó là dấu hiệu đã tiến thêm một giai đoạn băng hoại của lương tâm, bởi hành vi ăn cắp được đề cao là khôn ngoan. Cứ thế, dần dà có kẻ coi việc lường gạt hoặc ám hại người khác là một thành tích
để hả hê với chính mình, để đêm đêm về ngủ một giấc bình an. Thiệu đang ở vào tình trạng đó. Sinh hoạt trại tị nạn vốn gắn bó, cho nên bản tin Thiệu làm tay sai cho Việt Cộng được truyền đi rất nhanh. Chỉ trong chớp nhoáng, người ta đã biết tại sao Thiệu bị đánh. Người này bảo người kia thêm bớt thêu dệt, Thiệu bỗng chốc trở thành một con chiên ghẻ của mấy ngàn người tị nạn. Có bà chỉ mặt Thiệu nói thẳng: "Ôi chết trời, cái thằng vố hồ đành dịch mè nè đi." Người khác nói: "Trời ơi, công an gài thằng chả ra nước ngoài làm tình báo đó." Nhiều người nguyền rủa Thiệu, bạn bè dần dần xa lánh hết. Những người trước đây thích nghe Thiệu phân tích tình hình thời sự quốc tế và quốc nội, bây giờ chẳng ai dại dột dính dấp với gã nữa. Ngay đến bà vợ bé của ông chủ tàu, 3 tháng nay nồng nàn ôm ấp Thiệu, cũng vội vàng rút lui tìm vòng tay khác. Thiệu trở nên cô đơn và dĩ nhiên cơn đói rách lại quay về bám chặt lấy gã một cách rất vồn vã. Thiệu hận đời hận mình và nhất là căm hờn bà hàng xóm đã đưa tin cho Quân về gã, nhưng đành hận suông chứ biết làm gì. Và lại câu chuyện chưa chắc đã êm xuôi, gã còn ở đây, còn nằm trong vòng tay Amin. Bất thần lúc nào Amin cũng có thể nổi hứng lôi gã lên đập cho một trận. Rồi ngày tháng trôi qua, Thiệu cũng lên đường đi định cư như bao nhiêu người khác. Bấy giờ mới là đầu năm 1980. Thiệu qua Mỹ, đến định cư tại một thành phố ấm áp miền Tây, nơi đã có sẵn hơn 10.000 đồng hương sinh sống. Thiệu may mắn lắm, cùng đến đây với gã chỉ có 2 người gốc Hoa, vốn không bao giờ để ý đến chuyện chính trị, cho dù Thiệu có theo Việt Cộng thật. Cho nên cái quá khứ thân cộng của Thiệu ở trại tị nạn, bước lên máy bay là kể như đã đoạn tuyệt, không ai biết đến nữa. Người ngoài không biết, nhưng trong lòng Thiệu vẫn nhớ. Cái mặc cảm dính dấp với Việt Cộng vẫn đè nặng trong đầu Thiệu. Cho nên để tự giải thoát mình khỏi mặc cảm ấy, Thiệu đột ngột trở nên một chiến sĩ chống cộng cực kỳ hăng say. Chỉ một thời gian ngắn ở thành phố, Thiệu nổi bật lên như một khuôn mặt đấu tranh đầy nhiệt tình với đất nước. Những buổi kỷ niệm quốc hận, những dịp lễ tết, Thiệu thường xuất hiện với chiếc cà vạt may bằng quốc kỳ, thêm một lá cờ nhỏ gắn trên túi áo vest và một huy hiệu của một tổ chức nào đó cũng có quốc kỳ ghim ở ngực áo bên kia cho cân xứng. Thiệu luôn luôn đi hàng đầu, gào thét cầu hiệu đả đạo cộng sản. Bà giáo Anh văn lớp ESL một hôm giảng về lịch sử và địa lý các quốc gia trên thế giới đã dại dột đem tài liệu nhà trường ra đọc, trong đó có câu Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Lập tức Thiệu đứng bật dậy phản đối. Thiệu dùng hết vốn liếng Anh văn của mình để chống lại cái tài liệu giáo khoa dám cho Hà Nội là thủ đô. Bà giáo phân trần mãi: "Tôi hiểu ý ông, nhưng đây là bài học người ta soạn theo thực tế, phi chính trị." Thiệu vẫn thét lên: "Không được, tôi không chấp nhận Hà Nội là thủ đô của nước tôi." Bà giáo bực mình nói: "Ông chấp nhận hay không mới là chuyện riêng của ông. Tôi chỉ biết Hà Nội hiện nay là thủ đô của nước Việt Nam, cũng như Paris là thủ đô của nước Pháp, có thế thôi." Khi người ta cực đoan quá thì dễ sinh ra lệch lạc. Giả như Thiệu cứ việc tích cực chống cộng như thế thì cũng không sao. Đằng này, từ sự cuồng nhiệt cá nhân, Thiệu dần dà trở nên soi mói rình rập. Ai không cực đoan như mình thì Thiệu bắt bẻ, nghi ngờ và chụp mũ. Thiệu tìm tòi những sơ hở của người khác, cốt để làm cho cá nhân mình nổi bật, giống như các bà, các cô thường nói đến những cái xấu của người khác để gián tiếp chứng minh mình tốt vì mình không như vậy. Một người bạn cùng lớp Anh văn nhìn Thiệu ngứa mắt quá, lớn tiếng bảo: "Ông muốn nổi ông cứ việc quậy trong nổi, nhưng đừng hại người khác. Ông muốn làm lãnh tụ, ông phải đưa ra cái gì mới, cái gì hay để người ta theo, chứ đâu phải cứ rình rập vu cáo hết người này đến người kia." Thiệu cũng biết như thế, nhưng Thiệu vốn bất tài, cho nên Thiệu phải bám lấy con đường soi mói người khác. Trong cộng đồng thiếu gì kẻ bần tiện như Thiệu, chỉ chuyên chụp mũ kẻ khác vì tưởng làm như thế thì mình sẽ nổi đình nổi đám. Tuy vậy, sự hung hăng của Thiệu cũng gây được chút tiếng vang, tạo được một quỹ đạo, có người vây quanh, hoặc vì nhiệt tình thật, hoặc vì sợ Thiệu chụp mũ mà đành phải theo đó ăn tàn. Và thấy có người nể mình, Thiệu lại đi quá đà. Gã kín đáo nói với vài người một cách khiêm tốn rằng gã luôn luôn hối hận vì sáng 30 tháng 4 năm 75, với cương vị tiểu đoàn phó, gã đã ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền bỏ súng theo lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh. Nhìn nét mặt rầu rầu của Thiệu, nhiều người cảm thông và cảm phục. Từ đó họ quen
quen miệng gọi gã là Đại úy Thiệu. Mới năm ngoái nằm ở trại tị nạn bị một trận đòn sinh tử, Thiệu đã thề với lòng mình là sẽ không bao giờ nói dóc nữa. Thế mà nay qua đây, nhìn trước trông sau, không thấy có ai quen để có thể nhận diện ra mình, Thiệu lại ngựa quen đường cũ. Nhân dịp Hội Việt Kiều bầu lại hội đồng ban quản trị, Thiệu được nhiều người xúi ra ứng cử. Dĩ nhiên Thiệu đắc cử dễ dàng, bởi vì hội đồng cần tới 15 người mà số ứng viên không có bao nhiêu. 15 vị ấy tự bầu ra ban chấp hành và Thiệu được cử giữ chức phó chủ tịch. Chủ tịch Phùng Tử Đan giao cho Thiệu phụ trách công tác xã hội, nhưng Thiệu xin lo báo chí và văn nghệ là hai lĩnh vực mà Thiệu tự cảm thấy mình có khả năng đặc biệt hơn người. Báo ở địa phương thì nhiều mà người đọc thì chẳng có bao nhiêu, người viết lại càng khan hiếm. Một mình Thiệu phải dùng đến 8 bút hiệu để điền khuyết cho đầy tờ báo. Người ta đọc hay không, Thiệu không cần biết, vì hội có ngân khoản nuôi tờ báo sống. Chủ trương viết lách của Thiệu rất rõ, trước hết phải chửi Việt Cộng cho thật hăng, chửi đúng hay sai gì cũng được, bởi vì dù chửi sai, độc giả cũng chẳng có ai dại mà viết thư phản đối. Đứa nào ngứa mồm đòi đính chính một sai lầm của Thiệu thì thằng đó có thể bỏ mẹ với Thiệu. Vì thiếu kiến thức và thiếu căn bản đạo đức, Thiệu cứ cho rằng mục tiêu chống cộng là chính nghĩa, thì phương thức chống cộng muốn xảo trá làm sao cũng được. Thiệu có thể đi ăn cướp lấy tiền xây chùa và vẫn cho đó là việc công đức, bởi vì chùa là cứu cánh chính đáng. Nhưng có một điều rất quý là Thiệu chưa bao giờ dùng diễn đàn công cộng là tờ báo để đả kích cá nhân người khác, ngay cả những người mà Thiệu rất ghét. Lý do dễ hiểu là khi cần chơi ai, Thiệu sẽ dùng thư nặc danh hoặc tung tin đồn nói xấu. Tính Thiệu không ưa ra mặt bút chiến hay tranh luận với người khác. Thiệu thích ngồi trong bóng tối ném đá giấu tay. Như thế vừa thú vị lại vừa an toàn, bởi vì ta thấy địch mà địch không thấy ta. Người Việt thường ít có đầu óc khoa học, ít lý luận và ít phân tích, không mê sự thật bằng tin đồn, và tệ nhất là không chịu đối thoại trực diện. Cho nên chỉ một lá thư rơi, một lời truyền tụng có thể đủ để cô lập người nào mình ám hại. Có những lá thư vu cáo rất vô lý mà người đọc cứ đọc, không bao giờ đặt lại vấn đề nội dung lá thư có đáng tin hay không. Và vì thế Thiệu cứ tiếp tục làm. Đã lâu Thiệu không gửi thư nặc danh đi các nơi. Cái máy chữ cũ kỹ kia tưởng sẽ vĩnh viễn nằm im dưới gầm giường bụi bặm, nào ngờ hôm nay Thiệu lại phải lôi ra. Nguyên do là cách đây 4 tháng, một buổi chiều mùa thu không có chiếc lá vàng nào rụng cả, Thiệu ngồi làm việc ở trụ sở Hội Việt Kiều, chờ chủ tịch Đan ra phi trường đón đồng bào sang định cư. Hễ có người mới là dịp Thiệu rất vui. Thiệu thường diện áo quần bảnh bao lăng xăng chuẩn bị đón tiếp, một phần vì Thiệu biết trước mắt những người vừa chân ướt chân ráo đến đây, Thiệu luôn luôn được coi là một nhân vật đi trước đầy kinh nghiệm và quyền chức. Một phần nữa là vì đồng bào cũ quen mặt trong thành phố, gặp nhau mãi cũng chán, lâu lâu có người mới thay đổi cho đỡ buồn. Và sau cùng quan trọng hơn là Thiệu vẫn hy vọng trong những khuôn mặt mới ấy, biết đâu lại chẳng xuất hiện một hai bóng giai nhân mà Thiệu biết chắc khi mới sang vẫn còn đang ngơ ngác, đầu óc vẫn còn ngây thơ và trái tim vẫn còn đầy ắp tình tự đồng hương. Nhào vô kiếm ăn ngay dù sao cũng dễ hơn gặp những người đầu đã có sạn lâu năm bên này. Cộng đồng tị nạn trong 10 năm đầu bị mất quân bình trầm trọng về nam nữ, đi đâu cũng chỉ thấy toàn đàn ông, cho nên có những bà xấu như Trung Vô Diệm mà vẫn có người lăn xả vào tán tỉnh, thậm chí giành nhau khổ sở. Hôm nay Thiệu mặc vest, thắt cà vạt may bằng quốc kỳ Việt Nam. Chiếc cà vạt rất to bản, không hợp kích thước thời trang, nhưng lại có tác dụng làm tăng chính nghĩa trên ngực Thiệu. Chiếc cà vạt ấy hầu như không bao giờ rời khỏi cổ áo Thiệu, kể cả lúc Thiệu đi nhảy đầm, ôm chặt người đẹp, cọ sát trong tiếng nhạc xì lô. Thiệu rời bàn đứng dậy, lay hoay xếp mấy chồng báo trên kệ. Vài thanh niên khác trong hội tình nguyện đến làm việc chiều nay cũng lăng xăng chuẩn bị để lát nữa tiếp đón đồng hương. Cà phê, bánh kẹo, chăn mền, quần áo cũ và đồ chơi trẻ em, tất cả đều được bày biện ngăn nắp trên một chiếc bàn dài kê sát tường. Một lúc sau, từ ngoài cửa tiếng ồn ào mỗi lúc một gần. Người gọi nhau thăm hỏi trầm trồ toàn bằng tiếng Việt, và cánh cửa mở ra, đoàn người khăn gói khệ nệ tiến vào. Thiệu chăm chú quan sát và hơi thất vọng vì không có giai nhân nào cả. Vài người đàn bà đi chung với chồng con, còn lại đa số thanh niên độc thân, mặt mũi ai cũng
còn hiền lành đến độ sợ sệt. Thiệu niềm nở chào hỏi từng người. Gã có ý đợi Đan nhưng không thấy Đan đâu cả. Thiệu rót cà phê, lấy bánh kẹo phát cho các em bé. Những thanh niên khác trong ban tiếp tân thì bận rộn trả lời những câu hỏi tò mò của đồng bào mới đến. Thiệu nhìn đồng hồ, đoán là chủ tịch Đan bận chuyện riêng không trở lại trụ sở. Thiệu vỗ hai bàn tay vào nhau cho người ta chú ý, rồi xoa tay nhìn đám đông tươi cười nói lớn. Thưa các ông, các bà, các anh chị em và các cháu, tôi là Thiệu, Nguyễn Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Hội Việt Kiều, hân hạnh đại diện cho hội chào mừng quý ông bà và anh chị em mới đến. Cánh cửa ra vào xịch mở, Thiệu ngừng nói nhìn ra, thấy Đan cùng với một người đàn ông khác tiến vào. Thiệu chạy ra cửa, gã chợt nhận ra người đàn ông bên cạnh Đan. Thiệu vội đứng khựng lại, trố mắt reo lên. Ủa, ông thầy, đúng là trái đất tròn. Người kia cũng vội vàng quăng cái vali ôm lấy Thiệu. Thiệu, ở đây à? Qua lâu chưa, qua lâu chưa? Mẩu đối thoại chỉ mới mở đầu, niềm vui tha hương ngộ cố chi của Thiệu đã lập tức tắt biến ngay, để thay vào đó mối lo âu vì những rắc rối chắc chắn sẽ đến với gã trong nay mai. Bởi vì người đàn ông ấy chính là Kích, tiểu đoàn phó thứ thiệt của Thiệu, cùng chung đơn vị với gã suốt thời gian ở Long An. Mấy năm nay cả thành phố ai cũng biết, do lời kể của chính Thiệu, thì Thiệu là đại úy tiểu đoàn phó của tiểu đoàn địa phương quân Long An. Người ta còn nhớ rõ nét mặt rầu rầu của Thiệu mỗi khi gã khiêm tốn tỏ vẻ hối tiếc đã ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền đầu hàng theo lệnh của Tổng thống Dương Văn Minh. Mấy năm nay Thiệu sống an toàn trong cái vinh hoa giả tưởng của một dĩ vãng không bao giờ có, vì chẳng ai biết gốc gác của Thiệu. Nào ngờ cuộc đời chó má thật, tự dưng Kích lại dẫn xác đến đây, cái mặt nạ của Thiệu sẽ rớt xuống trong sớm tối. Giờ phút này dĩ nhiên Kích không còn dám nhìn Thiệu bằng cặp mắt thuộc cấp như trước nữa. Tâm trạng chung của kẻ đi định cư sau bao giờ cũng nể phục người đi trước, nhất là khi biết Thiệu hôm nay đã là phó chủ tịch của Hội Việt Kiều. Ngày xưa Thiệu chỉ là hạ sĩ quan, nhưng sang đây vài năm, biết đâu Thiệu chả học hành tới một trình độ nào đó nên mới được đồng hương bầu vào chức lớn như thế, để đại diện 10.000 người tị nạn tại thành phố. Đan và Thiệu chia nhau thăm hỏi và trả lời những thắc mắc của đồng hương. Một người đàn bà miền Bắc hỏi Đan. Thưa ông, chúng tôi có người nhà bên Virginia gì đấy, chả biết là xa hay gần, mai kia rồi chúng tôi có chuyện hộ khẩu sang đó được không ạ? Đan trả lời, không, ở bên này bà không phải lo gì về vấn đề hộ khẩu cả. Bà muốn đi đâu, ở đâu cũng được. Bà muốn đi Virginia thăm người nhà, dễ lắm. Máy bay, xe lửa, xe buýt lúc nào cũng có. Thế à, cơ động quá nhỉ. Không phải xin giấy đi đường hả ông? Không, đi trong nước Mỹ, bà không cần phải xin giấy tờ gì cả. Ở bàn khác, một thanh niên trong ban tiếp tân vừa hỏi Kích. Anh với anh Thiệu trước cùng đơn vị ạ? Kích gật đầu đáp, vâng, Thiệu nó khá lắm, cũng là một tay đánh giặc lì nhất của tiểu đoàn đấy. Mấy người bên cạnh Kích đều mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Lối nói của Kích rõ ràng là giọng điệu của một đàn anh phán đoán thuộc cấp. Thiệu nó khá lắm. Thiệu là tiểu đoàn phó, mà Kích dám thêm chữ nó vào nhận xét của mình, thì dĩ nhiên ít ra Kích cũng phải ngang hàng, hoặc có lẽ là tiểu đoàn trưởng, nhân vật số một của đơn vị. Một thanh niên nhìn Kích nể nang, anh hỏi. Thưa anh, trước em cũng ở địa phương quân, tiểu khu Trương Thiện, tiểu đoàn trưởng của em là thiếu tá Xuyến, chắc anh cũng là tiểu đoàn trưởng. Kích lắc đầu, không, tôi là tiểu đoàn phó thôi. Kích chưa kịp nói thêm thì Thiệu chạy vội lại kéo tay anh, gượng cười nói, xin lỗi, cho tôi hỏi riêng cái này anh Kích. Thiệu lôi Kích ra hẳn một góc phòng dặn nhỏ, anh mới sang đây chưa có rõ, tình hình ở đây phức tạp lắm, anh đừng bao giờ nhắc đến đơn vị cũ, anh đừng có bao giờ nói đến chuyện ngày xưa, ít giao dịch, ít nói chuyện bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Kích không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, anh trở lại chỗ cũ, đầu óc hoang mang thắc mắc. Trên đường về khách sạn mà chính phủ tạm thời mướn cho người mới đến để chờ tìm nhà, Kích cứ băn khoăn suy nghĩ mãi về điều Thiệu vừa dặn. Nhiều lần muốn hỏi thẳng Đan về tình hình chính trị, đặc biệt là chuyện kháng chiến ở hải ngoại, mà hồi còn ở trong nước
cũng như lúc ở đảo, anh đã nghe nhắc đến quá nhiều. Nhưng cứ nhớ đến lời Thiệu, kích lại thôi. Tốt nhất là kích phải gặp riêng Thiệu, rồi trong tình nghĩa huynh đệ cũ, Thiệu sẽ giúp anh mọi kiến thức cần thiết. Kích nghĩ thế và an tâm theo Đan bước vào khách sạn. Những ngày kế tiếp, Đan dù rất bận vẫn thường xuyên đến thăm Kích, đồng thời dù Kích ghé qua trụ sở Hội Việt Kiều gặp gỡ đồng hương tại đó. Trong thâm tâm, Đan muốn Kích làm quen dần với những sinh hoạt của hội để nay mai Kích có thể đỡ một tay gánh vác. Đan thấy ở Kích là một mẫu người khả tín, nhiệt thành và chân tình, một quân nhân thuần túy, rất kín đáo và khiêm tốn. Cái khiêm tốn có lẽ do những năm dài nằm trong tù có dịp ngẫm nghĩ và nhìn lại thân phận thua thiệt của mình. Hội đồng quản trị ai cũng biết cuối tháng này Đan sẽ từ chức, kéo theo hai ông ủy viên khác cùng tạm ngưng hoạt động để trở lại đại học. Cả ba đều là thành phần du học tốt nghiệp tại Mỹ, kiến thức và phương tiện có thừa, nhưng không hiểu rõ tâm tình người tị nạn bằng Thiệu hay Kích. Phùng Tử Đan thực tâm muốn đi học lại, còn hai ông kia thì từ chức vì thấy ban chấp hành càng ngày càng đi xa cái mục tiêu ban đầu của hội. Hội lập ra để hướng dẫn và giúp đỡ người tị nạn định cư và hội nhập vào xã hội mới. Hội được tài trợ để làm những công việc chủ yếu như dạy Anh văn, luyện thi nhập tịch, giới thiệu việc làm, vân vân. Nhưng gần đây những người lèo lái hội cứ muốn biến hội thành một tổ chức chính trị, mà đáng buồn thay, không phải là thứ chính trị phục vụ lý tưởng chân chính, mà chỉ là phục vụ tham vọng cá nhân mà thôi. Bởi vậy cả ba cùng rút lui, nhường chỗ cho những nhân sự mới thích hợp hơn. Ba ông ra đi, ban chấp hành sẽ thiếu người, cho nên tất cả đều mong Kích sẽ là một đóng góp mới. Cứ theo nội quy thì Thiệu tạm thời sẽ thay Đan làm chủ tịch, chờ hết nhiệm kỳ bầu cử lại. Nhưng Thiệu không muốn có mặt Kích bên cạnh. Từ ngày Kích đến thành phố, Thiệu đã phải trải qua nhiều đêm rất mệt óc. Gặp riêng Kích thì Thiệu rất niềm nở, mở miệng câu nào cũng kêu là ông thầy. Nhưng trước mặt đám đông, nếu có Kích, Thiệu thường lúng túng ra mặt. Gã có cảm tưởng như ai cũng biết rằng gã là đứa nói xạo, và sở dĩ người ta biết là vì Kích đã vạch mặt gã. Kích trở thành cái gai nhọn mà Thiệu cần phải nhổ bỏ. Chẳng những loại trừ Kích ra khỏi hội Việt Kiều, mà nếu có thể thì Thiệu muốn tống cổ Kích đi khỏi thành phố này là tuyệt diệu hơn cả. Thiệu thường lẩm bẩm một mình. Xui thiệt, không ngờ nó lại vác mặt đến đây. Tưởng nó chết mẹ nó trong tù rồi chứ. Một hôm Thiệu tới văn phòng hội, tái mặt nhìn thấy trên chiếc bàn làm việc thường lệ có miếng bìa cứng dựng rất ngay ngắn, ghi mấy chữ viết bằng mực đỏ: Trung sĩ nhất Nguyễn Văn Thiệu. Bầu trời như tối sầm hẳn lại. Thiệu lấm lét nhìn quanh, giật mảnh giấy xé vụn. Thiệu biết Kích không chơi trò này, nhưng mảnh bìa đó chứng tỏ nhiều người đã biết gốc gác của Thiệu. Gã căm gan tím mật và quyết chí phải dùng mọi biện pháp để cô lập Kích. Cái máy chữ cũ của Thiệu vì thế chiều nay lại được lôi ra. Thiệu đã nghĩ sẵn nội dung lá thư trong đầu. Gã đốt thuốc tra giấy vào máy và bắt đầu mổ bằng hai ngón tay trỏ. Hôm sau nhân tiện sang nhà in, Thiệu mang lá thư nặc danh công trình tim óc của gã chụp thành 500 bản. Tiền in thì gã tính luôn vào phí khoản của tờ Đặc San, coi như chỉ tăng có một trang, rất tiện và lợi. Vài ngày sau, người ta bắt đầu bàn tán đến thằng Việt Cộng nằm vùng Lê Văn Kích. Hôm ấy Kích đang ngồi ở tòa soạn tạp chí Hoài Cổ, nói chuyện với chủ nhiệm Nghiêm Lăng. Đứa con gái Nghiêm Lăng ra mở thùng thư, ôm vào cho bố một bó giấy tờ mà đa số là bưu và quảng cáo. Nghiêm Lăng đọc lá thư của Thiệu, nét mặt đổi sắc dần. Anh buông tờ giấy úp lên bàn, ngẩng nhìn Kích. Kích cũng vừa nhận ra có chút gì khác lạ trong đôi mắt của Nghiêm Lăng. Anh hỏi: Chuyện gì vậy? Nghiêm Lăng lưỡng lự vài giây rồi trao lá thư cho Kích. Lá thư có nội dung như sau: Lá thư ngỏ kính gửi các hội đoàn và quý vị đồng hương. Chúng tôi một số người tị nạn mới đến định cư, vì tinh thần trách nhiệm chung, thấy cần phải lên tiếng báo động cùng các hội đoàn và đồng bào tị nạn về âm mưu thâm độc của Cộng sản trong kế hoạch cài người trà trộn vào hàng ngũ chúng ta, hầu phá nát mọi sinh hoạt của những người thiện chí, nhất là trong giai đoạn mọi người đang nỗ lực góp công góp sức để thu ngắn đường về phục quốc. Như đồng bào đã biết, cuộc kháng chiến phục quốc của chúng ta là một cuộc kháng chiến lâu dài và phải được tiến hành trên mọi lĩnh vực.
Trong khi đó, ta không thể để những kẻ nội thủ đâm sau lưng chiến sĩ sống nhởn nhơ giữa trời tự do mà làm tay sai cho giặc cộng. Điển hình là tên Lê Văn Kích vừa từ Phi Luật Tân đến định cư tại thành phố này ngày 14 tháng 4 vừa qua. Lê Văn Kích nghe nói trước đây là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Sau khi Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam, y đã bắt liên lạc được với người bác ruột là Lê Văn Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội từ nhiều năm qua. Chính Lê Văn Lương đã bảo lãnh Kích ra khỏi trại cải tạo và Kích đã giác ngộ tự nguyện làm tay sai cho giặc. Kích được gửi đi học Anh văn và chính trị tại Mỹ Tho, rồi âm thầm vượt biển để hoạt động tại nước ngoài. Lá thư còn một đoạn kết khá dài nhưng Kích không đủ can đảm đọc nữa. Anh thấy đây là một âm mưu có chủ ý, chứ không phải một trò đùa theo kiểu thiên linh chuỗi như thoạt đầu anh lầm tưởng. Nhưng ai cố tình ám hại anh như thế? Và tại sao mới được chứ? Anh nghĩ đến tất cả những người đồng hương cùng với anh trên chuyến bay ngày 14 tháng 4 vừa qua, và chịu không tìm ra được ai thù oán với anh về bất cứ phương diện nào. Vài gia đình gốc Hoa không làm chính trị, vài gia đình quê quán ở miền Bắc không hề biết Kích là ai, còn lại những người miền Nam thì đều thân quen vui vẻ. Anh thở dài và lại cầm lá thư lên, nhìn chừng chừng nhưng không đọc được chữ gì nữa. Kích ngồi một lúc rồi mượn điện thoại gọi cho Thiệu. Hơn lúc nào hết, anh thấy người thuộc cấp cũ có mặt tại thành phố này là một may mắn rất lớn, có thể giúp anh giải tỏa lời vu cáo xấu xa kia. Bởi vì Thiệu với cương vị phó chủ tịch Hội Việt Kiều chắc chắn tiếng nói có tầm vóc hơn Kích rất nhiều. Lúc Kích phone đến, Thiệu đang ở văn phòng hội, đoán trước thể nào Kích cũng gọi, cho nên gã tươi cười trấn an Kích. Ông thầy lo gì cái chuyện con nít đó, trò đó bên này nhiều lắm, không sao đâu. Và lại có tôi đây, tôi biết ông thầy quá mà, an tâm đi. Kích vẫn bực bội, nhưng mà tôi thắc mắc không biết đứa nào nó chơi trò hèn mạt đó. Thiệu giải thích, thì chắc là nó thấy anh hăng quá nên nó bực. Tôi quên không dặn anh là khi mới tới một thành phố, tốt nhất á là mình nên im hơi lặng tiếng, âm thầm xem xét tình hình rồi hãy xuất đầu lộ diện. Ngay hôm đầu tiên tôi đã nói với anh là tình hình ở đây phức tạp lắm, anh đừng có đả động gì đến quá khứ của mình. Anh không nghe tôi. Kích phân trần, thì tôi có muốn hoạt động gì đâu, tôi lo kiếm việc cần chết để bảo lãnh vợ con. Nhưng tại vì nể anh Đan, anh ấy cứ dắt đi lung tung. Vụ này cậu tính sao, tôi có cần phải cải chính gì không? Thiệu ngọt ngào khuyên, không anh ạ, cứ lờ đi, coi như không có. Ai nói gì anh cứ để tôi lo. Kích cảm động đáp, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Buông ống nghe xuống, Kích cảm thấy an tâm phần nào. May mà còn có Thiệu, người đàn em thân tín ngày xưa, hôm nay góp tiếng bênh vực cho Kích. Cho lẽ phải, tiếng nói của Thiệu lại là tiếng nói lớn, có giá trị đánh tan mọi luận điệu xuyên tạc. Còn Thiệu từ hôm tờ chuyển đơn tung ra, gã cũng bận rộn lắm. Anh em trong hội đồng quản trị, ban chấp hành cũng như hội viên và đồng hương ngoài hội, ai gặp Thiệu cũng tò mò hỏi thăm về Kích. Thậm chí các hội đoàn bạn trong thành phố còn gửi văn thư chính thức tham khảo ý kiến của Hội Việt Kiều về việc xuất hiện của một tên cộng sản trong cộng đồng người Việt. Với ai Thiệu cũng úp mở trả lời, ngày trước tôi với ông ta cùng đơn vị thật, nhưng từ 75 đến nay không gặp nhau, làm sao biết được suốt từ ngày mất Đức tới giờ lập trường ấy ra sao. Thiệu còn tiến xa hơn, bề ngoài tỏ vẻ bênh vực Kích mà kỳ thực là kết luận Kích quả nhiên có làm tay sai cho địch. Thiệu nói, tôi nghĩ ông ta không có ưa cộng sản đâu, nhưng mà vì liên hệ gia đình nên miễn cưỡng phải hoạt động. Cháu ruột Lê Văn Lương kia mà. Lâu lâu Thiệu ghé tai một đàn em dặn nhỏ, không có lửa thì làm sao có khói. Em thử lại nhà ông Kích chơi, dò xét xem nó có khả nghi gì không. Tôi nghe nói là hôm 19 tháng 5 nó có gặp gỡ một số người lạ mặt tổ chức hát nhạc Việt Cộng. Người ta bảo tôi là chính nó hát bài Viếng Lăng Bác. Bây giờ thì Thiệu đã đổi giọng gọi Kích là nó, và luận điệu của Thiệu không còn mập mờ nữa, dứt khoát cho mọi người biết Kích là cộng sản. Đối thoại với ai Thiệu cũng đều mở đầu bằng mấy chữ nghe nói hoặc người ta bảo tôi rằng. Người ta nghe thì cứ nghe, không ai cật vấn thẳng là người ta là ai, ông nghe ai nói. Câu chuyện chụp mũ càng ngày càng được thổi phồng bởi chính Thiệu. Kích bắt đầu cảm thấy rất bối rối, muốn gặp Thiệu để hỏi ý kiến xem nên phản ứng như thế nào, thì Thiệu cứ thoái thác là bận,
và luôn luôn trấn an Kích qua điện thoại. Trời ơi, có gì đâu mà anh bận tâm quá về anh Kích. Họ hỏi tôi về anh, tôi đã nói hết rồi, chẳng ai tin lá thư đó đâu. Kích mò lại chủ sợ hội. Anh thấy rõ những nét đổi thay trong đôi mắt từng người khi họ dè dặt tiếp chuyện anh, khác hẳn buổi đầu. Vài người chưa quen đứng xa xa liếc mắt chỉ trò bàn tán. Anh chỉ còn Đan và ký giả Nghiêm Lăng, nhưng Đan bận bịu chuyện dọn nhà để ở hẳn trong khu đại học xá, còn Nghiêm Lăng thì đang bất hòa với vợ, cho nên Kích tế nhị không dám ghé thăm. Sau buổi đến hội Việt Kiều, Kích cảm thấy mình không còn chút niềm tin nào vào tình đồng hương hay đồng đội nữa. Anh trở về nhà, cố xóa bỏ mọi ưu tư, ngày đi làm, tối về xem TV đọc sách. Cũng may cái basement của một người Hoa cho anh mướn, cũng như tiệm tạp hóa của gã Do Thái mà anh đang làm, đều xa khu thị tứ, nơi có đông thủ, đồng bào cư ngụ. Tuy nhiên, Kích vẫn không yên thân. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ hoặc bất cứ lúc nào trong ngày, anh vẫn có thể bị tiếng điện thoại reo vang, và khi bốc lên chỉ nghe một giọng nói rất lạ: đá đào cộng sản, rồi cúp ngay. Lâu lâu lại có một giọng khác chửi bới: thằng cộng sản, cút ngay khỏi thành phố. Anh buồn muốn khóc, anh lại gọi cho Thiệu và kể lể đầu đuôi, nhờ Thiệu chỉ dẫn cách thức làm sao báo cảnh sát để tìm ra kẻ quấy rầy anh trong điện thoại. Anh không biết là chính Thiệu đã từng giả giọng để gọi phone cho Kích, và gã nói rất nhanh, rất ngắn, Kích không thể nào tìm ra manh mối. Kích còn ở tại thành phố này thì Thiệu vẫn chưa ăn ngon, ngủ kỹ. Gã còn phải hành động cho đến khi nào Kích tuyệt vọng, rút hẳn vào bóng tối hoặc bỏ đi nơi khác thì Thiệu mới thực sự an lòng. Ở bên ngoài, tin đồn cứ mỗi ngày một gia tăng, nhiều chuyện dựng đứng. Kích nghe mà giật mình, thương cho mình và thương cho cả một tập thể ấu trĩ nhỏ nhen. Từ trách móc, Kích đâm ra oán hờn. Anh quyết định rời thành phố, bỏ ra ngoại ô thật xa, và nhủ thầm trong lòng: từ nay sẽ đoạn tuyệt hẳn với cộng đồng, đừng ai nhắc đến hai chữ Việt Nam với Kích nữa. Có ai hỏi, anh sẽ vỗ ngực xưng là người Nhật, người Tàu, hoặc thậm chí Campuchia cũng được. Hình ảnh người Việt từ nay vĩnh viễn không còn chỗ đứng trong lòng Kích, có chăng chỉ là để căm hận mà thôi. Ông Trần Bạch Thủ đến Hoa Kỳ năm 1978. Từ đó đến nay, giữa hơn 10.000 đồng hương trong thành phố, ông chỉ là một bóng mờ qua đường không ai hay. Bất cứ ai đã từng ít nhiều va chạm trong cuộc sống tập thể phức tạp và soi mói, hẳn đều mơ có được một chuỗi ngày thoải mái như ông Thủ, âm thầm không ai biết đến, tránh được biết bao nhiêu phiền toái. Chính ông cũng ý thức rõ điều đó, và thâm tâm ông rất hài lòng thủ phận. Ông nghiệm ra một điều mà ông cho là chân lý của đời tị nạn, là muốn để mọi đồng hương yêu thương mình, hoặc ít nhất không thù ghét mình, thì chỉ việc làm thế nào để thua kém mọi người về mọi mặt. Đơn giản quá, ông Thủ chả cần phải cố gắng để thua kém ai. Cuộc đời ông 6 năm nay tự nó đã chẳng bằng ai rồi, cho nên sự hiện diện của ông ở đây không hề làm cho bất cứ người nào khó chịu cả. Thậm chí có người còn tỏ ra thương hại ông là đằng khác. Nhưng sự bằng phẳng nào thì cũng có giới hạn, cuộc đời nào thì cũng có khi gặp phải những khúc rẽ đổi hướng. Một tuần nay căn nhà ông Thủ không còn giữ được cái không khí vắng lặng như 6 năm qua nữa, bởi vì vợ ông vừa từ Sài Gòn bay sang đoàn tụ. Một cặp vợ chồng trên dưới 50 xa nhau vài năm bây giờ gặp lại, thực ra chả có gì làm xôn xao dư luận cho lắm. Vài cú điện thoại, vài lời thăm hỏi hoặc ghé qua làm bữa cơm thân mật, nâng ly rượu chúc mừng xong rồi ai về nhà nấy. Dăm ba tháng sau, có thể chính những người đến chúc mừng đầu tiên lại là những kẻ trước nhất nói xấu người vừa đoàn tụ. Diễn biến thông thường vẫn như thế. Duy có trường hợp ông Thủ thì hơi khác. Hai vợ chồng tái hợp được khá đông đồng hương chú ý, đặc biệt là lớp thanh niên, bởi vì vợ ông có dắt theo đến 6 đứa con, mà toàn là con gái tuổi từ 13 đến 26. 6 cô gái ấy nhờ không giống bố cho nên cô nào cũng xinh đẹp cả. Chuyện xưa kể rằng, ngày ông Thủ mới sinh con gái đầu lòng là cô Xuân, ông đến gặp thầy Huỳnh Liên ở đường Phan Thanh Giản đặt tiền xin một quẻ về cung tử tức. Thầy quả quyết với ông là nếu ông sinh dưới 8 đứa con thì thầy bỏ nghề,
mà nhất định là toàn là con gái. Giới bói toán thủ đô vẫn đồn rằng thầy Huỳnh Liên thờ đầu lâu cô Năm nên không bao giờ thầy đoán chật. Ông Thủ trở về buồn rầu kể với vợ. Vợ ông càng buồn hơn, nghĩ đến một bầy con gái chật nhà chật cửa trong tương lai. Những lúc rảnh rỗi không có bạn rủ đi đánh mặt trược, ông Thủ thường ngồi một mình uống trà trong phòng khách hoặc chăm sóc mấy chậu kiểng trước sân. Một hôm, ông vừa nhâm nhi chén trà Thiết Quan Âm, vừa lơ đãng nhìn lên tường, ông bắt gặp hai bộ tranh Tứ Bình bạn bè mới đặt tặng hồi đầu năm. Ông chợt nảy ra ý định đặt tên cho 8 đứa con gái theo thứ tự Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mai Lan, Cúc, Trúc. Những cái tên vừa đẹp vừa có ý nghĩa. Ý nghĩa ở chỗ là bản thân ông vốn xuất thân từ một gia đình mấy đời mê đánh tổ tôm, thì cứ nghe cái tên Trần Bạch Thủ là đủ biết rồi. Bây giờ giao thiệp rộng, bỏ tổ tôm qua mặt trược, thứ cờ bạc có những bộ hoa rất đẹp mà dù không có khách đến chơi, ông vẫn thường một mình bày ra bàn ngắm nghía không chán mắt. Thời gian trôi qua, bà Thủ đẻ đến đứa thứ 6 thì bị mổ. Bác sĩ bảo bà không sinh thêm được nữa, nghĩa là Cúc Trúc không mọc nổi trong bụng bà. 6 đứa đủ quá rồi, bà tự nhủ và cười bảo chồng. Cái ông thầy Huỳnh Liên phen này chắc bỏ nghề thật đấy. Ông cứ khen mãi, tôi hết đẻ rồi đây này. Ông Thủ cũng cười theo. Thì thầy bói nào mà đoán được 100%. 6 đứa mà đoán thành 8 cũng đã là giỏi lắm rồi. Nói xong, ông Thủ quay đi ngay, bởi vì chỉ mình ông biết là thầy Huỳnh Liên đoán không sai. 6 đứa của vợ ông, 2 đứa con riêng của ông với cô thư ký ở sở làm, tổng cộng chả là 8 đứa hay sao? Mai Lan ở nhà này, còn Cúc Trúc thì tạm thời ông giấu tại một nơi rất kín đáo, mà sau này, khi ông đã xuất ngoại, bà Thủ vẫn không biết. Ở hải ngoại, ông Thủ đi làm, lương không cao mặc dù ông rất chịu khó xoay sở. Nói chung những người tị nạn lớn tuổi không có nghề nghiệp chuyên môn thì đời sống kinh tế tùy thuộc vào sự may rủi. Có người như ông cùng qua một lượt kiếm được công việc rất nhàn mà lợi tức lớn. Ông cứ đọc đi đọc lại câu thơ của Nguyễn Du và gật gù khen là tiền nhân nói quả không sai. Bắt phong trần phải phong trần, cho lương cao mới được phần lương cao. Tháng tháng cầm về tấm chéc rất khiêm tốn, vừa nuôi thân vừa gửi về Việt Nam. Mà đời chia như nhánh sông, nguồn cung cấp rẽ sang hai phía, vợ lớn và vợ nhỏ, thành ra quanh năm tối mặt tối mày, chả còn thì giờ mà để ý đến chuyện thiên hạ. Thậm chí có hôm gặp người quen nhắc đến kháng chiến Hoàng Cơ Minh, ông Thủ ngơ ngác chả hiểu Hoàng Cơ Minh là ai. Những người có dịp lui tới nói chuyện với ông, thấy ông chả có chuyện gì để nói, lâu dần họ chán, không thèm gặp ông nữa. Nhờ thế mà ông được an thân suốt 6 năm trời. Hôm nay thì tình hình đã đổi khác, khách đã bắt đầu lui tới, đa số là thanh niên, những người ông biết mặt và cả những người ông chưa bao giờ trông thấy, nhưng vẫn tỏ ra thân mật với ông như đã quen nhau từ lâu lắm. Một trong những khuôn mặt xuất hiện trước nhất ở nhà ông là chủ tịch Thiệu. Gã đến với tư cách đại diện Hội Việt Kiều chào mừng một gia đình đồng hương vừa may mắn được sum họp. Bà Thủ thì hả hê lắm, nghe hai chữ chủ tịch bà đã phát khiếp, cho nên bà xoa tay đón tiếp Thiệu rất cung kính. Bà quát con gái pha trà mời khách, và số Thiệu thật tốt phước, hôm đó chỉ có cô thứ hai Trần Thị An Hạ 24 tuổi, đẹp nhất trong lũ con ông Thủ, đang rảnh rỗi vâng lời mẹ ra tiếp Thiệu. Thiệu mở to mắt đăm đăm nhìn, cố đem hết những sở trường duyên dáng nhất của mình ra để người đẹp chiếu cố. Ông Thủ tuy không biết rõ Thiệu lắm, nghe nhiều hơn gặp, nhưng dưới mắt ông Thiệu không có ký lô nào cả. Thấy vợ quá kính cẩn đối với Thiệu như một người dân tiếp xúc với một viên chức uy quyền tại quê nhà, ông cảm thấy ngượng và chỉ mong Thiệu mau ra về để ông giải thích cho vợ biết lề lối giao tế ở bên này. Phần Thiệu cũng khổ sở không kém. Từ trước đến nay mỗi khi gặp ông Thủ, gã vẫn gọi bằng ông xưng tôi. Bây giờ tự nhiên đổi giọng thì ngượng và lộ quá. Còn nếu cứ ông tôi thì làm thế nào vô được con gái ông là An Hạ? Thiệu đâm ra ân hận vì cái thứ tiếng Việt này, thứ ngôn ngữ kỳ quái rất bất tiện trong việc xưng hô. Tại sao không giống như Tàu chỉ việc nị ngộ hay bắt chước Mỹ, I with you cho tiện? Buổi tiếp xúc đầu tiên, Thiệu cứ nói trống không, câu nào cũng xài chủ từ ngầm. Bà Thủ hỏi, thưa ông chủ tịch sang lâu chưa ạ? Dạ, mới được vài năm. Vậy à? Thế gia đình nhà ta đầy đủ chứ ạ?
Thưa không ạ, chỉ có mình tôi thôi ạ. Thế hồi ở Việt Nam ông chủ tịch ở đâu? Dạ ở Sài Gòn ạ. Đại khái cứ như thế, Thiệu không có cách nào xưng hô thoải mái cho nên cứ lờ đi rồi tính sau. Thiệu đi rồi, ông chưa kịp lên tiếng giải thích cho vợ thì chính bà vợ đã khen ngay. Ông ấy bình dân quá nhỉ, nom người cũng còn trẻ đấy chứ. Ông Thủ phì cười. Chủ tịch Hội Việt Kiều thì có quyền có chức mẹ gì đâu mà bình dân với chả bình dân, ai làm chả được. Nói cho đúng thì có mấy đứa chịu làm, ăn cơm nhà vác ngà voi được cái tích sự gì. Bà Thủ im lặng, bà chưa thể hình dung nổi tại sao một vị chủ tịch đại diện cho toàn thể đồng hương trong thành phố mà chồng bà lại bảo là không có quyền có chức gì cả. Và lạ hơn nữa là ít ai chịu ra làm. An Hạ cũng nghĩ như mẹ, nàng ngạc nhiên vì bố mình dường như không có cảm tình với Thiệu. Còn Thiệu chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi, gã trở về với tất cả xốn xang trong lòng. Từ ngày đi tị nạn đến giờ, chưa gặp ai vừa đẹp vừa hiền như thế. Suốt đêm Thiệu thao thức nằm nghĩ kế hoạch, phải tiến nhanh, để chậm chỉ 1-2 tháng là mất ngay. Mất vì có những đối thủ ăn khách hơn Thiệu, và cũng có thể vì chính An Hạ sẽ rất mau hiểu rõ cuộc sống bên này, khiến Thiệu khó có thể bịp được. Điểm thuận lợi đầu tiên mà Thiệu nhận ra là bà mẹ An Hạ, và hình như cả chính An Hạ có vẻ nể nang Thiệu lắm. Chỉ riêng ông Thủ thì lúc nào cũng nhìn Thiệu bằng cặp mắt rừng rưng đến lạnh lùng. Thiệu đến sở xin phép nghỉ thường niên 2 tuần lễ. Không phải vì cần nghỉ để có thì giờ ghé thăm An Hạ, mà vì Thiệu muốn đến với nàng trong lúc ông Thủ đi làm. Tránh gặp mặt ông Thủ nhiều chừng nào tốt chừng đấy, Thiệu ghé tiệm mua một lô những dụng cụ nhà bếp, nồi chảo bát đĩa mới toanh, những thứ thiết dụng mà người nội trợ nào cũng thích cả. Đó là món quà đầu tiên Thiệu kính dâng lên bà Thủ trước khi nghĩ đến con gái bà. Thiệu cũng dứt khoát sửa lại cách xưng hô dù rất ngượng mồm. Thưa bác mới sang, việc mua bán chắc là chưa quen mà bác trai thì bận đi làm. Cháu biết bác, cháu biếu bác vài thứ lặt vặt để bác dùng hàng ngày. Bà Thủ cảm động lắm, rối rít gọi con. Vâng, cảm ơn ông chủ tịch. Mời ông chủ tịch ngồi chơi. Xuân Hạ đâu, lấy nước con. Thiệu cười ngượng nghịu. Bác đừng gọi thế ạ, xin bác cứ coi như người nhà. Ôi giời ơi, tôi không dám đâu. Mời ông ngồi ạ. Thiệu nghênh ngang đi tới đi lui, rất tự tin vì không có ông Thủ ở nhà. Trước mắt gã, 6 cô gái và một bà mẹ vừa từ quê hương cằn cỗi bước sang thế giới văn minh, Thiệu không cần phải kiêng nể gì cả. Ở trong phòng, An Hạ nói với chị. Chị Xuân, mẹ kêu chị ra rót nước kìa. Xuân đẩy cho em. Thôi mẹ ơi, tao mặc đồ ngủ ra sao được, mày ra đi. Mấy cô em của An Hạ, Thu, Đông, Mai Lan đều còn nằm trong chăn cả, vì giờ giấc thay đổi chưa quen mắt. An Hạ đứng chải tóc, Xuân lại giục. Ra đi, để mẹ kêu nữa bây giờ. An Hạ mở cửa bước ra, khép nép chào Thiệu, nhưng không biết gọi Thiệu là gì. Thiệu tươi cười gợi chuyện. Hồi hôm ngủ được không cô? Chắc chưa quen phải không? Ngày là đêm, hồi tôi mới sang cũng thức cả mấy tuần lễ. Thiệu nói lung tung, lúc với mẹ, lúc với con, mục đích để tạo không khí thân mật trong nhà. Thì giờ của Thiệu lúc này dư giả lắm, 2 tuần lễ nghỉ. Ngày nào cũng có thể 9 to 5 ở đây, chỉ cần chuồn trước giờ ông Thủ về là được. Công việc hội, Thiệu tạm gác qua một bên, khi nào đạt mục tiêu tình cảm rồi tính sau. Thời gian trôi nhanh, đến nay sau hơn 2 tháng quen biết thì Thiệu và An Hạ đã thân nhau lắm. Trong nhà ông Thủ chia ra làm 2 phe rõ rệt, bà mẹ và các cô gái hoặc tán đồng hoặc không có ý phản đối sự giao du của hai người. Riêng ông Thủ thì vô cùng bực bội, ông nhịn vợ suốt 1 tháng đầu. Vì chả lẽ mới sang đoàn tụ mà lại lớn tiếng ngay với nhau. Rồi một hôm nhịn không nổi nữa, cơn giận bốc lên, ông gào lớn. Tôi đã bảo bà ngay từ hôm đầu là cái thằng Thiệu nó là cái đứa không ra gì, lại lớn hơn con Hạ cả 10 mấy tuổi. Tại sao bà cứ để cho chúng nó tự do đi lại là thế nào? Bà Thủ thì nhất định cho là chồng mình có thành kiến với Thiệu, chứ thực sự Thiệu không thể tầm thường như ông vẫn nói. An Hạ, dưới mắt bà, có phải là đứa con gái nhan sắc gì đâu, lá ngọc cành vàng gì mà cơ hội trời cho nó quen được một người danh giá như thế, sao chồng bà lại không chịu? Ngay cả Xuân, chị của An Hạ, cũng nghĩ giống mẹ. Xuân không ghen với em,
vì chính nàng cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng nàng buồn cho thân phận mình đang vướng một cuộc tình ở quê nhà còn đậm nét quá, chưa thể một sớm một chiều thay đổi để yêu người khác được. Người tình của Xuân đáng lẽ là chồng nàng từ 3 năm nay, nhưng lần nào viết thư về, ông Thủ cũng dặn đừng lấy chồng để việc bảo lãnh được dễ dàng hơn. Qua đây Xuân chỉ nghĩ về Việt Nam, ngày đêm trông ngóng tin người yêu và lo âu không biết sẽ phải chờ đến bao giờ. Năm nay nàng đã 26, chỉ còn 4 năm nữa là đã toan về già rồi. Xuân thấy em gái mình vừa đặt chân đến xứ người đã được ngay một người có chức phận là chủ tịch Thiệu chiếu cố. Nàng mừng cho em nhưng lại hơi tủi thân cho mình. Những đứa em khác, Thu, Đông, Mai, Lan cũng đều có người dòm ngó cả. Con bé Lan còn nhỏ lắm mà cũng có gã đã đặt cọc mua tặng hàng chục cuốn băng nhạc, cuốn nào cũng có bài Tuổi 13 trong đó. Bà Thủ thấy nhà cửa tấp nập, ngày nào cũng vui như Tết, bà hớn hở lắm. Chỉ riêng ông Thủ ở hải ngoại đã lâu, cái nhìn nặng phần thực tế, rất sợ lũ con mình hấp tấp. Giá như ở Việt Nam 6 đứa con gái thì tống đi được đứa nào hay đứa ấy, ông chả quan tâm. Nhưng sang đây các con ông có cơ hội lựa chọn thì dại gì mà bộp chộp để mai sau phải hối tiếc. Trong số những người đàn ông lai vãng đến nhà ông, có 2 khuôn mặt mà ông chú ý nhất, đó là Thiệu và Trương. Ông chú ý đến Thiệu vì Thiệu là cái gai trước mắt mà ông muốn nhổ bỏ. Ông chú ý đến Trương vì Trương có nghề nghiệp, bản chất đứng đắn, nhất là đã có thời ở chung với ông để chia tiền nhà lúc Trương còn đang đi học. Ông nhìn An Hạ và Trương thấy rất đẹp đôi. Trái lại, mỗi khi bắt gặp con ông bên cạnh Thiệu, ông vô cùng ngứa mắt. Ông cố tạo nhiều cơ hội cho Trương gặp An Hạ, mục đích chính là để lôi đứa con gái ngu si kia ra khỏi tay Thiệu. Nhưng cái khuyết điểm nổi bật ở Trương làm An Hạ không chú ý đến chàng là Trương hiền lành quá. Đàn bà con gái thường khen người hiền nhưng không thích lấy người hiền. Họ thích đàn ông hơi lưu manh một chút. Ngồi bên Trương, An Hạ thấy câu chuyện dễ bị đứt quãng, không khí dễ trở nên nhạt phèo, nhàm chán. Trái lại, đi bên Thiệu, nàng thấy như mình vừa tìm được một nơi nương dựa rất vững chắc cho hiện tại. Thậm chí nàng còn ngầm hãnh diện vì nhà 6 chị em mà nàng được ông chủ tịch để mắt đến đầu tiên. Nàng có cảm tưởng những đứa em chống đối mình cũng chỉ vì ganh ghét mà thôi. Bên cạnh nàng có bà mẹ luôn luôn hỗ trợ, nên nàng rất an tâm đi bên Thiệu. Bà Thủ thì bà quý Thiệu lắm. Thiệu có nhiều đức tính hợp với bà làm bà thích, mà thích nhất là cái tính hay tặng quà của Thiệu. Mà Thiệu cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Bà Thủ mới qua, nhìn thứ gì thấy cũng đẹp mắt. Thiệu chỉ việc khuân về những món hàng rất rẻ tiền, và bà thì luôn miệng khen Thiệu chu đáo. Tính bà lại hà tiện, quen lối sống Việt Nam, tích cốc phòng cơ, thích y phòng hàn. Đi chợ về bao nhiêu bao giấy, bao ni lông đều xếp lại cất hết, chặt mấy ngăn tủ phải nhét cả xuống gầm giường. Ly giấy, đĩa giấy, muỗng nĩa bằng plastic, ăn xong rồi rửa, không dám quăng đi. Lũ con tắm lâu, bà dục dã sợ tốn nước. Trong nhà bật 2-3 ngọn đèn, bà chỉ dình cơ hội để tắt bớt. Thiệu đưa bà đi chợ, thấy người ta bán sale, chổi quét nhà, quá rẻ. Bà mua luôn 10 cái về dự trữ, mặc dù đời bà chắc chỉ cần đến 1 cái. Thiệu biết tính bà cho nên rất dễ lấy cảm tình. Lâu lâu bà Thủ cũng có nhớ đến lời chồng, nhìn ra sự chênh lệch tuổi tác giữa Thiệu và An Hạ. Con bé mới 24, trong khi thằng Thiệu đã 36 tuổi, hơn hẳn một giáp, nhưng bà lại gạt đi và tự nhủ. Hai đứa nó cùng tuổi tí, vợ chồng cùng tuổi nằm rỗi mà ăn, sách tướng là dậy thế mà, lo gì. Và lại tuy Thiệu 36 tuổi thật, nhưng ăn mặc gọn gàng trải chuốt thì thoạt nhìn người ta cũng tưởng gã chỉ mới 35 là cùng. Nghĩ thế, bà làm ngơ cho Thiệu muốn đem An Hạ đi đâu cũng được. Lần đầu tiên, Thiệu dẫn An Hạ vào một nhà hàng mà dưới mắt nàng cực kỳ lộng lẫy. Ngày còn bé, thỉnh thoảng nàng có theo bố mẹ đến các tiệm lớn ở Sài Gòn như công ty đăng tan, La Pagode. Sang đây, nàng mới thấy những cái quán mà nàng hết sức ngưỡng mộ trước kia so với bên này chỉ là đồ bỏ. Ngồi đối diện Thiệu, An Hạ ăn uống khép nép, ngập ngừng mấy lần mới dám hỏi cái tên tiệm để về kể lại khoe với các chị. Thiệu nói, à, đây là tiệm McDonald's, anh vẫn thường ăn sáng thường xuyên ở đây. Bây giờ thì An Hạ đã biết McDonald's chỉ là chỗ tầm thường cho con nít và các thực khách vội vã, nhưng ngày đầu tiên thì thấy nó vĩ đại lắm. Ăn xong,
Thiệu đưa An Hạ sang gian hàng Sears để mua sắm ít thời trang. Nàng càng thấy khiếp vì ở Việt Nam thỉnh thoảng đến chơi nhà ai, nhìn thấy cuốn catalog giày cộm của Sears đặt ở phòng khách, An Hạ đã coi đó là dấu hiệu của văn minh thịnh vượng. Bây giờ bước hẳn vào cửa hàng Sears cực kỳ lộng lẫy, mắt nàng mở to, nhìn thứ gì cũng choáng váng cả. Về nhà kể lại, các em đều háo hức đòi đi. Thiệu chẳng hẹp hòi gì, chất hết lên xe 4-5 cô gái đang tuổi lớn, đưa đi khắp phố phường. Ai gặp cũng khen Thiệu tốt số. Thiệu thường thành thạo giảng cho An Hạ về cuộc sống bên này, và nàng càng nghe càng cảm phục. Thiệu kết luận: cô phải học rất nhiều, nhưng trước hết là phải thuộc lòng số điện thoại của tôi, bất cứ khi nào cần thì phone cho tôi. An Hạ ngoan ngoãn gật đầu: vâng, em nhớ rồi, ông khỏi lo. Ngày tháng trôi qua, cho đến bây giờ thì An Hạ đã thuộc hẳn về Thiệu. Ông Thủ ôm hận không ngăn được con gái. Anh chàng Trương hiền lành, lặng lẽ xin làm người tình thua. Hai người thỉnh thoảng gặp nhau, mặt mũi u sầu. Một buổi chiều thứ bảy, Thiệu đưa An Hạ đến ăn cơm ở nhà một người quen rất giàu, đó là Monique Kiều Nương. Monique Kiều Nương là người đàn bà có nhiều nhân tình nhưng tạm thời không có chồng, rất thành công về business trong thành phố. Ngồi trên xe, An Hạ buồn buồn bảo Thiệu: tối hôm qua bố mẹ em cãi nhau, từ nay anh ít lại nhà em thì tốt hơn, để một thời gian cho bố em nguôi ngoai đi đã. Thiệu gật đầu, giọng An Hạ buồn hơn: Nghĩ cũng tội, công lao bố em đi làm mấy năm nay, gửi tiền về nuôi rồi bảo lãnh qua đây, sang chưa được bao lâu thì cả mẹ với em đều trái ý bố hết. Thiệu đổi đề tài nói: ở bên này khác, con cái trên 18 tuổi thì cha mẹ không có còn trách nhiệm gì nữa cả. Em đâu còn là vị thành niên. Luật pháp bên này bảo vệ tối đa quyền tự do cá nhân của mỗi người, cha mẹ cũng không có quyền gì cả. Ăn thua ở em thôi. Thiệu nhớ lại những bài báo đăng trên đặc san của hội, do một luật sư tị nạn được hội mời cộng tác để giúp đồng bào ít kiến thức về pháp luật. Bây giờ Thiệu nương theo những bài báo ấy giảng cho An Hạ và phịa thêm: hồi xưa anh học luật rồi ra trường tập sự luật sư và mở văn phòng ở Huế. Qua đây anh thấy rõ hai nền luật pháp hoàn toàn khác nhau. An Hạ chưa dứt hẳn mối bận tâm về cha mình, nàng nói tiếp: bố em vẫn muốn em quen anh Trương. Nói đúng ra là bố em thích cái bằng kỹ sư của anh ấy. Đây là điểm then chốt mà Thiệu rất quan ngại. Gã biết Trương có nhiều lợi thế hơn gã, trẻ tuổi, có bằng cấp. Thiệu chỉ hơn đời có cái tài nói dóc không ngượng, và cái tài ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị thời gian vạch mặt. Bởi thế Thiệu vẫn tính đến việc cưới An Hạ, càng nhanh càng tốt. Gã mạnh dạn nói: học bên này thì dễ quá, ai học chả được. Anh cũng đang định lấy thêm cây master mà chưa có thì giờ. Thực ra nói câu ấy, Thiệu hơi khiêm tốn. Gã đã có master card từ lâu và số nợ vẫn còn đang chồng chất. Riêng An Hạ thì không hiểu bằng master là cái bằng gì. 10 năm sống với Việt Cộng, nàng chả còn chút ý niệm gì về hệ thống khoa bảng của Mỹ. Giá Thiệu cứ nói ngay là phó tiến sĩ thì dễ hiểu hơn. Xe dừng lại trước một căn biệt thự, Thiệu nhìn quanh tìm chỗ đậu. An Hạ mở bóp, lấy gương soi mặt và tô nhẹ lại lớp son hồng trên môi. Nàng ra khỏi xe, vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên áo, sửa qua mái tóc để theo Thiệu tiến vào cổng ấn chuông. Chủ nhân Monique Kiều Nương chạy ra tại sân cỏ đón khách. Anh Thiệu! Thôi thôi thôi, khỏi giới thiệu. Tôi biết rồi, An Hạ phải không? Kiều Nương cười nói tíu tít, vui như trẻ thơ. Chị mặc cái kimono màu đỏ vẽ bông trắng, chiếc áo rất đẹp. Nhưng tiếc rằng người mặc không đẹp, nhất là dáng đi nặng nề, không phù hợp với kiểu y phục nhẹ nhàng này. Bản tính Kiều Nương rất ham vui, thích giao thiệp, lâu lâu mở tiệc mời thiên hạ đến ăn cho đỡ buồn. Người giàu thường có thêm một nhu cầu đặc biệt, đó là nhu cầu khoe của. Nhà cửa, xe cộ, đồ đạc, áo quần, thứ nào cũng lộng lẫy cả, chẳng lẽ cứ ngồi một mình mà ngắm. Cho nên thỉnh thoảng phải gọi bá tánh đến cho họ thấy và khen vài câu. Lúc Thiệu và An Hạ đẩy cửa vào phòng khách, đã thấy khoảng 20 người, đa số là đàn ông, đứng ngồi rải rác, từng nhóm tám chuyện, cười đùa và ca hát. Những người đàn ông thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, hôm nay hiện diện trong căn phòng này đều là những khuôn mặt có dính dáng ít nhiều đến đời sống tình cảm,
rực lửa của Kiều Nương. Vài người ngừng nói chuyện để chạy lại bắt tay Thiệu. Vài người khác miệng vẫn nói nhưng mắt đăm đăm nhìn về An Hạ. Kiều Nương chỉ chỗ cho hai người ngồi rồi lui xuống bếp. Thiệu dắt An Hạ làm một vòng giới thiệu. Gã chỉ người thanh niên ngồi kế bên cạnh và nói: đây là thi sĩ Hàn Lung Linh, tác giả tập thơ Hoa Nở Trên Đống Rác. Thi sĩ bắt tay An Hạ, khẽ nghiêng mình nói: nghe người ta nhắc đến mãi đến cô đấy, hôm nay tôi mới được hân hạnh gặp mặt, quả thực là tiếng đồn không sai. An Hạ gật đầu mỉm cười. Thiệu hớn hở quay sang người kế tiếp đang ôm cây đàn guitar dạo vài nốt nhạc classic. Thiệu nói: đây là nhạc sĩ Hiếu Chiến, chuyên về nhạc tình cảm. Và Thiệu hỏi ngay: sao lúc này ông còn sáng tác gì không? Lâu không thấy ông tổ chức nhạc thính phòng cho anh em nghe. Nhạc sĩ Hiếu Chiến dựng cây đàn vào vách, đứng dậy tiếp chuyện Thiệu và An Hạ. Anh nhìn An Hạ khẽ gật đầu rồi quay sang Thiệu: có lẽ tôi bỏ nhạc Việt. Nhạc Việt mình nghèo quá, bị gò bó khi đặt lời. Bởi vì cái tiếng Việt nó kẹt các cái dấu, làm ngăn trở những rung động đích thực trong lòng người sáng tác. Thiệu biết rõ Hiếu Chiến chỉ muốn trổ tài trước mặt An Hạ nên gã cắt ngang: hôm nào ông rảnh ông cho tôi nghe bản nhạc Mỹ của ông xem sao. Nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu ông trên đặc sản của hội. Vào cái thời mà con gái ở hải ngoại còn quá hiếm thì một người đẹp như An Hạ tất nhiên phải là mục tiêu để bao nhiêu gã đàn ông chú mục vào. Cũng chính vì vậy mà hôm nay giữa đại hội quần hùng tại nhà Kiều Nương, Thiệu nghênh ngang coi trời bằng vung, vênh váo nhìn người chung quanh bởi có An Hạ đi bên cạnh. Thiệu lôi An Hạ đi tiếp, nàng bắt tay thêm vài nhân vật nữa, nhưng họ chẳng có gì để nàng chú ý. Đến cuối bàn sát góc phòng, một người đàn ông trạc tuổi Thiệu ăn mặc tề chỉnh, đeo kính trắng gọng vàng vội đứng dậy bắt tay Thiệu: lâu quá mới gặp anh, khỏe chứ? Và ông ta quay sang An Hạ nói: anh Thiệu với tôi là bạn chí thân. Từ ngày gặp An Hạ anh ấy tệ lắm, quên luôn cả bạn bè, không thèm đem lại giới thiệu gì cả. Thiệu sung sướng nói với An Hạ: đây là anh Cao Đăng Ký, chắc em có nghe tên tuổi anh ấy, nhà sản xuất băng nhạc và video lừng danh ở thành phố này đấy. Cuốn phim Sáng Trăng Sáng Cả Vườn Chuối mà em coi ở nhà anh hôm qua là do anh Cao Đăng Ký để sản xuất và đạo diễn đấy. An Hạ nhìn Ký cảm phục, lập tức Ký đề nghị: tôi đang cần thâu một ít ngoại cảnh cho cuốn phim sắp tới. Nếu mà An Hạ bằng lòng xuất hiện trước ống kính của tôi thì thật là một hân hạnh cho công ty của chúng tôi. An Hạ lắc đầu cười: ôi, chịu thôi, cảm ơn ông, em có diễn xuất bao giờ đâu. Ký giảng giải: không phải công ty chúng tôi thiếu người, nhưng có ở trong nghề lâu năm như tôi thì mới thấy được rằng muốn làm đạo diễn điện ảnh đòi hỏi phải có cái nhìn thẩm định rất cao. Lựa một người con gái không đúng tầm vóc, không ăn ảnh, không có chiều sâu tâm hồn thì chỉ làm tác hại đến cái tác phẩm của mình mà thôi. An Hạ rất hài lòng vì được Cao Đăng Ký tâng bốc mình không tiếc lời. Nhưng Thiệu bắt đầu nhìn ra thằng bạn làm phim của gã cũng chẳng kém gì gã trên con đường gỡ gạc, cho nên Thiệu không dại gì mà trao người yêu cho địch thủ. Thiệu đáp thay An Hạ: vụ đó để từ từ xem sao, tôi sẽ phone cho ông sau. Và gã kéo tay An Hạ sang hẳn một góc phòng khác, có kê một cái hồ cá khá lớn, nước tuôn róc rách qua những tảng đá và rong rêu nhân tạo ẩn hiện dưới vài ngọn đèn ngũ sắc gắn khuất trong đáy hồ. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi đàm đạo với hai thanh niên và một phụ nữ. Ông ta tên là Đoàn Vọng, đương kim sở hữu Monique Kiều Nương, chủ nhân của căn nhà này. Từ ngày Kiều Nương bỏ người chồng Mỹ, rất nhiều đàn ông đủ các lứa tuổi đã đến và đã đi qua cuộc đời người cô phụ đa tình. Bây giờ chỉ còn mình Đoàn Vọng dừng bước giang hồ nơi đây, rất chững chạc, rất công khai, khiến những kẻ mon men khác chùn chân bỏ cuộc. Chính Thiệu cũng đã có thời toan nhào vô kiếm chút cháo, nhưng chưa kịp thì Đoàn Vọng nhanh tay chớp mắt. Hôm nay Thiệu mang An Hạ tới, một phần cũng muốn cho Kiều Nương biết rằng gã không phải kẻ tầm thường ế ẩm gì, đồng thời cũng để Đoàn Vọng từ nay nên giảm bớt bộ mặt vênh váo vì đắc thắng mà Thiệu rất căm hờn từ ngày thua cuộc. Đoàn Vọng thực ra là một nhân sĩ tên tuổi trong thành phố. Bất cứ ở đâu và bất cứ chỗ nào, người ta cũng dễ dàng nhận ra những nét ưu thời mẫn thế trên khuôn mặt phương phi bơ sữa của ông. Ngay cả lúc đi chơi, nhảy đầm hay xem phim con heo,
lòng ông vẫn hướng về quê hương, cố tìm một giải pháp cho đất nước. Những khi tâm hồn chịu nặng quá, ông thường tìm đến đây, giải khuây trên chiếc giường waterbed bành bồng bên cạnh người đàn bà phốp pháp và sành sỏi, giúp ông tạm quên những thao thức của thời cuộc. Hoặc đôi khi tụ tập vài người cùng chí hướng, quây quần quanh canh xỉ phé, vừa sát phạt vừa bàn quốc sự. Đoàn Vọng rất thích kết giao với những hào kiệt bốn phương, đặc biệt là những người nói ít nghe nhiều, bởi vì bên họ ông cần nói nhiều hơn nghe. Ông có lối nói trịch thượng, đúng với tác phong lãnh tụ, nhìn ai cũng thấy dưới cơ và quen ai cũng tự cho là đàn em của mình. Dĩ nhiên về mặt suy nghĩ và kiến thức, Đoàn Vọng hơn Thiệu rất xa, nhưng cả hai cũng không ưa nhau. Vì đồng nghiệp nói phét dễ đụng chạm, Đoàn Vọng thường chê Thiệu là thằng ngu, Thiệu thì bảo Đoàn Vọng là thùng rỗng kêu to. Tuy thế, bề ngoài gặp nhau vẫn làm bộ thân thiết lắm. Vào cái thời mà tập thể người Việt hải ngoại còn quá bận tâm đến đất nước và cộng sản còn khép kín sau bức màn sắt, thì đã có biết bao nhiêu người đêm ngày miệt mài tính chuyện giải phóng quê nhà. Từ đó nảy sinh những chính khách thật bên cạnh những chính khách giả, những người đấu tranh thật bên cạnh những người chủ tâm lạm dụng. Vì cộng đồng ở trong tình trạng vô chính phủ, mọi phương thức đều là tự phát, cho nên khó tránh khỏi những mâu thuẫn giữa cá nhân này với cá nhân khác, giữa đoàn thể này với đoàn thể kia. Đoàn Vọng là một trong những chính khách mà ở thành phố nào người ta cũng dễ dàng bắt gặp nhan nhản. Hồi mới qua, Đoàn Vọng có đi làm một thời gian. Bây giờ thì ông sống hoàn toàn bằng trợ cấp, hai nguồn trợ cấp, tiền của chính phủ và tiền của Kiều Nương. Nhờ hai mối lợi đó, Đoàn Vọng không cần phải lo gì đến sinh kế nữa, dành hết thì giờ hoạt động chính trị, chờ ngày về nước làm thủ tướng. Thiệu đưa An Hạ đến sau lưng, Đoàn Vọng vẫn làm bộ không chú ý, tiếp tục nói chuyện với ba người bên cạnh. Người Việt mình có những suy nghĩ thấp quá, nói xin lỗi như Tổng thống Kennedy chơi gái lung tung. Thủ tướng Trudeau của Canada thì nổi danh là một tay playboy, thế mà họ vẫn trở thành những lãnh tụ lớn. Là tại sao? Là bởi vì quần chúng ở bên này biết tách rời cái khả năng chính trị với đời sống cá nhân. Thiệu chờ cho Đoàn Vọng nói hết câu rồi mới ho nhẹ một tiếng làm hiệu. Đoàn Vọng xoay người nhưng vẫn ngồi ngửa mặt nhìn An Hạ thật nhanh rồi bảo Thiệu: nghe nói Đan nó từ chức rồi, cậu lên chủ tịch hội, tôi có phone lại hỏi thăm mà không gặp. Thiệu không đáp, gã chỉ An Hạ nói: giới thiệu với anh, cô An Hạ bạn tôi. Chờ hai người bắt tay nhau, Thiệu mới trở lại câu nói vừa rồi của Đoàn Vọng. Thiệu hơi thất vọng vì Đoàn Vọng không có vẻ gì là chú ý đến An Hạ như gã đoán trước. Gã nói: hội đang cần người, anh nghe giúp cho một tay được không anh Vọng? Đoàn Vọng lắc đầu thở dài: bận quá, còn nhiều việc phải thu xếp, khi nào rảnh thì tôi sẽ phụ cậu. Mặt trận vừa cho người đến mời 2-3 lần, rồi Liên minh Dân chủ, rồi Chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc, rồi lực lượng dân quân, lực lượng thanh niên quốc gia. Tổ chức nào cũng muốn kéo tôi vào ban chấp hành hoặc mời tôi làm phát ngôn viên. Nhưng mà tôi còn đang lưỡng lự, chưa dứt khoát. Có lẽ tôi phải đi Thái Lan một chuyến xem tình hình ra sao đã. Thiệu không muốn tạo cơ hội cho Đoàn Vọng nói phét thêm, nên gã cắt ngang: vâng, khi nào rảnh anh phone cho tôi một tiếng. Vừa lúc đó cánh cửa ra vào xịch mở, một thanh niên tóc quăn tít như Michael Jackson, đeo kiếng mát kiểu thầy bói, lờ lờ xách chai rượu đi vào. Tên gã là Thắng, người ta gọi bằng biệt danh Thắng Nháy bởi vì một con mắt của gã cứ nháy lia lịa. Trước đây có một quán ăn bị đốt vì cạnh tranh, dân trong thành phố đồn nhau là Thắng Nháy được mướn để phóng hỏa, nhưng không ai thưa gửi gì và cũng chẳng ai dám quả quyết Thắng Nháy đích thực là thủ phạm. Từ lâu Thắng Nháy vẫn đứng đầu một nhóm du côn chuyên tống tiền các thương gia. Gã sống khá sung túc vì những người giàu tiền bạc thích nộp tiền cho gã hơn là thông báo cho cảnh sát. Kiều Nương chưa là nạn nhân của Thắng Nháy, nhưng đoán chắc là gã sẽ hỏi thăm, nên chị nghĩ ra một kế là mướn Thắng Nháy bảo vệ cho mình. Như thế tuy vẫn mất tiền nhưng đỡ ức, bởi vì chị có cảm tưởng gã làm công cho mình. Thiệu không ưa Thắng, dĩ nhiên, nhưng gặp thì rất niềm nở. Một phần vì sợ, một phần vì biết đâu trong tương lai Thiệu chẳng cần đến Thắng. Sự hiện diện của Thắng Nháy trong bữa tiệc hôm nay làm nhiều người mất vui, bởi vì họ cảm thấy mình bị hạ giá, ngồi chung với cả du đảng. Họ thầm trách Kiều Nương: đúng là thượng vàng hạ cám,
vàng thau lẫn lộn. Thắng nháy đi thẳng vào bếp, không chào hỏi ai, đã trở ra với lon bia và cái chả giò, vừa nhai vừa uống, lững thững tìm chỗ ngồi. Kiều Nương từ trong phòng ngủ thò đầu ra, ngoắc ngón tay gọi Đoàn Vọng, giọng áo nghèo. Anh ơi, xong cả rồi đấy. Anh mời các anh các chị bắt đầu đi, không nguội hết. Self service theo kiểu Mỹ cho nó tiện nhé. Lần lượt thực khách đứng dậy, mỗi người tự gắp cho mình một đĩa giấy đầy ắp, tìm chỗ ngồi mà thanh toán. Lợi dụng lúc Thiệu vào bếp, nhà điện ảnh Cao đăng ký mon men lại gần An Hạ gạ gẫm. Nếu được cô vui lòng hợp tác với chúng tôi thì thật là một vinh dự cho công ty của chúng tôi. Để em hỏi lại anh Thiệu đã, xem ý anh như thế nào. Tại sao lại phải hỏi anh Thiệu? Thưa cô An Hạ, làm nghệ thuật ở hải ngoại khác xa ngày trước ở Việt Nam. Công ty chúng tôi luôn luôn chủ trương tìm kiếm và nâng đỡ những tài năng mới. Khác hẳn hồi trước, làm nghệ thuật chỉ là bọn con buôn, phe đảng, làm mai một biết bao nhiêu nhân tài. Ký móc tối, lôi ra tấm thiếp nhỏ và đưa cho An Hạ. Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi. Cô suy nghĩ rồi xin cho cô cho tôi biết. Rất mong được cô trả lời sớm. Hôm nào cô cho phép tôi mời cô ghé qua studio của chúng tôi một lần. Hứa với cô là nó không thua gì những studio của các hãng phim lớn tại Hollywood. Cao đăng ký vừa dứt lời thì Thiệu từ bếp bưng ra hai đĩa thức ăn, gã rủ An Hạ xuống basement cho yên tĩnh. Nhưng basement cũng chả yên tĩnh chút nào, vì đó là phòng nghe nhạc của Kiều Nương. Xuống hết cầu thang, vừa đẩy cửa vào đã thấy Đoàn Vọng, Kiều Nương và nhạc sĩ Hiếu Chiến đang lim dim thưởng thức nhạc Việt. An Hạ mở to mắt nhìn quanh căn phòng cực kỳ lộng lẫy mà từ ngày sang đây nàng chưa từng thấy. Bình thường An Hạ rất mê nhạc, nhưng nhà nàng hiện chỉ có cái cassette, sáu chị em dành nhau nghe. Đến nhà Thiệu được nhìn một dàn nhạc lớn, An Hạ đã thấy hay gấp bội. Bây giờ lạc vào đây, nàng mới nhận ra máy móc của Thiệu chỉ là thứ rất tầm thường. Thực ra thì Kiều Nương không thích nhạc, và dù có thích chị cũng rất ít thì giờ thưởng thức. Chị sắm đầy đủ mọi thứ trong nhà như một thủ tục của một người trưởng già cần phải có để khỏi thua kém thiên hạ. Tuổi đời đang leo cao, chồng con không có, chị lao vào mọi cuộc vui, có tính cách vớt vát để níu kéo thời gian trước khi về già. Ngày mới qua chị lấy một người Mỹ làm chỗ nương dựa, chị giải thích với mọi người. Số tử vi của tôi ạ, cung phu có thiên hình địa kiếp, bắt buộc phải lấy chồng ngoại quốc nó mới hợp. Nhưng cũng chỉ hợp được có mấy năm. Sau này khi đồng hương kéo qua tấp nập, chị thấy buồn. Bên cạnh người chồng Hoa Kỳ, chị có cảm tưởng như mình bị tách ra khỏi cộng đồng, đang mỗi ngày một phát triển nhộn nhịp hơn. May quá thằng chồng cũ cũng không còn yêu chị như xưa. Hai người ly dị chớp nhoáng. Từ đó đến nay, chị sống lại quãng đời độc thân, giao du rất rộng rãi, nhưng chưa gặp ai thật hợp ý để tiến xa. Đến với Kiều Nương ăn ngủ và moi tiền thì nhiều người thích, nhưng cưới chị thì ai cũng ngại cả. Đoàn Vọng hình như cũng mang chung ý nghĩ như mọi người, tắt vào Kiều Nương chỉ để gỡ gạc chứ không chủ định ăn đời ở kiếp. Thiệu đứng dậy lên nhà lấy thêm thức ăn. Kiều Nương quay sang nói chuyện với An Hạ. Cô mới sang đó hả? Người Sài Gòn có khác, hiền như bụt. An Hạ đáp. Dạ em qua gần được 3 tháng rồi. Em không có hiền đâu, tại chị chưa biết đấy thôi. Cả hai cùng cười lớn. An Hạ hỏi. Chị sắm dàn máy này chắc đắt tiền lắm hả? Bao giờ em mới có được dàn nhạc như thế này? Em mê nhạc lắm. Kiều Nương cười khiêm tốn. Có bao nhiêu đâu cô, độ 20.000 thôi. Nhưng mà cái tiền trang trí cái basement này mới nặng đấy nè. An Hạ im lặng lắc đầu, những con số vĩ đại quá làm nàng ngộp, lại thêm lối nói chen nhiều ngoại ngữ mà nàng chưa hiểu hết, khiến nàng không thể bàn góp gì được. Kiều Nương nhìn đôi mắt mở to của An Hạ, lòng chị rất sảng khoái. Khách của chị rất đông, nhưng ai cũng đã biết là chị giàu. Chỉ riêng An Hạ hôm nay đến lần đầu, chị cần phải săn sóc và giảng giải kỹ lưỡng hơn. Chị đặt tay lên đùi An Hạ thân mật nói. Hôm ở chùa đó, tôi có nhìn thấy cô. Mấy bà bên cạnh tôi thì cứ bảo là con cái nhà ai mà xinh thế kia. Hôm đó tôi định là tôi chạy tới hỏi thăm cô rồi, nhưng mà lúc đó bận quá. Thầy Minh Nguyên nhờ tôi tiếp khách. Cô gặp thầy trên chùa rồi chứ gì? Thầy quý tôi lắm. Nói nào ngay, mình cũng có lòng thành.
Hôm mà thầy mở sổ vàng đó, tôi có cúng vào chùa hơn 100. Thầy cứ nhắc mãi, thầy lại đây chơi luôn đấy. Thầy, cô có biết thầy bảo tôi sao không? Thầy nói là chưa thấy ai nấu đồ chay mà lại ngon bằng tôi. Thầy cởi mở và trẻ trung lắm, chứ không như các thầy khác đâu. Tuần nào thầy cũng điện thoại mời tôi lên chùa hết. Nhưng mà kính Phật thì phải trọng tăng cô ạ. Tôi ít tới chùa vì sợ làm thầy mang tiếng. Mình không có chồng, lại có chút nhan sắc, thiên hạ nói ra nói vào thì tội nghiệp thầy. An Hạ hình dung ra vị đại đức mà nàng có thấy một lần ở chùa. Nàng toan hỏi thêm về nhà sư thì Kiều Nương lên tiếng. Gia đình cô bây giờ đoàn tụ cả rồi phải không? Có còn ai không? An Hạ đáp. Vâng, đủ rồi chị. Kiều Nương bùi ngồi than. Ồ, thích quá nhỉ. Tôi thì tôi kẹt ông cụ tôi chưa qua được. Vừa xa xôi vừa tốn kém quá. Ông cụ thì bệnh phổi, thành ra sáng nào á, tháng nào tôi cũng phải gửi cả 100 bạc. 100 mới nghe thì nó nhỏ, nhưng mà góp lại tháng này qua tháng khác thì cũng là một món tiền lớn. Nói dứt câu, Kiều Nương cười lớn. Không hiểu đó là cái cười do thói quen hay do ngượng nghịu vì lỡ lời than phiền về việc nuôi người thân ở quê nhà. Chị cúi xuống rót rượu vào ly trao cho An Hạ. Uống đi, uống đi cô, một chút thôi mà. Cái thứ quai đỏ này dễ uống lắm. Nể lời, An Hạ nhấp một ngụm và nàng thấy không cay miệng lắm. Kiều Nương lại tiếp. Cô mới sang, thứ gì thì thấy cũng lạ cả. Nhưng mà cứ yên tâm đi, ngày xưa tôi sang đây cũng hai bàn tay trắng. Bây giờ trời cho, chả thiếu thứ gì. Chỉ vài năm nữa thôi, cô cũng sẽ như tôi ấy. Nhưng mà nói thật nhá, làm gì thì làm, phải biết cách trốn thuế thì mới khá được. Đồng bào mình ở đây ai cũng khôn ngoan cả. Có người vừa đi làm lãnh lương, vừa lãnh welfare. Có người lãnh 2-3 đầu lương. Có người giàu sụ, mở tiệm vàng, mở cây xăng mà vẫn lãnh trợ cấp. Tụi Mỹ cô, nó ngu lắm. Mình nói sao thì nó tin vậy. An Hạ tròn mắt đáp. Chết, lỡ họ khám phá ra thì sao ạ? Kiều Nương gạt đi. Ôi giời, ăn thua gì cô. Ra cảnh sát hay ra tòa đó, mình cứ nói là no speak English là nó tha ngay mà. Thi sĩ Hàn lung linh vừa trên lầu bước xuống, tiến lại gần lên tiếng. Con người ta mới chân ướt chân ráo qua đây, chị đã đầu độc rồi. Chưa gì đã dạy cho cô ấy trốn thuế với gian lận welfare. Hết nói chị rồi, chị Kiều Nương. Kiều Nương vênh mặt đáp. Ôi giời, cứ thẳng thắn như anh thì cả đời không mua nổi cái xe. Đây này, anh coi mấy ông bác sĩ này, học hành cao như thế, tiền kiếm nhiều như thế mà còn gian lận nữa là mình. Hàn lung linh cãi. Nhưng không phải là thấy mấy ông bác sĩ lao đầu xuống hố mà mình lao theo. Tôi đó thì tôi thà nghèo. Chứ chị biết tôi, nhất định không ai, không có để cho ai gọi tôi là thằng ăn cắp. Kiều Nương dục An Hạ uống nốt ly rượu rồi dắt tay nàng đứng dậy. Thôi đi em, để mấy cái ông này nói chuyện gì thì nói. Chị em mình ra vườn hái ít trái cây tráng miệng. Đi cô, ngồi đây nghe mấy ông thi sĩ gà nói giảng đạo đức mệt tai quá. Hai người đưa nhau đi quanh nhà, quan sát từng góc cạnh, hồ tắm, vườn hoa, dãy ghế, bạc bạc hiu. Mục đích của Kiều Nương là để An Hạ thấy hết được sự giàu sang của mình. Lúc hai người trở lại basement thì buổi tiệc đã tàn. Người ta ăn uống no say, nói đủ các thứ chuyện trời đất gió mưa. Nhiều người ngồi im chờ men rượu tan ngấm trong cơ thể. Vài người lăn ra ngủ ngay trên thảm, ngáy khò khò giữa tiếng nhạc kích động bập bùng vang dội. An Hạ cũng thấy ngà ngà say, mắt nặng trĩu và mặt nóng bừng. Chủ nhân đề nghị chuyển sang một khiêu vũ. Thiệu hoảng hốt nói ngay. Tôi có hẹn 9 giờ phải về. Xin phép chị, cảm ơn chị nhiều lắm. Thức ăn ngon quá, thứ nào cũng ngon cả. Kiều Nương níu kéo 2-3 lần, Thiệu đều dứt khoát từ khước. Gần 20 gã đàn ông, chỉ có 4-5 người đàn bà. Chẳng dại gì mà để An Hạ lại cho thiên hạ tranh nhau lôi ra sàn nhảy. Kiều Nương siết chặt tay An Hạ. Thỉnh thoảng cô lại chơi nhé, cứ coi như người nhà. An Hạ đáp. Vâng, thế nào thì em cũng lại. Thôi em về nhé. Chủ nhân đưa Thiệu và An Hạ ra tận ngoài sân, chờ hai người lên xe rồi mới quay vào. Buổi tối mùa thu mát rượi, An Hạ thấy khoan khoái lạ thường. Nhất là vừa từ trong căn phòng ồn ào bước ra, nàng ngả đầu vào vai Thiệu. Chị ấy dễ thương quá à? Qua từ hồi nào mà giàu vậy anh? Giàu là nhờ ông chồng cũ.
Thiệu đưa An Hạ về nhà mình. Hai người ngồi ở salon mở nhạc nho nhỏ. Thiệu quàng tay qua vai An Hạ. Nàng nhắm mắt lại, đầu ngả ra thành ghế. Cơn say dịu dàng trong người đang tan dần, rất chậm và rất êm. Nàng thấy Thiệu cúi xuống hôn mình, rồi đẩy dần cho đến khi An Hạ nằm ngửa trên sofa. Một buổi chiều tháng 5, nhân sĩ Đoàn Vọng đến nhà Monique Kiều Nương, ôm theo một chồng báo mà ông vừa mua vừa lượm ở ngoài phố. Tất cả những bài báo ấy đều có ít nhất một bài đả kích Đoàn Vọng. Kiều Nương đi vắng, Đoàn Vọng dùng chìa khóa riêng mở cửa vào đợi. Trước khi nghiền ngẫm những lời chửi rủa mình, Đoàn Vọng pha một ly rượu mạnh, đậm hơn mọi khi, mang lại salon ngồi gác chân lên bàn. Ông nốc một ngụm lớn, đốt xì gà và bắt đầu đọc báo. Trước hết là tờ Đặc San của Hội Việt Kiều, ngay trang nhất trong bài quan điểm. Đoàn Vọng đã được nhắc đi nhắc lại đến gần 10 lần, và lần nào cũng kèm theo những câu chua chát như cực lực phản đối hoặc đâm sau lưng chiến sĩ. Liếc qua trang kế bên là bản thông cáo chung của nhiều đoàn thể đồng ký tên lên án Đoàn Vọng. Ông buông tờ Đặc San, liếc nhanh qua những tờ tuần báo Bán Người San và tạp chí khác, nội dung đều tương tự như thế. Đoàn Vọng thở dài, ngả đầu vào thành ghế. Ông nhìn đồng hồ trên tường và biết rằng Kiều Nương còn cả giờ nữa mới về. Ông nhắm mắt lại, suy nghĩ. Báo chí trong thành phố mấy hôm nay xúm lại bề hội đồng Đoàn Vọng vì một lý do rất cụ thể. Lý do đó chính đáng hay không thì tùy theo cách nhìn của mỗi người. Nhưng đầu đuôi như thế này: tuần vừa qua, để kỷ niệm 10 năm chấm dứt cuộc chiến Việt Nam, tờ nhật báo Local Daily News mở cuộc phỏng vấn vài khuôn mặt lớn trong tập thể tị nạn. Không biết do ai giới thiệu, ký giả Jane Turner tìm đến tận tư gia nói chuyện với Đoàn Vọng. Có nghĩa là Đoàn Vọng được coi là một khuôn mặt nặng ký. Hơn một giờ đàm đạo, những câu hỏi rất cũ hàng năm vẫn được nêu lên. Hôm nay người ký giả lặp lại với Đoàn Vọng, và dĩ nhiên ông cũng đưa ra những lời giải đáp tương tự như mọi người. Nhưng cuối cuộc phỏng vấn, đất bằng bỗng nổi sóng. Đoàn Vọng quả thực với cái danh hiệu là muốn chơi bạo lấy tiếng mà thiên hạ vẫn thường gán cho ông vài năm nay. Ký giả Turner đột ngột chuyển sang đề tài về vấn đề kháng chiến ở Việt Nam. Cô hỏi: theo ông, hiện nay tại Việt Nam có kháng chiến chống lại chính quyền cộng sản hay không? Câu này dễ quá, đứa con nít cũng trả lời được, huống hồ là một nhân sĩ như Đoàn Vọng. Ông nói: dĩ nhiên có, khỏi phải chứng minh, vì tuần nào, tháng nào và năm nào, chính quyền cũng có xử những cá nhân và tổ chức mà họ gọi là âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Ông có nhìn thấy viễn ảnh tốt đẹp nào về cuộc kháng chiến hiện nay tại trong nước không? Có hy vọng lật đổ được cộng sản hay không? Đoàn Vọng không cần suy nghĩ, mạnh dạn đáp ngay: thưa cô, nếu tình hình thế giới nói chung và vùng Đông Nam Á nói riêng không có biến chuyển gì đặc biệt, thì thực tâm tôi không hề nghĩ rằng kháng chiến Việt Nam sẽ có thể mở ra một viễn ảnh tốt đẹp như chúng tôi mong muốn. Chẳng hạn, điều đầu tiên là chúng tôi thiếu một tổ chức chính trị quy mô và nghiêm chỉnh. Cô Turner nhìn đồng hồ, tươi cười bảo Đoàn Vọng: ý kiến của ông rất đáng chú ý. Đa số những người Việt mà tôi phỏng vấn đều hết sức tin tưởng là kháng chiến Việt Nam sẽ thắng nay mai. Chỉ riêng ông là nói khác. Đoàn Vọng đáp: đúng thế, nhưng những người mà cô tiếp xúc, họ không nói thật những điều họ nghĩ. Họ phát biểu theo ước muốn của họ và cố ý chiều theo đám đông để tránh rắc rối. Cô Turner đứng lên tắt máy ghi âm. Vâng, cảm ơn ông nhiều lắm. Chiều mai tôi sẽ gửi lại báo tận nhà cho ông. Sau buổi phỏng vấn, Đoàn Vọng cực kỳ thơ thới. 10 năm mưu đại sự, lòng ông vẫn ấm ức mỗi khi phải tranh cãi với những người mà ông cho là quá ấu trĩ, lúc nào cũng lạc quan một cách thiển cận về công cuộc phục quốc, làm như Việt Cộng đang dãy chết và chỉ nay mai toàn dân sẽ ăn mừng chiến thắng. Ông đã từng bỏ nhiều thì giờ viết những bài tham luận, đóng góp ý kiến với nhiều tổ chức chính trị tại hải ngoại, nhưng khi gửi tới báo chí, họ đều e ngại, không tờ nào dám đăng. Đoàn Vọng càng bực hơn. Theo ông, người Việt tị nạn ngày nay đã quá khôn ngoan, quá trưởng thành về ý thức chính trị, cho nên tuyên truyền cho họ không phải là dễ, không thể quá ngây ngô dối gạt họ, cho nên ông chủ trương cứ nói thật những điều ông suy nghĩ, dù sự thật đó có thể làm mích lòng một số người. Thật ra thì những điều Đoàn Vọng nói không có gì là sai, hoặc không thể biết là đúng hay sai, bởi đó là những phỏng đoán cho tương lai.
Mà cho dù Đoàn Vọng có nói sai đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là những phát biểu cá nhân của riêng ông ta. Đoàn Vọng không là lãnh tụ, không đại diện của tập thể thì quyền phát biểu của ông ta phải được tôn trọng, dù nó có khác biệt với cái nhìn của những người khác. Nhưng người Việt thì phần lớn chưa nắm vững ý niệm về tự do. Mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng khát khao tự do, liều mạng đi tìm tự do, mà khi có tự do rồi thì không biết sử dụng. Phần đông chỉ bảo vệ quyền tự do của mình mà quên đi quyền tự do của người khác. Giống như một người có quyền tự do mở party tại nhà nhưng lại quên cái trách nhiệm là mở nhạc lớn quá, làm mất tự do của nhà bên cạnh. Chính vì không nắm vững tinh thần của mấy chữ tự do, tư tưởng, cho nên thấy ai phát biểu khác ý mình là nhảy dựng lên mà kết án. Đoàn Vọng đang lâm vào trường hợp đó, là nạn nhân của những bộ óc hẹp hòi và độc đoán. Hôm sau khi tờ Local Daily News phát hành, trận cuồng phong nổi lên rất nhanh. Người đầu tiên là Thiệu, vốn là một chiến sĩ chống cộng hết sức nhiệt tình, lại thêm chút tư thù với Đoàn Vọng vì ganh ghét. Thiệu liền tức tốc gửi văn thư mời các hội đoàn trong thành phố đến họp phiên bất thường để ra bản thông cáo chung phản đối Đoàn Vọng phá hoại kháng chiến. Riêng trên tờ Đặc San, Thiệu đích thân viết bài quan điểm và nặn thêm dăm ba bài nữa ký tên lăng nhăng để vào một ý kiến bạn đọc, nội dung giống hệt nhau. Xỉ vả Đoàn Vọng là đâm sau lưng chiến sĩ. Lối viết của Thiệu cũng giống như nhiều ký giả Việt tị nạn hiện nay, dù là người có học, là phê phán quan điểm của Đoàn Vọng thì ít, mà moi móc đời tư của Đoàn Vọng thì nhiều. Một số đông báo chí trong thành phố cũng vậy, họ xúm vào khai thác những chi tiết về cuộc sống, về tình cảm, về tiền bạc của Đoàn Vọng như một đề tài mới toanh đang nóng hổi, để nhắc nhở cho độc giả biết rằng họ là những người có lập trường quốc gia chân chính. Lập trường quốc gia chân chính có nghĩa là trong nước không có kháng chiến cũng phải nói là có kháng chiến đang lớn mạnh, và Việt Cộng đang đứng vững như bàn thạch thì cũng vẫn phải nói là Việt Cộng sắp dãy chết. Riêng Đoàn Vọng tuy đã biết có người sẽ phản đối mình, nhưng ông không ngờ cả một làng báo lại nhất loạt làm mạnh như thế. Mà giả như họ chỉ trích ý kiến của ông thì ông đỡ ức. Đằng này rõ ràng họ chỉ mượn cơ hội để lôi đời tư của ông ra mổ xẻ. Nhưng không sao, Đoàn Vọng sẽ có cách đối phó. Ông vẫn tự hào là người lắm mưu nhiều kế, từng có lần lấy bí danh là Phục Long để ví mình như Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Con rồng nằm Khổng Minh ngày xưa nằm trong lều cỏ đã quyết đoán thiên hạ sẽ chia ba. Con rồng nằm Đoàn Vọng hôm nay nằm trên waterbed, nhìn rõ người Việt sẽ chết già ở hải ngoại nếu không có những chính khách như ông lập được một tổ chức quy mô và nghiêm chỉnh. Trước mắt chúng nó xúm lại chửi Đoàn Vọng thì Đoàn Vọng sẽ phải chửi lại. Ông nghĩ đứa nào chửi ông vì ác ý, ông sẽ không tha thứ. Đứa nào chửi ông vì ngu dốt không hiểu nổi quan điểm của ông sẽ giáo dục cho chúng nó mở rộng tầm nhìn. Đó là nguyên do hôm nay ông đến tìm Monique Kiều Nương, bởi vì cái khó bó cái khôn, Đoàn Vọng dù có minh mẫn đến đâu mà Kiều Nương không chi tiền thì mưu kế nào cũng hỏng cả. Ngồi yên một lúc, Đoàn Vọng đứng dậy toan xuống basement nghe nhạc cho khuây khỏa. Bỗng nghe tiếng xe hơi chạy vào garage bên hông, ông vội mở cửa bước ra. Kiều Nương đậu xe bước xuống hỏi Đoàn Vọng: "Ủa, anh tới lâu chưa? Sao mặt đỏ gay thế?" Đoàn Vọng giơ tay đỡ gói đồ trên tay Kiều Nương, mặt rầu rầu không nói. Kiều Nương than: "À, mệt quá, chắc em phải đi tắm cho nó khỏe đã." Hai người vào nhà, Đoàn Vọng bảo: "Khoan đi tắm, ngồi đây đọc cái này đã." Ông chỉ sấp báo trên bàn rồi tiện tay cầm tờ Đặc San mở ra trao cho Kiều Nương. Kiều Nương nằm ngả người trên sofa, kiên nhẫn theo dõi những dòng chữ nặng nề công kích người yêu của mình. Đoàn Vọng ngồi ghé bên cạnh, lật sẵn những trang báo để trao cho Kiều Nương mỗi khi chị chấm dứt một bài. Sau cùng, Kiều Nương bình thản hỏi: "Còn gì nữa không?" Đoàn Vọng vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Ông nhìn nét mặt điềm tĩnh của Kiều Nương, tức quất lên. Thiên hạ chửi ông như thế mà Kiều Nương chả có một chút phản ứng nào, chả nói thêm một lời. Dù chỉ một lời không đáng chi, Đoàn Vọng hỏi: "Em nghĩ sao?" "Có gì lạ đâu." Đoàn Vọng gắt nhẹ: "Chúng nó chửi anh như tát nước vào mặt mà em lại bảo có gì lạ đâu là thế nào?" "Chửi anh thì bao nhiêu năm nay biết bao nhiêu người chửi rồi, chứ đâu có phải đây là lần đầu tiên." "Nhưng đây, lần này đó là cả một cái chiến dịch, mình phải đối phó, không thể làm ngơ được." "Đối phó bằng cách nào?" Đoàn Vọng đỡ Kiều Nương ngồi dậy vỗ về: "Em đi tắm đi, rồi mình đi ăn cơm, bàn chuyện luôn thể." Kiều Nương đứng lên, cởi áo khoác trao cho Đoàn Vọng: "Thôi,
em không có muốn đi đâu tối nay đâu. Anh order vài món Chinese food đó, rồi kêu nó deliver lại đây, mình ăn ở nhà. Mỗi lời Kiều Nương là một mệnh lệnh, Đoàn Vọng không bao giờ cãi lại. Ông tìm cuốn sổ điện thoại và gọi thức ăn. Kiều Nương bước sang phòng tắm. Hơn nửa giờ sau, ở phòng tắm bước ra, Kiều Nương đã thấy Đoàn Vọng ngồi chờ sẵn tại bàn ăn. Mấy khay thức ăn thơm lừng, chai rượu oai đỏ và hai cái ly chân cao đặt hai bên. Kiều Nương khoan khoái bước lại, kéo ghế ngồi đối diện Đoàn Vọng. Chị nhìn khuôn mặt ưu tư của người tình, chạnh lòng an ủi. Thôi, hơi đâu mà anh cứ để ý mấy cái chuyện đó, đừng có thèm quan tâm nữa. Kiều Nương nói thế chứng tỏ chị không hiểu gì về Đoàn Vọng, ngoài cái thói quen xin tiền của ông ta. Sự nghiệp chính trị 10 năm lưu vong không thể một sớm một chiều bị tan đi như mây khói chỉ vì mấy tờ báo nông cạn chỉ trích. Ông gượng cười nhìn Kiều Nương. Không được, mình phải đối phó chứ em. Trời ơi, cái thành phố này, người này chửi người kia, chuyện đó tầm thường quá. Anh sao cứ thắc mắc chi cho nó mệt chí. Đoàn Vọng rót rượu, ông đẩy một ly về phía Kiều Nương, còn ông thì khoanh tay, hơi ngửa người ra, giọng tha thiết một cách rất nhà nghề. Em ạ, có những việc mà mình lên tiếng thì mình trở thành nhỏ mọn. Ngược lại, có những lúc mà mình không lên tiếng thì mình lại trúng kế kẻ thù. Làm chính trị như anh, phải biết đặt mỗi sự kiện vào đúng tầm mức của nó. Cái gì tạp nhạp, mình cho qua luôn. Còn cái gì có thể tác hại lâu dài, mình phải quan tâm giải quyết. Vụ này, anh thấy không tạp nhạp chút nào. 5-6 tờ báo cùng lên tiếng đả kích, mình không có phản ứng gì, thì uy tín chính trị của anh sẽ mất hết. Nhưng mà đối phó bằng cách nào? Cùng lắm là lại in truyền đơn hoặc là viết thư cải chính rồi gửi tin từng nhà cho thiên hạ người ta đọc thôi, chứ làm cái gì hơn bây giờ? Đoàn Vọng nhấp chút rượu rồi nói. Anh cũng đã nghĩ đến cách ấy, nhưng không được. Truyền đơn không có giá trị. Anh định bàn với em là mình ra hẳn một tờ báo. Chúng nó có báo trong tay, chúng nó muốn nói gì cũng được. Mình không có báo, đánh nhau với chúng nó có khác gì tay không chọi với dao búa. In truyền đơn hoặc viết thư nặc danh, trò nó xưa quá, không ăn thua gì cả. Phải có tờ báo người ta mới chú ý. Kiều Nương vẫn chưa hiểu ý định của Đoàn Vọng, chỉ hỏi. Nhưng mà báo thì bán cho ai? Lấy người đâu mà viết cho đầy tờ báo? Người viết thì không lo, một mình anh dư sức viết. Bán thì không thành vấn đề, mình có chủ trương bán đâu, chỉ biếu không cho người ta thôi. Tùy anh đấy. Đoàn Vọng sáng mắt nhìn người yêu trìu mến. Vậy là em bằng lòng nhé, anh xúc tiến ngay cho ngày mai. Kiều Nương hững hờ cười. Anh làm gì thì anh làm, chứ mắc mớ gì đến em đâu mà bằng lòng với không bằng lòng. Đoàn Vọng cười cầu tài. Không có em thì làm thế nào anh ra nổi tờ báo? Em chi cho anh mỗi tuần vài trăm, anh mới làm được chứ. Kiều Nương đang nhai thịt vịt khựng lại, chố mắt nhìn Đoàn Vọng, lắc đầu lia lịa. Ê, no ạ, không có được ạ, dứt khoát là không được ạ. Anh kẹt tiền xài thì em cho ạ, chứ mà làm báo thì nhất định là không ạ. Đó, anh coi này, mỗi tháng là em hàng trăm thứ phải chi tiêu, tiền đâu mà cho anh làm ba cái chuyện rùi bu đó. Thôi dẹp đi. Cái thành phố này nè, hễ ai bị chửi á, người ta chỉ có việc là viết truyền đơn chửi ngược lại, thế là xong. Sao anh không làm theo cái thối lối đó? Có phải là giản tiện hơn không, và lại đỡ tốn kém nhiều nữa? Đoàn Vọng đau khổ năn nỉ. Anh đã nói rồi mà em không thông cảm anh. Một người có tầm vóc như anh, không lẽ lại viết cái thư nặc danh để thiên hạ người ta ném vào sọt rác? Phải có tờ báo mới phổ biến rộng được. Luật giang hồ xứ này là như thế. Đứa nào vu cáo mình một, mình vu cáo nó 10. Đứa nào chửi mình chửi cả dòng họ nhà nó phải im. Em giúp anh vài số báo thôi, anh chửi dăm 3 tháng cho chúng nó câm đi rồi anh đình bản. Anh có thích làm báo đâu. Anh vẫn bảo với em rằng là đó là cái nghề thượng vàng hạ cám mà. Ngay cả trí thức khoa bảng hãy lao vào báo giới là còn có khi đánh mất phẩm giá mà. Anh ghét lắm. Nhưng trường hợp bắt buộc em ạ, anh định để em đứng tên chủ nhiệm, còn anh thì ở phía sau viết bài. Vừa là dịp để quảng cáo cơ sở thương mại của em, vừa để anh có cơ hội vạch mặt những đứa nói xấu anh. Em không cần quảng cáo, anh nghe rõ chưa? Em làm business ở đây gần 10 năm rồi, ai cũng biết. Em không cần quảng cáo. Còn chủ nhiệm thì xin thưa với anh là em không có ham. Em đâu phải là người háo danh. Em nhắc lại là nếu anh muốn làm báo, tự xoay sở lấy một mình, em không dính vào. Đoàn Vọng không biết nói gì hơn. Ông nghẹn ngào nhai nốt mấy miếng thịt mà giờ đây ông chợt cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, không nuốt trôi. Bàn ăn hoàn toàn im lặng. Kiều Nương ngẫm nghĩ rồi an ủi. Anh,
Thì anh vẫn thường nói với em là muốn làm việc lớn thì phải biết nhịn nhục. Cái ông gì mà chui qua quần đàn bà mà anh hay kể đó, về sau làm tướng gì cho Lưu Bang à? Hàn Tín. Hàn Tín, nhưng mà ông ấy chui qua quần đàn ông chứ không phải quần đàn bà. Ừ thì Hàn Tín. Ông Hàn Tín dám chui qua quần, anh chưa phải chui qua quần ai là tốt rồi. Chuyện vớ vẩn việc gì phải cuống lên, quên đi thì hơn. Trong đầu Đoàn Vọng vừa nảy sinh một ý tưởng rất mới mẻ, cho nên ông vội tươi cười gật gù. Có lẽ em nói đúng đấy, kệ chúng nó, nói lắm mỏi mồm. Ừ, có phải là giản tiện hơn không? Giả báo làm cái gì? Thôi được rồi, mai anh sẽ viết lá thư cải chính, photo gửi cho báo chí, thế là xong. Hai người vui vẻ thanh toán gọn mấy đĩa thức ăn và chai rượu chát đỏ. Họ ngồi coi tivi một lúc rồi rủ nhau lên giường. Đoàn Vọng làm bộ mệt mỏi, nằm thiêu thiêu ngủ. Nhưng ông chăn trở thao thức gần như cả đêm vì lòng đang ngổn ngang trăm mối. Sáng hôm sau, Đoàn Vọng trả nhà dọn vào ở hẳn với Kiều Nương. Thật ra thì ông vẫn thường xuyên ở đây với Kiều Nương, nhưng ông vẫn giữ cái apartment nhỏ gần phố Tàu. Bây giờ thì ông quyết định trả lại cho đỡ tốn tiền mướn. Dưới mắt thiên hạ, việc Đoàn Vọng về chung sống với Kiều Nương là mở đầu một chuỗi ngày cơm no bỏ cưỡi cho cá nhân ông. Nhưng thực ra bên trong cũng có vài phiền toái khiến ông khá bực mình. Một trong những cái phiền toái làm ông thất vọng hơn cả là Kiều Nương gần đây bỗng sinh ra cái tật thích nuôi súc vật trong nhà. Chị mua về một con chó lông xù, hai con mèo tam thể và cặp chim hoàng yến. Chưa kể cái hồ đầy cá đặt ở góc phòng khách thì vốn đã có sẵn từ ngày chưa quen Đoàn Vọng. Đoàn Vọng biết rõ người yêu của mình không thực tâm yêu súc vật. Chị chỉ mới khám phá ra rằng một con người văn minh không thể xem thường thú vật như trong các xã hội chậm tiến được. Nhà rộng thanh thang, công việc buôn bán bận rộn suốt ngày, lại thêm công tác hội Việt Kiều, hầu như chả lúc nào Kiều Nương có chút thì giờ rảnh rỗi. Việc quản gia kể như giao đứt cho Đoàn Vọng. Đoàn Vọng tuy có hơi buồn vì thấy mình xuống giá, nhưng ông ở thế yếu dưới tay Kiều Nương, cho nên chưa bao giờ dám hé môi than thở. Đời tị nạn lắm lúc buồn tênh, những hôm nhàn hạ ngồi trong căn nhà vắng lặng, chỉ nghe tiếng róc rách đều đặn của máy bơm nước đặt trong hồ cá, Đoàn Vọng thấy lòng mình trùng xuống, chán ngấy cuộc sống lưu vong, và từ thâm tâm bùng lên giấc mộng chọc trời khuấy nước như Từ Hải ngày xưa. Đôi khi ông dạo quanh nhà, dừng lại trước cái lồng chim thay nước uống, cho nó thêm thức ăn, nghĩ đến cảnh chim hót trong lồng mà não lòng. Nhưng ê chề nhất là việc chăm sóc con chó. Xưa kia Lã Vọng chờ thời phải tạm đi câu cá, Ninh Thích nhẫn nhục chăn trâu, Khổng Minh âm thầm cày ruộng, Phạm Ngũ Lão gánh than đi bán. Người quân tử khi chưa phất cờ thường vẫn phải khuất thân làm những công việc rất tầm thường mà thiên hạ có khi khinh bỉ. Nhưng cổ kim chưa có ai trong lúc chờ thời mà phải dắt chó đi ỉa như Đoàn Vọng. Ngày hai lần sớm tối, ông đăm chiêu cầm sợi dây xích dắt theo con vật ra bụi rậm, đứng nhìn nó gách chân lên đái. Cái cảnh ấy người vô tình nhất nom thấy cũng phải mủi lòng phân ưu. Uất ức nhất là thi sĩ Hàn Lung Linh. Hàn vốn coi Đoàn Vọng là một đàn anh thần tượng, với vóc dáng tầm thước, ăn mặc chững chạc, mái tóc chải mướt kèm theo bộ ria mép chính khách. Thế mà chỉ vì thời cuộc đưa đẩy, đành an thân lo công việc vệ sinh cho con chó, thì quả thực là trời không có mắt. Đã thế Kiều Nương lại tỏ ra rất khắt khe với Đoàn Vọng. Mỗi khi chị khám phá ra được một ngày nào đó Đoàn Vọng lơ là với bảy súc vật, con chim rụng cái lông đầu, con chó lười gặm miếng bít tết nằm lim dim nhìn trời hiu quạnh, cũng đủ để làm Kiều Nương nổi nóng, hạch khỏi Đoàn Vọng đủ thứ. Nhiều lần nhịn không nổi, Hàn Lung Linh gay gắt lên tiếng phản đối, thì lập tức Kiều Nương hãnh diện giảng giải. Chú nhà quê lắm, ở Mỹ chứ đâu phải là Việt Nam đâu. Chú không thấy người ta quý chó đến bực nào à? Coi đây này, Kiki, lại đây với mẹ nào. Thấy chưa, người văn minh là phải biết yêu súc vật. Chú thử động đến một con chó xem, người ta thưa cảnh sát nhốt chú cho mà coi. Hàn không nhịn, gào lên, giữa người và vật, thứ nào ưu tiên hơn? Tôi cũng sẽ yêu súc vật một khi con người đã hoàn toàn đầy đủ. Cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng bào tôi còn sống lây đất trong nước, ngày không đủ ăn, ngày hai bữa gạo đỏ. Rồi còn biết bao nhiêu người tị nạn chỉ mong có chén cơm trắng. Thế mà chị nuôi con chó mỗi ngày mấy miếng bít tết, lại còn chuồng, xích, đồ chơi, áo lạnh. Chị thấy việc chị làm có đúng hay không? Điều Hàn Lung Linh nói ra thực sự cũng là ý nghĩ của Đoàn Vọng.
nhưng ông không dám phát biểu vì ông đang nương nhờ cửa thiền tại đây. Ông chỉ biết thở dài cam phận, nhìn thân phận hẩm hiu của mình làm bạn với cá chim, chó mèo đếm ngày tháng dần trôi. Ở đời quả thực cái khó bó cái khôn, khôn như Đoàn Vọng mà chỉ cần có vài trăm in tờ báo cũng xoay không ra, làm Đoàn Vọng ấm ức không ngủ được, phải thức trắng đêm để nghĩ kế. Hôm sau Kiều Nương đi làm, Đoàn Vọng âm thầm thảo một lá thư ký tên vớ vẩn gửi tới đặc san Hội Việt Kiều, góp ý với ban biên tập trong việc phản đối những lời tuyên bố của Đoàn Vọng. Hôm ấy Thiệu đang chuẩn bị loạt bài cho số báo tới, chính gã cũng vừa phịa ra dăm ba lá thư độc giả để chửi Đoàn Vọng, và gã dự định đúc kết thành một thiên điều tra hấp dẫn lấy tựa đề là Đoàn Vọng ông là ai. Nay bỗng dưng nhận được bức thư của một độc giả thật, Thiệu sướng lắm. Gã mở ra đọc ngay, và càng đọc lòng càng hoan hỉ vì thư có đoạn viết như sau: người ta không ngạc nhiên khi thấy Đoàn Vọng phá hoại kháng chiến, bởi vì từ lâu Đoàn Vọng vốn là người của phe Hoàng Văn Hoan, đội lốt quốc gia làm tay sai cho Trung Cộng. Chính Monique Kiều Nương, người cầm đầu cơ quan kinh tài của Trung Quốc, đã nhận được chỉ thị mật là phải liên lạc và cấp dưỡng cho Đoàn Vọng đầy đủ tiền bạc để Vọng có điều kiện hoạt động cho tổ chức. Năm ngoái, Vọng và Kiều Nương vắng mặt một tháng tại thành phố này. Cả hai nói rằng đi nghỉ hè tại Hawaii, nhưng kỳ thực chúng đã đến Bắc Kinh họp với bộ tham mưu của Hoàng Văn Hoan và sau đó được dẫn đi quan sát tình hình biên giới Hoa Việt. Bọn chúng hiện nay rất lo sợ vì kháng chiến Việt Nam đang thực sự lớn mạnh, cho nên Vọng đã tìm cách liên lạc và xin với ký giả Jane Turner để được phỏng vấn mà có dịp phá hoại kháng chiến. Nhiều đồng bào vì chưa biết cho nên bấy lâu nay vẫn ủng hộ các cơ sở thương mại của Kiều Nương vì tình nghĩa đồng hương. Nay chúng tôi thấy cần phải vạch mặt Y Thị và yêu cầu mọi người nhất loạt tẩy chay các cửa tiệm của Y Thị. Nếu không, chúng ta sẽ vô tình tiếp tay cho giặc. Đọc xong lá thư của Đoàn Vọng chửi chính Đoàn Vọng, mà dĩ nhiên Thiệu không bao giờ ngờ tới. Thiệu cực kỳ khoan khoái. Gã biết rõ Đoàn Vọng và Kiều Nương chẳng có liên quan gì đến bất cứ tổ chức chính trị nào, nhưng gã rất cảm phục cái thằng tác giả nào đó đã phịa ra câu chuyện Hoàng Văn Hoan để chửi Đoàn Vọng và Kiều Nương rất hợp với ý của Thiệu. Thiệu chụp nguyên văn lá thư đăng lên tờ Đặc San với vài dòng ghi chú chửi Đoàn Vọng và Kiều Nương còn nặng nề hơn. Số báo ấy Thiệu cho in sớm hơn thường lệ một tuần lễ vì Đoàn Vọng là người nôn nóng được đọc trước nhất. Ngày nào Đoàn Vọng cũng tạt qua tiệm may của Monique, vì nơi đây hàng tháng Thiệu có đặt vài chục số Đặc San để nhờ thân chủ bán hoặc phát cho khách hàng. Lẽ ra sau khi Kiều Nương bị tố cáo là kinh tài cho Bắc Kinh, Thiệu phải ngưng phân phối báo đến đó ngay, nhưng vì gã muốn chắc ăn là Đoàn Vọng và Kiều Nương sẽ được đọc số đặc biệt này, cho nên gã vẫn cho người mang tới và dự định đây là lần cuối cùng. Buổi chiều hôm đó như thường lệ, Đoàn Vọng đến đón Monique, nhìn thấy chồng Đặc San vứt ở quầy, mắt ông sáng lên nhưng rất bình thản, lượm hai tờ quăng ra xe, điềm nhiên không thèm mở ra đọc. Kiều Nương dĩ nhiên cũng chưa có thì giờ ngó tới, cho nên nét mặt chị vẫn tươi tỉnh lắm. Lúc ăn cơm tại nhà, Đoàn Vọng mới mở báo ra. Ngay cái trang có chụp lá thư của Đoàn Vọng, đọc lướt qua rồi chép miệng lắc đầu. Cái tội này nó lộng quá. Mình đã im lặng mà nó cứ làm tới. Hết vu cáo người này lại chụp mũ người khác. Kiều Nương lơ đãng hỏi: Ủa, nó lại chửi ai nữa vậy? Đoàn Vọng từ tốn trao tờ báo cho Kiều Nương, giọng cố ra vẻ tự nhiên. Chửi em chứ chửi ai, láo quá đi, em đọc đi. Rồi Đoàn Vọng hồi hộp theo dõi sắc diện của người yêu. Quả nhiên đúng như ông đoán, Monique cứ tái mặt dần, cho đến lúc xem xong bài báo thì chị muốn hét lên. Chị lật đi lật lại tờ Đặc San, tay run run nhìn Đoàn Vọng hỏi: Đứa nào dám viết bất dạy như thế này? Đoàn Vọng bình thản đáp: Thằng Thiệu chứ ai. Anh chắc không? Nó ghi là thư của độc giả mà. Đoàn Vọng phì cười. Độc giả nào? Em chưa có biết cái bọn nhà báo, nhất là những thằng như thằng Thiệu. Nó phịa ra đấy. Độc giả nào dư thì giờ mà viết thư cho nó. Thằng Thiệu chứ ai. Anh biết. Nó đang hô hào các đoàn thể chống anh với em. Anh thì nó tha hồ chống, nhưng em thì hơi kẹt.
là vì cái xưởng may của em này, thực tiệm thực phẩm, quán ăn, hiệu giày, business lớn như thế mà để nó vu cáo thì kẹt lắm. Monique kiểu nương quăng tờ báo, mắt mở trừng trừng, hai tay nắm chặt, chị như người nghẹt thở, lâu lắm mới hỏi lại Đoàn Vọng. Nhưng mà anh có chắc là thằng Thiệu không? Cá bao nhiêu anh cũng cá. Những tờ báo đứng đắn khi nhận thư độc giả, chỉ những lá thư nào có ghi tên tuổi địa chỉ thì mới cho đăng. Bởi vì người viết thư phải chịu trách nhiệm về những điều mình viết ra. Còn những lá thư vu vơ chửi người này tố người kia thì phải coi là vu khống hoặc canh ghét, nên vứt ngay vào sọt rác. Thằng Thiệu nó có biết gì về báo chí đâu, chính nó phịa ra để hại em mà. Monique uống hớp nước lạnh cho thông cổ. Nhưng mà oán thù gì nó mà nó chơi em? Thì em quên là nó đã có một thời theo đuổi em hay sao? Một người đàn bà nhan sắc, trẻ tuổi mà lại thành công như em thì thiếu gì đứa nó ghét. Nhưng mà em thắc mắc làm cái gì, bỏ qua đi. Kiều nương ứa gan, phút chốc chị trở về với con người giang hồ của mình. Chị nghiến răng. Tiền sư nữa, mới tháng trước này nó đến nó xin tiền cho tờ Đặc San, em quăng cho nó 20 bạc, thế mà bây giờ nó dám dùng ngay cái tờ Đặc San để chửi em à? Đồ chó đẻ. Đoàn Vọng chỉ chờ có thế. 3 tuần nay ông kiên nhẫn chờ Kiều nương nổi nóng. Ông gật gù nói nhỏ. Kể ra thì nó tệ thật. Cho dù đó là lá thư của độc giả thật, nó cũng không nên đăng. Vì em với nó quen nhau quá mà. Hay nói đúng hơn, nó còn nhờ vả em là đằng khác. Có tờ báo trong tay, muốn nói gì thì nói. Monique chửi rủa thêm một hồi, rồi đột ngột hỏi Đoàn Vọng. Này, nếu mà anh ra một tờ báo á, thì mỗi số tốn bao nhiêu? Câu hỏi này đúng là gãi vào chỗ ngứa của Đoàn Vọng. Ông chậm rãi đáp. Đừng làm dày quá, chừng 10 mấy 20 trang thôi thì độ 700-800 là được. Anh làm cho em ngay. Báo nó ra hàng tháng, mình phải ra hàng tuần. Anh chửi thối đầu nó ra, đào mả bố nó lên, tổ cha cái thằng ăn cháo đái bát. Tiệc tùng nào cũng kêu nó tới nó đớp, thế mà nó dám trở mặt à? Kế hoạch của Đoàn Vọng thành công vượt chỉ tiêu. Ông nhẹ nhàng đáp. Cái đó em để anh lo. Nhưng mà có chuyện này này nhé, tuyệt đối là không có làm báo ở nhà em đâu. Anh đem đi đâu thì đi, cần nhất là kín đáo, không có được đả động gì tới em hết á. Nghĩa là anh chỉ cần cải chính cho em thôi, chứ đừng có ghi tên tuổi em vào báo, nghe chưa? Đoàn Vọng gật đầu đứng dậy. Vậy để anh chạy một vòng, kiếm thêm vài tay viết có nét một chút. Có lẽ nên giao cho Hàn Lung Linh phụ trách vài mục. Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì anh làm, đừng có hỏi em nữa. Sáng mai ghé tiệm rồi em ký check cho. Đoàn Vọng gật đầu. Ok, vậy thôi anh đi. Ngồi lại một mình, cơn giận chưa nguôi, Kiều nương bỏ dở bữa cơm, cầm tờ Đặc San đọc lại lần nữa, rồi đi tới đi lui suy nghĩ. Chị đứng ở cửa sổ nhìn ra khu công viên cỏ non xanh mướt. Vài phút sau chị quay vào nhấc phone gọi Thắng Nháy. Triều đình nuôi quân ngàn ngày để dùng một giờ. Chị chi tiền cho Thắng Nháy đã 3 năm nay, hôm nay là lúc cần đến gã. Thắng Nháy không có nhà, Kiều nương gọi thêm 3-4 địa chỉ nữa cũng chẳng gặp. Chị nóng ruột quá, quay đại cho tiệm pizza thì quả nhiên Thắng Nháy đang ở đó. Hello, chú Thắng hả? Chú đến nhà tôi ngay đi nhé, có chuyện đó. Đúng thẳng nghe, chừng nửa tiếng nữa không chị Tư, đang kẹt độ. Dẹp độ đi. Đâu có được, ăn thua cả 100 đồng lận à. Tôi nói chú dẹp đi, tôi trả tiền nợ cho chú, tới liền, tôi đợi. Thắng Nháy cúp điện thoại, quăng cây cơ khoác áo jacket ra đi. Tới nhà Kiều nương, gã đẩy cửa và đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy lon bia. Gã nhìn quanh rồi tới bàn ăn, chộp đĩa thịt Kiều nương đang bỏ dở, bưng lại salon ngồi nhâm nhi. Kiều nương chờ gã an vị rồi mới lên tiếng. Chú còn tiền xài không? Chị muốn biểu tôi làm gì thì nói đại đi. Tiền bạc cái gì, cái đó tính sao? Kiều nương mở đầu vài câu ân nghĩa. Chú Thắng này, tôi mướn chú mấy năm nay á chú... Nhưng Thắng Nháy cắt ngang. Biết rồi, chị khỏi nói. Chị cần thanh toán ai á, nói mẹ nó tiếng đi. Lâu quá là chưa đâm thằng nào hết trơn, đang ngứa tay đây nè. Kiều nương gằn giọng. Chú biết thằng Thiệu không? Thiệu nào? Thằng Thiệu chủ tịch hội Việt Kiều bữa trước chú có gặp đó ở đây nè, chú có nhớ không? Chả, tôi thân quá mà, nhớ với quên cái gì. Nhưng mà chị đừng có lo, thân thì thân. Job của chị mà giao hả, bảo đảm tôi làm đẹp. Chắc không? Thắng Nháy dành lon bia. Chị hỏi câu đó hơi mít lòng nha chị. Thì ai biểu chú nói chú thân với nó? Mà thôi bỏ qua đi. Chú biết cái xe Honda của nó không? Tôi muốn chú đập nát bét cái xe đó ra. Thắng Nháy im lặng. Một phút gã ngẩng lên nhìn Kiều nương và nói.
Bộ chị ghét thằng Trả lắm hả? Tôi thù nó. Chị thù nó mà chị biểu tôi đập xe nó chí vậy? Bảo hiểm thường cho nó có mất mát gì đâu. Sao chị không nói tôi đâm cho nó mấy nhát, hoặc là xin cho nó hai cái lỗ tai về đây làm kỷ niệm? Kiều Nương dãy này. Thôi chú Thắng ơi, chú nói ghê quá. Tôi không có cần chú giết nó đâu, tôi chỉ muốn là cảnh cáo nó thôi. Đây nè, chú đọc cái bài báo của Hội Việt Kiều chưa? Thằng Thiệu nó chửi tôi đấy. Tôi có đọc báo hồi nào đâu. Chị muốn cảnh cáo nó thì tiếu gì cách. Đây nè, hơi đâu mà đập xe nó. Tôi biết rồi, chắc là chị người ăn chay, đi lễ chùa, không muốn sát sanh chứ gì. Tôi có cách khác. Chị muốn làm cho nó đau khổ không? Đau khổ còn hơn mắc bệnh trĩ nữa đó. Làm sao? Nghe nói nó đang cặp con nhỏ gì phải không? Ừ, con Anna Hạ. Ừ, thì bây giờ tôi bắt cóc con nhỏ đó, tôi hãm. Bảo đảm với chị nha, cha Thiệu sẽ khóc hận cả đời luôn á. Cách đó là nhất nghe không? Tụi tôi bề hội đồng nó, cha Thiệu đưa đi chữa bệnh lậu cả tháng cũng chưa dứt nữa. Kiều Nương kinh hãi nói. Trời ơi chú Thắng, chú nói toàn chuyện thất đức không à. Con bé đâu có tội tình gì đâu, chỉ có thằng Thiệu thôi. Một mình thằng Thiệu đủ rồi. Thắng nháy đứng dậy vào bếp lấy thêm lon bia ra, miệng cào nhào. Trả thù mà còn nói chuyện để đức lại cho con cháu, thiệt là hết nói chị. Lúc trở ra gã hỏi. Cha Thiệu làm việc ở đâu vậy chị? Nó làm ở cái hãng chế tạo đồ kíp và dưới đao thao á. Nhưng mà chú đừng có tới chỗ nó làm nhé. Bộ khùng sao tới đó? Bây giờ tôi có cái cách này nha, rất là đẹp. Chị muốn cảnh cáo không trả cái gì? Tôi sẽ xin nó ba cái răng thôi để tặng chị. Chị tính đi, mỗi cái răng á, sơ sơ á, nha sĩ cũng phải chém nó 1,800-2,000. Ba cái nó trả biêu chích cha nó luôn. Tôi hỏi chị sở trả làm là cái lý do đó đó. Cái hãng trả chút xíu à, chắc chắn là không có bảo hiểm dental đâu, được chưa? Kiều Nương gật đầu hài lòng, nhưng chị nghiêm trang dặn thêm. Cũng được, nhưng mà này, cần nhất là chú phải kín đáo nhé. Tuyệt đối không để ai biết, chỉ có mình tôi với chú biết thôi đấy. Ngay cả anh Vọng nữa, tôi cũng giấu. Chú nhớ điều đó nhé. Xong rồi. Rồi Thắng nháy đứng dậy. Thôi, tôi đi nha, tụi nó đang chờ tôi đặng á. Kiều Nương níu vai Thắng nháy tha thiết hơn. Nhưng mà nếu chẳng may chú bị lộ thì... Thắng nháy hất tay Kiều Nương chặn lời. Tôi dân chơi mà. Bộ chị tính dạy tôi giang hồ hay sao đây? Nếu mà tôi có bị dồ á, tôi cũng chịu nữa. Cảnh sát có cắt cổ ông già tôi không bao giờ khai chị ra đâu. Tôi khai chị rồi ai lo tiền luật sư, rồi ai lo tiếp tế tôi trong tù, mà ai còn lo tiền tại ngoại cho tôi nữa. Chuyện đó mà chị cũng phải đặt dặn tôi nữa. Thắng nháy hết mặt, khệnh khạng bước ra cửa. Hơn một tuần lễ theo dõi, Thắng nháy mới có cơ hội thực hiện lời hứa. Nhưng gã hơi mạnh tay, cho nên Thiệu gãy đến 4 cái răng, chia đều mỗi hàm 2 chiếc. Thắng nháy định mang về cho Kiều Nương vài cái làm kỷ niệm, nhưng lúc gã và đàn em vừa đánh gục Thiệu thì có bóng người từ xa đi lại, cả hai phải bỏ chạy. Và lại địa điểm thanh toán Thiệu tối quá, lại gặp bãi cỏ dày, nên dù có nán lại cũng khó mà tìm được mấy cái răng. Thiệu vào nhà thương nửa ngày rồi về nhà dưỡng sức, toàn thân ê ẩm, nhức buốt và thù hận. Gã nghĩ nát óc, không đoán ra ai là kẻ đánh mình. Đoàn Vọng chăng? Chắc là không phải. Thiệu biết ông ta tuy căm ghét Thiệu nhưng không bao giờ làm trò hạ cấp đó. Trí thức nửa mùa như Đoàn Vọng, tuổi tác ngoài tứ tuần, đời sống thoải mái, cơm no bỏ cưỡi, thường rất ngại bất cứ cái gì dính dáng đến pháp luật. Hơn thế nữa, đâu phải chỉ có mình Thiệu phản đối Đoàn Vọng, cả một lô hội đoàn cùng ký tên lên án. Lẽ nào ông ta chỉ nhắm vào Thiệu mà trả thù? Hay là kích? Thiệu giật mình nhớ tới người tiểu đoàn phó cũ mà 6 tháng nay gã không hề gặp, cũng không nghe ai nhắc đến nữa. Nghĩ một lúc, Thiệu lắc đầu, kích không phải loại người đó. Và lại, kích đâu có biết Thiệu chụp mũ mình mà trả hận. Thiệu chăn trở lăn qua lăn lại trên giường, tâm thần mệt mỏi vì bài toán không tìm ra đáp số. Vài người quen điện thoại vẫn an, ngỏ lời phân ưu cùng tang quyến. Nhưng qua dây nói, Thiệu thấy rõ họ có vẻ hả dạ lắm. Hình như việc Thiệu bị đánh là một biến cố mới, tạo niềm vui để thiên hạ có chuyện mà bàn tán. Buổi tối, Thiệu phone cho Đinh Đức Đặng, Tổng Thư ký Hội Việt Kiều, nhờ triệu tập phiên họp bất thường đêm mai nhằm bày tỏ thái độ về việc Thiệu bị hành hung. Đặng hân hoan nhận lời ngay. Đêm hôm sau, toàn thể anh em trong hội đồng quản trị và ban chấp hành hội đều thơ thới kéo nhau đến rất đúng giờ. Họ đến không phải vì tính cách nghiêm trọng của buổi họp, mà vì tò mò muốn nhìn mặt Thiệu xem nó như thế nào sau khi mất 4 cái răng. Cái răng cái tóc là góc con người kia mà,
cho nên cả phòng họp ai cũng đăm đăm ngó Thiệu, nửa thương hại nửa buồn cười. Mặt Thiệu còn xanh lắm, đôi mắt lờ đờ, hai má hóp trũng sâu xuống và môi trên sưng vêu lên, coi gã già hẳn đi. Cầm Thiệu dán miếng băng nhỏ và ở một bên má còn in hẳn vết bầm chạy dài từ khóe miệng đến mang tai. Thiệu nói rất khó khăn vì vết dập ở phía trong cả hai môi chưa lành hẳn. Sau khi đón nhận những lời chia buồn rất nồng nàn một cách giả tạo, Thiệu đáp từ bằng vài câu cảm ơn rồi đề nghị toàn thể cử tọa thông qua bản quyết nghị lên án hành vi bạo động vừa xảy đến cho gã. Để tiết kiệm thì giờ cho mọi người, Thiệu đã soạn sẵn bản nghị quyết trên tay lúc còn ở nằm trên giường, bây giờ chỉ cần nhờ một người bạn đọc lên cho đúng thủ tục. Bản quyết nghị mở đầu bằng gần 10 cái xét rằng, và cuối cùng hội đồng quản trị ban chấp hành hội Việt Kiều cùng toàn thể hội viên cực lực lên án bọn côn đồ đã hành hung ông chủ tịch hội Việt Kiều là một chiến sĩ đấu tranh có lập trường quốc gia chân chính, đã đóng góp tích cực cho toàn thể đồng bào định cư tại thành phố này. Người đọc dứt lời, Thiệu đưa mắt nhìn quanh chờ đợi. Một ông trong hội đồng quản trị cất giọng ba phải: đầy đủ lắm rồi, thông qua đi, photo gửi cho báo chí và toàn thể đồng bào. Tuy nhiên tổng thư ký Đinh Đức Đặng không hài lòng. Ông giơ tay và mỉm cười, cố nói giọng hiền hòa: thưa, tôi có cái nhận xét này, có lẽ chúng ta nên sửa lại một chút về lối viết cho rõ nghĩa hơn. Đường lối của hội là luôn luôn tôn trọng luật pháp quốc gia mình cư ngụ, bởi vì chúng ta muốn được pháp luật bảo vệ thì chúng ta phải tôn trọng luật pháp. Ý tôi muốn nói là chúng ta phản đối bất cứ hành vi bạo động nào xảy đến cho bất cứ người nào, chứ không phải chỉ phản đối hành vi bạo động xảy đến cho ông chủ tịch hội Việt Kiều. Đặng chưa dứt câu, một người đã cắt ngang với giọng gay gắt: một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Anh Thiệu là chủ tịch ban chấp hành, cá nhân anh bị hành hung tất nhiên có ảnh hưởng đến cả hội chúng ta. Đó là điều hiển nhiên, bắt buộc chúng ta phải phổ biến quyết nghị phản đối. Nếu không thì chúng ta vô tình chấp nhận hành vi bạo động đó để tạo một tiền lệ trong tương lai hay sao? Đặng quay sang người vừa phát biểu giảng giải: anh chưa hiểu rõ ý tôi. Tôi muốn nói là không phải chỉ có chủ tịch hội Việt Kiều bị đánh mình mới phản đối, mà bất cứ ai bị đánh chúng ta cũng phải lên án. Bởi vì nếu chỉ có chủ tịch hội mới được quan tâm thì nay mai khi anh Thiệu không còn làm chủ tịch nữa, anh ấy bị đánh chúng ta lờ đi hay sao? Hoặc bây giờ có một đồng bào nào đó bị đánh chúng ta không lên tiếng à? Tôi chỉ muốn quý vị sửa lại bản quyết nghị đó cho rõ một chút. Nhưng người kia vẫn chưa thỏa mãn. Nói như anh Đặng thì chỉ cần ra một cái bản thông cáo lên án mọi hành vi bạo động là chấm hết, chả phải thêm gì nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể coi cái việc mà anh Thiệu bị đánh giống như bất cứ người nào khác bị đánh. Vị thế của anh Thiệu nó khác những người khác. Anh là chủ tịch hội Việt Kiều, lại nổi tiếng là một khuôn mặt đấu tranh chống cộng kịch liệt, cho nên việc anh bị hành hung có một tầm mức quan trọng, bởi vì biết đâu nó chẳng dính dáng đến chính trị. Tổng thư ký Đặng nghiêm mặt quay về phía Thiệu và nói: tôi và anh Thiệu làm việc với nhau đã hơn 3 năm nay. Tôi phải xin lỗi anh Thiệu bởi vì nói ra thì rất dễ bị hiểu lầm. Thưa quý vị, chúng ta ở hải ngoại đã hơn 10 năm. Không thể cứ ấu trí giữ mãi cái luận điệu cổ lỗ theo kiểu là anh Thiệu chống cộng, vậy ai chống anh Thiệu là không chống cộng. Chúng ta chưa biết ai hành hung anh Thiệu, cũng chưa biết anh Thiệu bị hành hung vì lý do gì, nên không thể gán cho nó một ý nghĩa chính trị được. Nói xin lỗi giả sử đây là một vụ đánh ghen, một cuộc thanh toán vì tình hay vì tiền thì làm sao? Nó có dính dáng gì đến chính trị? Đây nhé, chúng ta thử hình dung nay mai cảnh sát bắt được thủ phạm và điều tra ra nguyên nhân vụ này chỉ vì giành gái chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ hố to khi chúng ta lỡ đem cái chức chủ tịch và cái thành tích đấu tranh của anh Thiệu ra để mà dựa trên đó mà phản đối. Bởi thế tôi mới nhấn mạnh là chúng ta chỉ nên phản đối một cách chung chung mà thôi. Trong phòng nhiều người đồng ý với Đặng nhưng ngại nói. Họ nhìn Đặng tỏ vẻ tán thành, rồi lại nhìn cái mặt bí xị của Thiệu và tế nhị im lặng. Khổ tâm nhất cho họ là cái bản quyết nghị ấy lại do chính tay Thiệu soạn ra. Việc yêu cầu sửa đổi trở nên khó khăn vì sẽ làm gã sượng mặt. Cả phòng im lặng mấy phút. Thiệu ngồi chớp mắt, đầu hơi cúi. Gã căm phẫn lắm, nhưng biết nói gì bây giờ? Thiệu vốn không ưa Đặng, nhưng lại cần có ông ta trong mặt ban chấp hành. Còn Đặng thì ngay từ ban đầu đã coi thường Thiệu
nhưng vì lời khuyên của Đan nên ông cố tỏ ra hòa hợp từ mấy năm nay. Làm việc chung với Thiệu, Đặng có những điều bực bội mà không nói ra được, bởi ông là dân du học, dễ bị gièm pha là không có mặt trong cuộc chiến và thiếu kinh nghiệm về cộng sản. Đối với Đặng cũng như với cựu chủ tịch Phùng Tử Đan, Hội Việt Kiều chỉ nên làm công tác xã hội, lo cho người Việt mới sang định cư. Hội được tài trợ của chính phủ để làm những công việc đó. Nhưng Thiệu thì cứ luôn luôn muốn biến hội thành một tổ chức chính trị, mà cái tổ chức chính trị ấy lại bị lãnh đạo bởi vài cá nhân không biết gì về chính trị, ngoài những bài diễn văn hoan hô hoặc đả đảo với những từ ngữ đao to búa lớn. Dù ưa hay không ưa, Thiệu vẫn rất cần Đặng, nhất là sau khi Đan giã từ hội, vì không có Đặng thì không ai soạn thảo các thứ giấy tờ bằng tiếng Anh cho hội, không ai đảm trách các vấn đề liên lạc với chính quyền và các sắc dân khác. Cho nên có bực bội, Thiệu vẫn phải tỏ ra hòa hoãn. Đêm nay thì Thiệu hết sức thất vọng về Đặng. Gã không ngờ Đặng nhẫn tâm đến thế, rụng bốn cái răng, ê ẩm cả mặt mày, chỉ mong vớt vát lại chút ít bằng bản quyết nghị, hơi đề cao cá nhân một tí, thế mà Đặng cũng nỡ phản đối. Thiệu ấp úng nói, xin để tùy quý vị. Sáng nay tôi viết có hơi vội, nếu mà có cần sửa đổi gì thì quý vị cứ cho ý kiến rồi nhờ anh Đặng đúc kết lại. Giọng Thiệu run run hờn dỗi, cử tọa nhiều người nhìn gã thương hại. Nhưng chưa hết, một ông trong hội đồng quản trị bỗng đứng lên phát biểu. Nhân tiện anh Đặng đề cập vấn đề cá nhân và hội đoàn, tôi xin góp thêm ý kiến này. Tờ đặc san của hội chúng ta sở dĩ nó sống được là nhờ ngân khoản tài trợ của chính phủ, cộng với sự đóng góp của hội viên và độc giả. Chính phủ tài trợ cho tờ đặc san, mục đích để tờ báo đó phục vụ người tị nạn. Tôi nhớ ngay từ số đầu, chúng ta đã vạch ra tôn chỉ rất rõ ràng là thông tin liên lạc, hướng dẫn đồng bào về những kiến thức cần thiết trong xã hội mới, rồi văn nghệ, giải trí, và sau cùng là cơ quan để bày tỏ lập trường quốc gia của hội chúng ta. Số báo vừa qua tôi thấy ban biên tập đã đi quá xa chủ trương của hội, là khai thác câu chuyện ông Đoàn Vọng như là một tờ báo thương mại. Một người cắt ngang, thì đấy chính là bày tỏ lập trường của hội chứ có sai tôn chỉ đâu. Người kia cãi lại, xin cho tôi nói hết đã. Ông Đoàn Vọng phát biểu một số ý kiến trong cuộc phỏng vấn của báo Local Daily News. Đa số đồng bào chúng ta không đồng ý với ông ta. Tôi cũng không đồng ý, nhưng đó hoàn toàn là ý kiến cá nhân của ông ta. Ông Vọng không hề nhân danh tập thể tị nạn hay nhân danh một tổ chức nào để nói. Tôi đã đọc rất kỹ những câu trả lời của ông Vọng. Chúng ta là người yêu tự do, thì biểu hiện đầu tiên của tự do là tôn trọng ý kiến của người khác dù trái ý mình. Các hội đoàn ra thông cáo phản đối ông Vọng, tôi cũng đồng ý, vì thực tế ông ta nói ra những điều vô trách nhiệm. Đặc san của hội có đăng thông cáo đó, tôi tưởng như thế là đủ rồi. Vậy mà số kế tiếp đặc san lại vẫn tiếp tục khai thác mãi, biến tờ báo của hội thành một diễn đàn riêng tư, phục vụ một tranh chấp cá nhân. Tôi đề nghị từ nay ban biên tập nên lưu ý đến nội dung của đặc san. Mặt Thiệu vốn đã u sầu lại càng thảm não hơn. Một người vội cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Anh Thiệu chắc còn mệt, chúng ta không nên kéo dài buổi họp quá lâu. Trở lại bạn quyết nghị đó, thì tôi đề nghị giao cho anh Đặng đem về soạn lại. Sau đó nhờ anh photo cho chúng tôi mỗi người một bản. Nếu không có gì cần thay đổi nữa thì chúng ta sẽ phổ biến đến các báo và đăng trong tờ đặc san số tới. Mọi người cùng hô đồng ý để thay cho hai chữ bế mạc. Họ xúm nhau lại hỏi thăm Thiệu, nêu lên những nghi vấn về nguyên nhân và thủ phạm mà chính Thiệu đang nát óc băn khoăn vì chưa tìm ra. Thiệu thoáng nghĩ đến Trương, anh chàng kỹ sư hiền lành mà Thiệu tin rằng vẫn còn đang cay cú vì An Hạ. Câu nói vừa rồi của Đặng tuy làm Thiệu đau lòng, nhưng lại rọi một tia sáng mới vào đầu gã. Biết đâu đây chẳng là một vụ thanh toán về tình. Thành phố này thiếu gì đứa ấm ức. Khi Thiệu vồ được đứa con gái đẹp nhất của ông bà Trần Bạch Thủ, điển hình là Trương, hôm qua khi An Hạ ghé thăm Thiệu, gã không hề nghĩ đến nguyên do tình cảm. Thâm tâm Thiệu luôn luôn cố tình gán cho mình một vị thế quan trọng mà cộng sản và tay sai lúc nào cũng rình rập để triệt hạ. Cho nên gã thều thào bảo An Hạ, cái bọn nằm vùng ở đây nó lộng quá rồi, chúng nó dám đánh anh. An Hạ nhìn Thiệu xót xa, chúng nó có đông không hả anh? Thiệu giáng sức nói tiếp, đông lắm,
7-8 thằng ạ. Không đông thì làm thế nào nó đánh nổi anh? Ở đây ai chả biết là anh có taekwondo. Cứ 2-3 thằng thì anh đã bẻ cổ hết rồi. Cả cuống chết đến đít vẫn còn cay. Đến cớ sự này mà Thiệu vẫn còn dáng nói phét để tỏ ra mình văn võ song toàn. Giờ khi cảnh sát thẩm vấn, Thiệu cũng vẫn cố tạo một hào quang chính trị cho mình và trả lời thẳng là cộng sản hành hung gã. Mặc dầu thâm tâm Thiệu chỉ nghi Đoàn Vọng hoặc Kích là thủ phạm. Gần nửa đêm người ta mới ra về hết. Đặng chờ Thiệu. Lúc gần tới nhà, ông Toan nói với Thiệu vài điều riêng tư, nhưng lại thôi vì thấy Thiệu lấy tay đỡ cằm, mặt nhăn nhó rất khổ sở. 3 hôm sau, Thiệu vẫn chưa đi làm được. Vết thương ở môi làm độc, phải nằm nhà uống trụ sinh. Việc ăn uống rất khó khăn cho Thiệu. Gã cũng chẳng muốn ra đường gặp ai khi mà 4 cái răng vừa mất đi để lại một khoảng trống lớn trong miệng Thiệu. Gã thường rầu rĩ đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng đứng lại trước tấm gương lớn quan sát dung nhan và đau lòng nhận ra những nét suy tàn rất mau lẹ. An Hạ có gọi điện thoại 1-2 lần, nhưng hình như có chuyện gì bất thường tại nhà nên nàng không ghé thăm Thiệu nữa. Trong lúc thất vọng, người ta thường nảy sinh những suy nghĩ rất bi quan. Thiệu mơ hồ linh cảm thấy giữa gã và An Hạ có thể sắp gặp một khúc rẽ bất ngờ. Thiệu điện thoại cho nha sĩ lấy hẹn và nóng ruột chờ ngày đi khám để hỏi một câu rất quan trọng là làm 4 cái răng giả sẽ bị trạc bao nhiêu. Ngày thứ 4, người Thiệu tương đối khỏe khoắn, vết thương trên má đã lành và vết dập trong môi cũng gần khỏi. Thiệu đã ăn cơm được, nghe nhạc, coi tivi và thả bộ quanh vườn thì bỗng nhận được tuần báo Trực Diện gửi thẳng đến tận nhà. Từ hôm Monique Kiều Nương bằng lòng chi tiền cho nhân sĩ Đoàn Vọng làm báo, ngày nào cũng như ngày nào, từ 9 giờ sáng đến gần nửa đêm, Đoàn Vọng cùng với Hàn Lung Linh vùi đầu vào công việc đốt thời gian để tờ Trực Diện số ra mắt có thể chào đời càng sớm càng tốt. Cái basement của Hàn trở thành tòa soạn, ngổn ngang giấy bút, máy chữ, cà phê, bia hộp và khói thuốc. Hàn Lung Linh thực tâm không thích làm báo kiểu này, nhưng anh quá nể Đoàn Vọng vì số tiền 1.500.000 Đoàn Vọng tặng anh khi in tập thơ Hoa Nở trên đống rác, nên đành miễn cưỡng chấp nhận, chỉ đòi một điều kiện là không được để tên anh trên bất cứ mục nào của tờ báo. Điều này thì Hàn chả cần dặn, Đoàn Vọng cũng sẽ làm. Chính ông cũng chỉ ký bút hiệu vì loại báo này thường đòi hỏi phương thức giấu tên cho chắc ăn. Tờ Trực Diện thuộc loại khổ lớn, không bìa, dày 16 trang, nội dung số đầu thu gọn trong 4 bài chính. Bài thứ nhất nhằm trả đũa thiên điều tra Đoàn Vọng ông là ai đăng trên tờ Đặc San Hội Việt Kiều số vừa qua, được coi như linh hồn của tờ báo. Bài này do chính Đoàn Vọng dày công sưu tầm và sáng tác. Ông đặt tựa đề rất hấp dẫn: Trung sĩ Thiệu, mày là ai? Kế đến là bài tham luận, cần nghiêm chỉnh nghiên cứu những phát biểu của ông Đoàn Vọng khi trả lời cuộc phỏng vấn của ký giả Jane Turner. Bài thứ ba, Đoàn Vọng dùng hết lời lẽ để cải chính lá thư vu cáo Kiều Nương làm kinh tài cho Bắc Kinh. Còn lại là phần văn nghệ chửi đời do Hàn Lung Linh đảm trách. Vào phút chót khi báo sắp đem in thì Đoàn Vọng nhận được tin Thiệu bị đánh. Ông rất ngạc nhiên và dĩ nhiên là sảng khoái. Ông vội vàng sắp xếp lại bài vở để có chỗ chạy bản tin quý giá đó lên hàng đầu dưới cái tựa đề Nguyễn Văn Thiệu đã đền tội. Người đầu tiên mà Đoàn Vọng gửi báo tới chính là Thiệu. Cầm tờ Trực Diện trên tay, Thiệu tái mặt đi lùi từ ngoài cửa vào, buông người trên salon chố mắt đọc. Họa vô đơn chí, gã không thể ngờ Đoàn Vọng công khai tuyên chiến với gã. Nửa năm trước tung ra lá thư nặc danh vu cáo Kích, lập tức Kích biến mất khỏi cộng đồng. Bây giờ gặp đối thủ Đoàn Vọng, tình thế khác hẳn. Thiệu thấy rõ Đoàn Vọng cáo giả hơn gã. Điển hình nhất là Đoàn Vọng không hề nhắc nhở gì đến các hội đoàn đã ký tên phản đối mình. Ông ta chỉ tách rời Thiệu ra mà chửi như một cá nhân riêng lẻ, chẳng liên quan gì đến Hội Việt Kiều. Trung sĩ Thiệu, mày là ai? Nội cái tựa đề bài báo đã đủ làm Thiệu choáng váng, bởi Thiệu vẫn tự xưng là đại úy. Chỉ một ngày sau khi tờ báo này tràn ngập các tiệm thực phẩm, người ta sẽ nhìn Thiệu bằng cặp mắt rất xuống giá. Thiệu run run đọc hết toàn bài của Đoàn Vọng, nhiều chi tiết đúng và nhiều chi tiết hoàn toàn bịa đặt. Rồi Thiệu quăng tờ báo, nhắm mắt lại, nằm vật ra salon thở dốc. Bỗng có tiếng điện thoại reo, Thiệu vẫn nằm nhoài người nhấc ống nghe. Một người quen bên kia đầu dây hớn hở bảo Thiệu:
Ê, ông nhận được tờ trực diện chưa? Nó chửi ông quá trời quá đất. Thiệu buông ống nghe, lật người nằm ngửa. Trong mớ ý nghĩ hỗn độn, gã hình dung ra cả nhà An Hạ giờ này đang súp nhau quanh tờ báo và nhìn An Hạ thương hại vì lầm yêu một thằng mất dạy. Hôm ấy, tan sở trên đường về nhà, ông Thủ ghé tiệm thực phẩm Việt Nam mua thùng mì gói. Lúc trả tiền ở quầy, ông bỗng sửng sốt chú ý tới bản tin giật gân đăng ngay trên trang nhất tờ tuần báo trực diện. Nguyễn Văn Thiệu đã đền tội. Tổng thống Thiệu chết rồi hay sao? Ông Thủ tự hỏi và lượm ngay một tờ cầm ra xe ngồi đọc. Từ ngạc nhiên này chuyển nhanh qua ngạc nhiên khác. Chỉ mới lướt qua vài dòng, ông đã biết mình lầm. Hóa ra không phải vị nguyên thủ của miền Nam trước 75, mà chính là thằng Thiệu lăm le cưới con gái ông, vừa bị ai đó bẻ mất mấy cái răng. Bụng đói nhưng ông Thủ không về vội. Ông nghiến ngấu đọc cho hết tờ báo. Còn gì sướng hơn khi có người khác đồng minh với mình để cùng chửi một thằng mình đang thủ. Cả năm nay ông cay cú thuyết phục An Hạ rời xa Thiệu, nhưng bao nhiêu lời khuyên của ông đều chỉ như nước đổ đầu vịt. Lâu dần ông ôm mối hận trong lòng, không thèm nói nữa, bởi vì nói ra cái gì An Hạ cũng cho rằng ông đặt điều nói xấu Thiệu. Ông biết mình bất lực, không làm sao để con ông tin ông. Chao ôi, thế mà tự dưng vớ được tờ báo toàn thể nội dung dành riêng để hết lời sỉ vả Thiệu. Ông Thủ muốn hét lên vì mừng rỡ. Phen này con gái ông sẽ phải mở mắt ra mà nhận diện một thằng lưu manh chuyên ăn tục nói phét để phỉnh gạt thiên hạ. Lùi ngược trở lại từ ngày vợ con kéo sang đoàn tụ, nhịp sống của ông Thủ đã có những thay đổi hết sức quan trọng. Giống như một người đàn ông đang quen sống độc thân, đột ngột lấy vợ, rồi vợ đẻ liền một lúc một bầy con gái, và bầy con đó lớn vọt lên. Quá nhiều thứ phiền toái bất ngờ mà ông không hề dự kiến trước. Chỉ được có vài ngày đầu rất vui, rồi thực tế ập đến mang theo những lo toan mới đè nặng đôi vai gầy của ông. Trong những lo toan ấy, mối u sầu u uất nhất của ông là từ nay số tiền gửi về Việt Nam cho vợ bé và hai đứa con riêng sẽ rất thắt chặt, có thể nói là không còn gì nữa. Đi làm ở bên này đâu ra đấy, đồng lương không thể du di, cũng chẳng có các áp phe vặt như thời còn bia ôm trong nước, sổ sách rất rành mạch, lấy gì làm vốn riêng mà chu cấp cho phòng nhì tại quê nhà. Đã thế, mấy đứa con bên cạnh cũng làm ông buồn phiền không ít. Trước hết là Xuân, nàng đi học Anh văn 6 tháng rồi kiếm được việc làm ở một thương xã, nhưng nàng sống ở đây trong mái ấm gia đình mà tâm hồn hoàn toàn chỉ hướng về người tình ở Việt Nam. Nàng không đóng góp bao nhiêu cho ông Thủ, cũng chẳng chắt chiu cho chính mình. Áo quần son phấn chỉ vừa đủ để bề ngoài đừng bệ rạc quá. Những cuộc vui bên ngoài, đi chung với gia đình hay bạn bè, Xuân đều kiếm cớ thoái thác ở nhà. Đám thanh niên vào ra tán tỉnh, nàng lạnh lùng để họ chán mà bỏ đi. Nàng sống như người quá phụ chưa mãn tang chồng, ngần ngại giao tiếp với bất cứ ai, suốt ngày chỉ viết thư và mong thư. Ông Thủ thương con, mong cho con lập gia đình bên này, vì tuổi Xuân đã khá cao. Bà Thủ càng đau đớn hơn mỗi khi nhìn từng thùng nặng trịch từ tay Xuân chuyển ra bưu điện. Cái thằng bên kia đại dương đã là gì của bà đâu, hoàn toàn người dưng nước lã, thế mà con gái bà đi làm vất vả chỉ để tuôn tiền về cho nó. Bà bàn với chồng rồi khuyên Xuân. Con đợi nó bao giờ, đến bao giờ chứ? Rủi nó không vượt biển được thì con cứ chờ mãi à? Trăng khuyết còn có khi tròn, con gái quá lứa hết giòn hết xinh. Nhà còn một lũ em, còn phải nghĩ đến mình trước đã rồi còn lo cho các em nữa. Xuân nói cương quyết. Mẹ mới có một năm mà mẹ. Giả như anh ấy không đi được thì con chờ vào quốc tịch, rồi con bảo lãnh anh qua. Ông bà Thủ cùng thở dài. Ngẫm nghĩ một lúc, bà Thủ lại tiếp. Cái việc mà gửi tiền gửi quà về cho nó đó là cái điều tốt, bố mẹ không có cản. Nhưng mà con phải nhớ rằng, nếu con tiếp tế cho nó nhiều quá thì chính con tạo cho nó cái thói quen ỷ lại. Hơn thế nữa, khi mà dư giả người ta dễ sinh tật lắm. Mày không biết đâu, nó nhiều tiền quá rồi nó lấy tiền mày nó nuôi con khác đấy. Xuân không nói gì, bà Thủ lại thêm. Mà lại sao không nghĩ cho nó sáng sủa lên là phải dành dụm ở bên này chứ. Mai kia trời thương nó sang được thì sẵn có chút vốn có phải hơn không? Xuân vẫn không nói gì. Đường nàng vẫn đi. Tuy nhiên để bố mẹ bớt xót xa,
nàng kín đáo hơn trong việc tiếp tế cho người tình và thỉnh thoảng cũng đi chơi với các em để làm vui gia đình. Đối với cô con gái đầu lòng, thường thì ông bà Thủ chỉ khuyên răn nhỏ nhẹ, ít khi muốn nặng lời, ngay cả khi hai ông bà rất ức. Riêng ông Thủ thì lại càng nể Xuân hơn, vì Xuân đã tận tụy thay ông chăm sóc lũ em ở quê nhà suốt mấy năm qua. Ngày mới đi định cư, ông Thủ hối hận lắm. Ông thấy mình thật ích kỷ và vô trách nhiệm, của cải thu vét hết để một mình ông vượt biển trước, bỏ lại hai vợ và 8 con. May mà Xuân biết lo toan, phụ giúp với mẹ buôn chui bán lén, nên nhà tuy đông mà không đến nỗi túng quẫn lắm. Những lá thư của bà Thủ gửi sang mô tả tỉ mỉ sự cần cù của Xuân làm ông Thủ cảm động nhiều phen rơi nước mắt. Cho nên lúc này tuy có phiền muộn, ông vẫn gắng gượng dùng lời ngọt dịu với Xuân, khác hẳn thái độ hằn học mỗi khi phải đề cập đến chuyện tình của An Hạ. Đối với ông Thủ thương con, ông chỉ mong cho con lấy chồng bằng cấp để bảo đảm đời sống. Nhưng Xuân và Hạ kể như hỏng mất rồi. Niềm hy vọng của ông bây giờ chỉ còn đặt vào đứa con gái thứ ba là Thu. Thu năm nay 22 tuổi, từ nhỏ đến lớn, giữa 7 con gái 6 chị em, nàng là người trung bình về mọi phương diện. Ở Việt Nam, Thu học xong lớp 10 rồi nghỉ ở nhà vì không thể ghi danh lên đại học. Qua đây, Thu là đứa ít thay đổi nhất, ngoại trừ nước da trắng hơn và thân hình đầy đặn, lôi cuốn hơn. Và hình như nàng cũng chẳng có một sở thích nào đặc biệt. Bên cạnh nàng, chị Xuân thương người tình ở Việt Nam, An Hạ si mê Nguyễn Văn Thiệu. Cả hai mối tình ấy đều bị ông Thủ phản đối, nhưng Thu không có ý kiến gì cả. Nàng sống rất vô tư, ăn, học và ngủ. Rồi một hôm có người khách từ phương xa xuất hiện, gặp Thu và yêu Thu. Anh ta tên là Lê Xuân Viễn, đúng là một loại đàn ông có đầy đủ tiêu chuẩn để con gái khó lòng cưỡng lại. Đẹp trai, học giỏi và nhiều tiền, đã thế lại rất lịch thiệp và duyên dáng. Khi gã cầm tay Thu, hôn nàng để thay cho những lời tỏ tình cổ điển, Thu vừa xúc động vừa hãnh diện. Nàng nghĩ ngay đến cha mẹ và hai chị Xuân Hạ, hình dung ra người tình tầm thường của Xuân ở Sài Gòn và người yêu già nua của Hạ mà ông Thủ đang cực lực phản đối. Nàng sẽ đem Viễn về giới thiệu, và phen này chắc chắn ông Thủ sẽ phải kinh ngạc về mối quan hệ bất ngờ vừa xảy đến với nàng. Hai chị Xuân Hạ không chừng sẽ phải ghen với Thu khi tiếp xúc với Viễn. Viễn du học đã lâu, có bằng master về xã hội học, mới đây được chính phủ trung ương tài trợ một ngân khoản để nghiên cứu về những trường hợp phạm pháp của người tị nạn Đông Dương tại Hoa Kỳ. Với đề tài này, Viễn có dịp đi hết các tiểu bang, liên lạc với cảnh sát, tòa án và thăm viếng các trung tâm cải huấn, tiếp xúc với phạm nhân để nghe họ kể về các diễn tiến tội phạm của họ. Viễn định cư tại miền Đông, nhưng trạm dừng đầu tiên của gã để thực hiện công tác là Cali. Ngày gã về đây tình cờ trùng hợp với lúc Thiệu tung ra lá thư nặc danh tố cáo Kích là cộng sản. Viễn đọc được nhưng chỉ nhếch mép cười. Gã biết đó chỉ là một trong hàng chục, hàng trăm vụ chụp mũ vu vơ mà gã đã chứng kiến từ 75 đến nay. Xưa kia khi đi học, Viễn đứng hẳn về phía phản chiến, bạn bè rất đông trong hội Việt Kiều yêu nước. Giờ này chính trị không còn lôi cuốn Viễn nữa. Tuy nhiên trong thâm sâu, Viễn vẫn còn khá nhiều ác cảm với miền Nam. Quen Thu được một tuần thì Viễn được nàng rủ về nhà để giới thiệu với cha mẹ. Ông bà Thủ đón gã rất trịnh trọng, y như buổi đầu mẹ Thu kính cẩn thủ tiếp Nguyễn Văn Thiệu. Ông Thủ luôn luôn níu kéo Viễn ở lại ăn cơm, cư xử thân tình như con cái trong nhà. Viễn nói chuyện lễ phép, hiền hòa và không bao giờ đả động đến chính trị. Ông Thủ thích nhất lối nói lưu loát không pha trộn ngoại ngữ của Viễn, mặc dù biết gã rời xa quê hương đã lâu. Chẳng nói cũng biết rằng ông Thủ hết sức khuyến khích Thu gắn bó với Viễn. Dưới mắt ông, một thanh niên như Viễn chính là cái đích khả ái nhất mà con gái ông nên bám lấy, đừng sơ hở để bị vuột mất. Thỉnh thoảng Viễn và Thiệu tình cờ gặp nhau ở nhà ông. Ông càng có dịp nhìn thấy rõ tất cả sự tầm thường ở Thiệu, đối nghịch lại thái độ và cử chỉ rất đáng yêu của Viễn. Ông thường để lộ một cách hữu ý những săn sóc quá ân cần với Viễn, song song với nét mặt lạnh nhạt dành cho Thiệu, với niềm hy vọng mong manh là nếu Thiệu còn liêm sỉ, gã sẽ thấy tồi hổ mà rời xa An Hạ. Nhưng ông lầm to. Xa hay không là do nơi con gái ông, chứ bản thân ông chẳng bao giờ lay chuyển được Thiệu. Gã không ngu, những người đàn ông độc thân cùng lứa với gã qua đây đào hoa lắm mới vớ được một bà vợ đã có 2-3 đứa con riêng.
Riêng gã trời ban cho An Hạ vừa trẻ vừa đẹp, dại gì mà để vuột khỏi tầm tay. Ông Thủ chống đối một cách tiêu cực, chứ giả như ông có chửi vào mặt thì Thiệu cũng chẳng nao núng. Chiều nay vớ được tờ báo mặt sát Thiệu, ông Thủ hả hê như vừa trẻ lại được vài tuổi. Ông đọc một hơi từ đầu tới cuối, rồi thở phào, dồ máy phóng nhanh về nhà. Đẩy cửa bước vào, ông đã gọi lớn: "Con Hạ đâu? Mẹ mày đâu? Chúng mày đâu? Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mai Lan, ra cả đây." Ông quăng bẹt thùng mì gói xuống sàn, cầm tờ báo cuộn tròn trong tay đi thẳng vào salon, khoan khoái ngồi xuống. Bà Thủ đang nấu cơm, Xuân đang sấy tóc, An Hạ đang đọc truyện, Thu Đông đang cãi nhau về một show TV, Mai đang nghe nhạc và Lan đang đọc thánh kinh. Tất cả tạm ngưng để tụ tập lại chung quanh người chủ gia đình, chờ nghe một bản tin gì đó mà ai cũng đoán là nghiêm trọng lắm. Ông Thủ quát: "Tắt nhạc đi, tắt TV đi, bà tắt luôn cái bếp đi." Rồi ông trao tờ báo cho An Hạ và nói: "Mày đọc cái này đi, đọc to lên cho cả nhà nghe." Tuy nói thế nhưng chính ông lại giằng ngay lấy tờ báo và phụ đề mấy câu trước khi đọc báo dùm thính giả: "Đây này, chúng sĩ Thiệu mày là ai? Tất cả mọi sự thật, mọi chi tiết về thằng Thiệu đều được người ta viết rất rõ trong bài này. Tôi đã nói bao nhiêu với bà, tôi đã nói bao nhiêu mà mẹ con bà không nghe tôi. Cả cái con nhất là cái con Hạ nữa, đầu óc bà với nó để đâu tôi không biết. Tôi đã bảo nó là một thằng bịp, có chịu nghe tôi đâu." Bà Thủ gắt nhẹ: "Thì cứ đọc cho cả nhà thì nghe xem nào." Ông Thủ tạm ngưng lời bàn để cao giọng phổ biến toàn văn nội dung thiên điều tra ly kỳ, chung sĩ Thiệu mày là ai, ở mỗi chỗ quan trọng, nghĩa là đoạn nào mà tác giả chửi rủa Thiệu nặng nhất thì ông Thủ đều ngưng một chút để diễn nôm thêm, đồng thời xem phản ứng của vợ và các con. Dứt bài, ông hạ tờ báo đắc thắng nói với vợ: "Bà đã thấy chưa, nó lêu láo quá, thành ra hôm vừa rồi mới bị người ta vả cho rụng đến mấy cái răng đấy." Đáp lại câu nói của ông Thủ, cả nhà đều im lặng. Bà Thủ ngồi yên tư lự, đôi đũa làm bếp đang cầm trong bàn tay run run theo nhịp thở của bà. Xuân nhìn ra cửa sổ, không ai biết nàng nghĩ gì. Thu Đông cầm tờ báo ông Thủ quăng xuống, cúi đầu xem lại, làm như chưa tin hẳn những dòng chữ ông Thủ vừa đọc là có thật trên trang giấy. Mai nhún vai, miệng nói "Who cares?" rồi bỏ vào phòng. Lan thì hết nhìn bố lại nhìn An Hạ. An Hạ ngồi cạnh ông Thủ, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, mặt đỏ bừng, hai mắt mở to và đôi môi mấp máy nhưng chưa nói thành lời. Không phải nàng xấu hổ vì con người thực của Thiệu đã phơi bày trên trang báo khiến nàng nhận ra mình trao duyên lầm tướng cướp, mà nàng tức run lên vì ông Thủ đã nhẹ dạ tin vào những lời nói xấu người yêu nàng do kẻ ác ý nào đó bịa đặt ra. Người tình cao quý của nàng đâu có thể giống như tờ báo lá cải này mô tả. Chàng từng là luật sư, là sĩ quan kia mà. An Hạ nhớ ngay câu nói Thiệu đã dặn nàng từ lâu lắm: "Nếu nay mai em có nghe ai nói xấu anh thì em cũng đừng ngạc nhiên. Người ta hay ganh ghét lắm, càng cao danh vọng càng dày gian lao. Anh là chủ tịch hội Việt Kiều, dĩ nhiên có nhiều đứa nó ghen với địa vị và uy tín của anh. Chúng nó đặt điều nói xấu anh nhiều lắm." Lời tiên tri của Thiệu hôm nay đã thành sự thật, và An Hạ lại càng cảm phục Thiệu đã biết trước để mà dặn nàng. Mới đây nhất, Thiệu còn bảo nàng là Thiệu sắp sửa lên đường về giải phóng quê hương. Như thế thì chắc hẳn tờ báo này là của Cộng sản tung ra để ám hại một chiến sĩ quốc gia chân chính sắp nối gót bước chân phục quốc. Chúng đánh Thiệu gãy mấy cái răng, rõ ràng cũng chỉ vì muốn ngăn cản con đường chính nghĩa của Thiệu đang theo đuổi. An Hạ đứng dậy nói to: "Bố, bố tin tờ báo này à? Bố biết ai viết cái tờ báo này không? Cộng sản chứ ai nữa?" Ông Thủ muốn á khẩu, ông ức quá. Đến nước này mà đứa con gái ngu si kia vẫn chưa ra khỏi cơn mê. Ông thở dài não nuột: "Ôi, hễ cứ ai chửi thằng Thiệu thì đều là Việt Cộng cả. Như vậy thì tao cũng là một thằng Việt Cộng nốt." Rồi ông quăng tờ trực diện, hầm hầm bỏ vào phòng tắm. Ông biết rằng mình thua hẳn rồi, không còn cách nào thuyết phục được con gái ông là An Hạ nữa. Bà Thủ nhìn chồng thương hại, nhưng bà vẫn đứng về phía Thiệu. Bà nhỏ nhẹ góp ý: "Ừ, đúng rồi, biết người ta viết đúng hay sai mà đã tin ngay." Xuân cầm cái máy sấy tóc trên tay, lơ đãng nhìn qua cửa sổ.
Lần đầu tiên từ hơn một năm nay, nàng nhận ra một điều hết sức bi thảm là người Việt tị nạn phải đương đầu với một thế giới hỏa mù của tin đồn. Cái thế giới hỗn độn, mất niềm tin, không biết đâu là thật, đâu là giả, ai là người tốt và ai là kẻ xấu. Từ một chuyện nhỏ như đời sống lứa đôi của một cặp vợ chồng đến những chuyện lớn lao như một tổ chức kháng chiến, tất cả đều bị chi phối bởi thị phi, bởi thêu dệt hay xuyên tạc, lần mò mãi không ra manh mối của chân lý. Gần nàng nhất, ngay trong căn nhà này, hình ảnh của Thiệu xuất hiện đối nghịch nhau qua hai lăng kính. An Hạ thì coi Thiệu là thần tượng, trong khi cha nàng lại nhìn Thiệu bằng ánh mắt khinh bỉ. Nàng ở giữa, mù mờ không biết tin ai. Xuân lặng lặng đứng dậy đi vào phòng. Nàng không nỡ nhìn khuôn mặt hốc hác tuyệt vọng của ông Thủ bên cạnh, nét mặt đỏ lừ ấm ức của An Hạ. Ông Thủ đóng mạnh cánh cửa phòng tắm. Ông hẹn với lòng mình là từ đây không bao giờ còn nhắc đến chuyện tình của Thiệu với An Hạ nữa. Và trong một phút ích kỷ, ông chỉ mong cho hai đứa lấy nhau, để một ngày nào đó con gái ông sẽ trắng mắt nhận ra mình lầm lẫn, trở về hối hận than thở với bố. Ông vặn nước, nhìn mặt mình trong gương, vuốt lại mái tóc đã bạc quá nửa và buồn rầu thở dài. Bà Thủ thì tiếp tục nấu cơm. Thu Đông chúi đầu và đọc nốt tờ báo. An Hạ theo Xuân vào buồng ngủ. Mai phụ mẹ dọn chén ra bàn và Lan mở cuốn Thánh Kinh xem tiếp phần Khải Huyền nói về ngày tận thế. 15 phút sau, ông Thủ ở phòng tắm ra thì có tiếng gõ cửa. Mai chạy ra mở và reo lên. Anh Viễn! Mẹ ơi, chị Thu ơi, có anh Viễn tới chơi nè. Thu buông vội tờ báo, đứng dậy nhìn Viễn. Sao không phone cho em trước? Dứt lời, nàng chạy tọt vào phòng chải tóc và thay áo. Cả nhà tạm quên câu chuyện Thiệu, hân hoan tiếp Viễn. Bà Thủ cười. Cậu ăn cơm luôn thể nhá. Viễn đáp thành thật. Bác nấu cơm chưa? Nếu bác chưa nấu thì con ăn. Bác nấu rồi thì thôi. Ông Thủ hiểu ý, kéo ghế ngồi đối diện Viễn và nói. Cậu làm như cậu ăn khỏe lắm không bằng. Nhà này lúc nào cũng thổi cơm dư, cậu đừng có lo. Lan từ trong phòng vác cuốn Thánh Kinh ra hỏi Viễn. Cô bé 14 tuổi ấy là một hiện tượng rất lạ trong nhà ông Thủ. Gia đình ông vốn đời đời theo đạo Phật. Một năm nay Lan theo bạn bè ở trường đột ngột đòi rửa tội theo đạo Thiên Chúa và suốt ngày giảng đạo cho cả nhà nghe. Cuốn Thánh Kinh luôn luôn để ở đầu giường bên cạnh chồng báo Dân Chúa cô mượn của một gia đình hàng xóm. Thậm chí nhiều lần cô còn có ý định xin vào tu viện. Ông Thủ trong một lúc chán nản vì sự ngang bướng của An Hạ, sợ mai sau Lan lớn lên lại có thể trở thành một mối bận tâm khác cho gia đình, nên ông không ngần ngại khuyến khích Lan thực hiện chí hướng tu hành của cô. Ông nói, đạo nào thì cũng dạy người ta ăn ngay ở lành cả. Đi tu được thì càng tốt, miễn là phải đến nơi đến chốn, đừng có phá ngang. Riêng bà Thủ vốn bản tính thích tiền cho nên bà hỏi con, thế đi tu có lương không? Đạo Chúa người ta giàu lắm chứ không như đạo Phật mình đâu. Hiện nay Lan đã liên lạc với một nhà dòng hỏi thăm điều lệ và trong khi chờ đợi, bất kỳ lúc nào rảnh cũng đem Thánh Kinh ra đọc. Cô rất ấm ức vì cả nhà không ai biết gì để giảng cho cô nghe những điều khó hiểu qua các ẩn dụ của Chúa Cứu Thế. Hôm nay nhân có Viễn đến chơi, Lan tin rằng một người trí thức như Viễn chắc phải quán thấu mọi lời, cho nên cô định nhờ gã chỉ dẫn. Nhưng cô nhầm lớn vì Viễn là người vô thần. Viễn nói, em còn bé quá, những sách ấy làm sao hiểu nổi. Bà Thủ chen vào, nó nói đúng đi cậu Viễn ạ. Thầy Đức Nguyên cũng giảng trên chùa là thời kỳ này trên thế giới toàn quỷ đội lốt người thôi. Thu vừa thay áo xong, nàng trang điểm sơ sài rồi bước ra, kéo ghế ngồi bên cạnh Viễn. Cả nhà lục tục an vị, chỉ còn mình An Hạ ngồi khóc trong phòng. Bà Thủ gọi, Hạ ơi, ăn cơm con. An Hạ lau nước mắt bước ra, tay xách bóp, mặt hơi xanh, gượng cười chào Viễn và nói, bố mẹ sơ cơm đi, con không có đói. Ông Thủ biết An Hạ đi thăm Thiệu, cơn giận chưa nguôi, giác không có Viễn, ông đã gào lên mà chửi cho bất tức. Thu quay sang Viễn giải thích, anh Thiệu bị người ta đánh, chị Hạ đi thăm. Viễn nhìn An Hạ, ủa Hạ ở lại ăn cơm đã. Ăn cơm đi, xong rồi tôi với Thu cùng đến thăm anh Thiệu luôn thế. Anh Thiệu với tôi thì cũng như là anh em một nhà. Tôi cũng vừa nghe tin anh ấy bị đánh. Câu nói xã giao của gã làm An Hạ hài lòng, nhưng lại làm ông Thủ không vui. Ông chỉ muốn Viễn làm con rể ông thôi. Thằng Thiệu không xứng đáng. Bà Thủ nói, thôi ăn đi con, ăn rồi cậu Viễn cứ chở đi.
An Hạ miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Xuân, nàng im lặng uể oải cho qua bữa ăn. Viễn dò hỏi thêm tin tức về việc Thiệu bị hành hung và về những bài báo trong tờ Trực Diện. Ông Thủ nêu ra những giả thuyết chủ quan theo ý ông, kèm theo những lời phán đoán rất chua cay về Thiệu. An Hạ nhịn nhục lắng nghe, không lên tiếng phản đối, mặc dầu trong lòng hết sức bất bình. Nàng định bụng lát nữa đây, khi ngồi chung với Viễn, nàng sẽ cải chính tất cả mọi xuyên tạc mà ông Thủ đã gán ghép cho Thiệu. Lúc An Hạ, Viễn và Thu đến gõ cửa thì Thiệu đang ngồi ở bàn viết, chuẩn bị một loạt bài trả đũa đoàn vọng và tán dương bản thân mình. Gã chờ khách gõ cửa lần thứ ba mới đứng dậy ra mở. Nhìn thấy An Hạ, Thiệu mừng quính, nhưng có Thu và Viễn đi kèm, Thiệu lại thấy bối rối. Riêng Thu thì cứ đăm đăm nhìn vào mồm Thiệu và nàng toan phì cười vì Thiệu cười như một cụ già móm. Sau vài lời thăm hỏi và phân ưu, An Hạ rủ Thu vào bếp nấu nước pha cà phê. Một lúc sau, Thu bưng tách cà phê ra trao cho Viễn rồi hỏi Thiệu: Chủ nhật này anh có đi ăn đám cưới anh chị Thảo không? Thiệu cười gượng, nghĩ đến bốn cái răng không cánh mà bay của mình. Chắc là không đi đâu, tôi cần nghỉ cho khỏe để thứ hai đi làm lại. Câu chuyện chuyển dần về đời sống hàng ngày, cách làm giàu, cách để dành tiền, rồi xe cộ, rồi băng nhạc. Viễn trở thành cái mốc để An Hạ và Thu hỏi thăm. Mãi đến 10 giờ, Viễn mới bắt tay Thiệu xin phép ra về. Viễn nhìn Thiệu cười cười bảo: Chưa đánh được Việt Cộng đòn nào đã đánh nhau vỡ đầu rồi. Vui nhỉ, tôi ghé thành phố nào cũng thấy tương tự như vậy. Thiệu chớp mắt ngượng ngùng gật đầu. Buổi sáng hôm ấy, Thiệu buồn như một con chó đói. Thường thì đàn bà con gái khi buồn trông lại đẹp hơn, nhưng đàn ông mà buồn thì nom khá chán, nhất là thằng đàn ông đó lại là Thiệu. Mặt gã bình thường vốn dài lại càng chảy xuống một cách thảm hại. Mà Thiệu buồn là phải, đời người thường chỉ có ba thứ làm động lực sống là tiền, tình và danh vọng. Tiền thì Thiệu chưa bao giờ có nhiều, tuy không đến nỗi chật vật lắm. Tình thì Thiệu đang đánh mất, và danh vọng thì cũng đang vẫy tay giã từ Thiệu, lần này có thể là vĩnh cửu. Hai tháng nay Thiệu căng thẳng suốt ngày đêm vì phải chuẩn bị tổ chức bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Hội Việt Kiều của Thiệu bầu cử theo lối gián tiếp. Trước hết toàn thể hội viên chọn 15 người vào hội đồng quản trị, rồi 15 vị ấy sẽ bầu ra ban chấp hành theo thể thức liên danh. Mỗi liên danh chỉ cần 3 người, chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thư ký. Các ủy viên khác thì ban chấp hành toàn quyền mời người cộng tác sau khi đã đắc cử. Hai nhiệm kỳ vừa qua, Phùng Tử Đan đứng ra lập liên danh mời Đinh Đức Đặng là bạn thân giữ chức tổng thư ký, đồng thời kéo Thiệu vào nắm phó chủ tịch. Lý do họ mời Thiệu là vì cả Đan lẫn Đặng đều là dân du học cũ, cần phải có người tị nạn như Thiệu cho quân bình. Hơn nữa, Thiệu lại có tiếng là thành phần chống cộng, nên Đan kéo Thiệu vào cho chắc ăn, dù rằng nhiều điều Thiệu làm Đan hoàn toàn không đồng ý. Giữa nhiệm kỳ 2, Đan từ chức để đi học lại, Đặng ở lại với Thiệu, nhưng hết nhiệm kỳ này ông ta cũng sẽ thôi hoạt động để lo việc nhà. Nếu biết suy nghĩ một chút thì nhân dịp này Thiệu nên khôn ngoan rút lui theo Đặng. Gã không hiểu rằng hội đồng quản trị vì tin tưởng ở Đan và Đặng, cho nên nhiệm kỳ nào liên danh Đan cũng thắng cử tới mức tuyệt đối. Thiệu chủ quan cho rằng gã là người có uy tín, cho nên Thiệu quyết định hy sinh lãnh đạo thêm một thời gian nữa. Lúc đầu Thiệu rủ Đặng cùng ra lập liên danh, Đặng từ chối. Thiệu thuyết phục vài tay nữa nhưng ai cũng kiếm cớ lắc đầu. Sau cùng không biết làm sao, Thiệu mon men đánh tiếng cho những liên danh khác để họ mời Thiệu đứng chung, nhưng ai cũng né tránh. Chẳng phải họ chê Thiệu bất tài, thiếu gì người đứng ra hoạt động cộng đồng mà khả năng còn thua cả Thiệu. Nhưng những bài báo của Đoàn Vọng viết trên tờ Trực Diện vẫn còn ám ảnh họ, nhất là khi cả thành phố này đều đồn rằng Thiệu bị đánh gãy bốn cái răng là vì giành gái. Sự thật thế nào chưa ai nắm vững, nhưng mọi người đều chia sẻ chung một ý nghĩ là người đại diện cho tập thể người Việt không thể là người có quá nhiều tai tiếng như thế được. Kết quả cuộc bầu cử là Thiệu vẫn còn đứng trong hội đồng quản trị, nhưng không có một chức vụ gì nữa, kể cả một ủy viên nhỏ. Tân chủ tịch là ông Nguyễn Lê Tôn Toản,
Một hội viên chưa hề có một hoạt động lớn nhỏ nào cho hội, kỳ này bất ngờ hăng hái nhảy ra và được đại đa số tín nhiệm. Ông đã từng là đoàn viên tích cực của một tổ chức chính trị, bây giờ lui về với thái độ ê chề và thất vọng. Cho nên trong lễ nhậm chức Chủ tịch Hội Việt Kiều, ông phát biểu: "Tôi thiết nghĩ khi người mẹ có đứa con bình thường thì người mẹ mong cho đứa con trở thành phi thường. Nhưng nếu chẳng may có đứa con hư thì chỉ mong cho nó bình thường mà thôi. Chúng ta là những đứa con hư của mẹ Việt Nam. Chúng ta hãy cố gắng trở thành bình thường trước khi toan tính những chuyện phi thường." Sau đó ông hoạch định chương trình hoạt động 2 năm cho hội, đặt nặng vấn đề giáo dục quần chúng, bắt đầu từ mỗi cá nhân trong tập thể, mà chủ điểm là sự chân thành ở mỗi người. Đại khái thì cũng chẳng khác gì các hội Việt Kiều khác bao nhiêu, nhưng ông muốn giảm bớt các hoạt động chính trị mà ông cho là dẫm chân lên các tổ chức đấu tranh chuyên biệt. Trong số những người ngồi nghe Toàn nói, dĩ nhiên có cả Thiệu. Lòng gã buồn vời vợi, nhưng gã vỗ tay to nhất. Không ứng cử nổi ban chấp hành, Thiệu vẫn mong manh hy vọng Toàn sẽ mời gã ở lại giữ chân ủy viên thông tin báo chí, vì lĩnh vực này Thiệu tự tin là ít người sánh bằng. Và chỉ cần chức vụ đó, Thiệu cũng sung sướng lắm rồi, mặc tình múa bút để tên tuổi mình có thể vẫn nổi lều bèo theo tháng ngày, không sợ người đời cho vào dĩ vãng. Và vì nắm tờ báo, Thiệu luôn nghĩ rằng mình có power. Nhưng cuối buổi họp, bất ngờ Toàn nhìn Thiệu hạ giọng: "Anh Thiệu, tôi có dặn Nghiêm Lăng là tối mai lại đây, xin anh vui lòng bàn giao tờ đặc san cho Nghiêm Lăng. Nhân tiện anh cho lại cái máy chữ và các dụng cụ văn phòng của hội mà anh đang giữ tại nhà riêng. Những thứ đó là tài sản của hội." Thiệu gật đầu nén tiếng thở dài. Buổi lễ bàn giao chấm dứt lúc 2 giờ chiều. Thiên hạ lao sao rủ nhau đi ăn cơm trưa ngoài phố. Chỉ có Thiệu đứng lóng ngóng mãi mà chả ai lên tiếng mời, mặc dầu gã rất cần một người để tâm sự. Hình như người ta đã quên Thiệu. Gã buồn bã nhìn lại văn phòng hội, từ cái bản viết mà ngày ngày Thiệu vẫn ngồi chiếm trệ với danh vị quyền chủ tịch, đến từng kệ sách báo, khẩu hiệu, tranh ảnh. Thứ nào cũng là những kỷ niệm rất thân thiết 4 năm nay. Và mặc dù chúng thuộc về hội, mà Thiệu vẫn thấy như của riêng của mình, vừa bị tước đoạt. Thiệu ra xe nhưng không dồ máy. Gã nghĩ xem đi đâu bây giờ. Về nhà thì buồn, vì bữa nay An Hạ đi picnic, chắc phải gần tối mới về. Ngồi một lúc, Thiệu nghiêng vẹo người sang một bên, thò tay vào túi quần moi tiền ra đếm. Còn hơn 30, gã tặc lưỡi, phóng xe đi ăn cơm, mặc dầu bụng không đói lắm. Tới quán Vina Club, không ngờ lại gặp Kiều Nương đang ngồi với Đoàn Vọng và Hàn Lung Linh ở ngay bàn đầu. Cả ba người cười, nói, nhai ngồm ngoàm, mặt mũi rất hớn hở, không tránh được mặt. Thiệu đành phải đến bắt tay. Thiệu ngượng ngập vì mặc cảm thất cử, khiến cho từ cử chỉ đến lời nói đều mất hết tự tin. Đoàn Vọng vỗ vai Thiệu, cố tình lờ hẳn câu chuyện hội hè, bởi vì ông ta đã nhìn rõ những nét bẽ bàng trên mặt Thiệu và lòng ông đang khoan khoái thưởng ngoạn sự bối rối ấy. Mấy tháng nay, hai người đã hòa hoãn trở lại sau vụ công kích nhau kịch liệt trên báo chí. Nhưng Thiệu hòa trong thế yếu, cho nên Đoàn Vọng vốn dĩ ngày xưa đã coi thường Thiệu, nay lại càng nhìn Thiệu bằng nửa con ngươi. Ngày ấy, Đoàn Vọng phang liên tiếp 4 số trực diện, lôi cả họ hàng tổ tiên 3 đời nhà Thiệu ra mà rủa. Thiệu đau đớn lắm mà không làm gì được, vì hội đồng quản trị hội Việt Kiều cấm gã sử dụng tờ đặc san làm diễn đàn thanh toán tư thủ. Thiệu đành bó tay ngồi nghe người ta chửi. Đã thế lại thêm vết thương nhức nhối của 4 cái răng rụng và kèm theo cái bill nặng nề phải ký trả cho nha sĩ. Thiệu điên cuồng nghĩ quẩn, đành xuống nước phôn cho Đoàn Vọng xin lỗi vì hiểu lầm. Đoàn Vọng rất hả dạ. Rồi cùng lúc đó, Đoàn Vọng lại khám phá ra rằng chính Kiều Nương chủ mưu đánh Thiệu gãy răng. Ông thấy việc trừng phạt Thiệu như vậy là quá đủ, cho nên ông tha cho Thiệu tờ trực diện hoàn thành công tác, tự ý đình bản. Và Đoàn Vọng bắt tay Thiệu rủ uống cà phê. Chỉ tội nghiệp cho Monique Kiều Nương, không bao giờ chị có thể ngờ rằng chính người tình chính khách của chị đã dựng lên cái câu chuyện chị làm kinh tài cho Trung Quốc, cho nên chị vẫn ấm ức Thiệu, vì nghĩ rằng Thiệu mới là thủ phạm. Và vì ấm ức, chị đã nhận lời Toàn ra nắm ủy viên tài chính ngay, một phần vì muốn chứng minh lý lịch trong sạch của mình, một phần vì muốn cùng với liên danh của Toàn đánh bại Thiệu ra khỏi bất cứ chức vụ nào trong hội Việt Kiều. Thiệu không hiểu tâm trạng Kiều Nương nên cứ ngây ngô tự hỏi,
Không biết tại sao một người đàn bà vốn chỉ biết thương mại và ăn chơi nay lại lao ra làm việc cộng đồng. Gã chỉ nhìn ra một điều trước mắt rất rõ rệt là từ nay gã sẽ rất ít lui tới trụ sở hội, bởi vì chả có gì thú vị khi phải đối diện với toàn những người thuộc phe đoàn vọng. Ba người tiếp tục ăn uống nhai nói cười bình thản, không ai ngỏ ý mời Thiệu ngồi chung. Riêng Kiều Nương thì nhìn chừng chừng vào bốn cái răng giả mới trồng của Thiệu và thoáng nhớ đến Thắng Nháy. Thiệu sơ rớ ngó quanh, ngượng ngập nói: "Hẹn thằng bạn ở đây mà không thấy nó tới. Thôi xin phép để tôi ra phone cho nó." Gã giơ tay chào và lùi dần ra cửa. Gã chui vào xe, rồ máy phóng đi. Thiệu ghé tiệm pizza, bưng một hộp nhỏ, chui vào rạp hát coi dăm cuốn phim 3X cho đỡ sầu đợi. Ở rạp hát ra gần 6 giờ chiều, Thiệu điện thoại ngay cho An Hạ. Và may cho Thiệu là ông Thủ không bốc phone. Ở đầu dây bên kia, Thu nói lớn như reo vui: Anh Thiệu, chị Hạ chưa có về." "Ủa, bữa nay Thu không đi hay sao?" "Có chứ, nhưng mà Thu về trước." Không đi chung xe à?" "Không anh, Thu với chị Xuân với Đông đi xe anh Viễn, còn chị Hạ thì đi xe khác." Đông ngồi cạnh Thu giằng lấy điện thoại: "Đưa đây cho em." Và nàng hạ giọng bảo Thiệu: "Chị Hạ đi với anh Trương." Thiệu giật mình ú ớ: Trương nào? Thật không?" "Anh Trương, kỹ sư điện tử. Anh quên rồi à? Anh làm bộ hoài." Bộ sáng nay thằng Trương nó có đến đón à?" "Đâu có, tới chỗ picnic mới gặp mà." Thiệu bâng không nói: "Thế à?" Im lặng vài giây, Thiệu nói: "Lát nữa Hạ về Đông nói Hạ phone lại cho anh nhé. Mà thôi để anh phone lại cũng được." Đông nháy mắt mỉm cười với Thu và toan gác điện thoại thì lại nghe tiếng Thiệu vớt vát: Đông về tới nhà lâu chưa?" "Hơn nửa giờ rồi anh." "Hơn nửa giờ? Chị Hạ có để ba cùng với Đông không?" "Chị Hạ với anh Trương đi trước, chắc quẹo đi chơi đâu rồi á. Hai người có bộ hạp với nhau lắm đó." Câu nói tàn nhẫn như gáo nước không đổ hắt vào mặt Thiệu. Gã nói thôi nhé rồi không chờ Đông trả lời, gã gác phone lủi thủi bước ra xe. Thiệu phóng về nhà. Những hình ảnh dạo dực trong mấy cuốn phim porno mới lúc nãy còn làm Thiệu bừng bừng sức sống, giờ đây đã tan biến hết để thay vào toàn những ưu tư. 2 năm trước, khi Hạ mới đặt chân qua Mỹ, như con nai vàng ngơ ngác trước xã hội mới, Thiệu và Trương cùng đến với nàng một lúc. Trương học thức điềm đạm, được sự hỗ trợ của ông Thủ, nhưng chính chàng lại quá hiền lành, thụ động, nên đành ôm hận nhìn An Hạ lọt vào tay Thiệu. Thiệu hết sức hãnh diện vì chiến thắng một tình địch cao hơn mình về mọi phương diện. Nhưng tình yêu ở hải ngoại nó khác xa thời còn trong nước. Chiếm được có thể dễ, mà giữ được lại là chuyện khác. Cả tháng nay bận bịu việc bầu cử, Thiệu ít khi gặp An Hạ. Chiều hôm qua nàng điện thoại dù đi picnic, Thiệu miễn cưỡng từ chối vì phải ở nhà bàn giao công tác. Bình thường hết Thiệu không đi thì Hạ cũng ở nhà. Nhưng sáng nay Xuân và Thu lôi kéo vui vẻ quá, nàng đi theo và cũng báo cho Thiệu biết trước khi lên đường. Hạ không ngờ được cuộc picnic hôm nay lại đưa nàng sang một khúc rẽ tình cảm khác. Nói đúng ra là từ nửa năm nay, tình của Hạ đối với Thiệu đã lơ lửng theo cái kiểu bỏ thương vương tội. Thiệu không vĩ đại như nàng đã thần tượng hóa lúc ban đầu, nhưng Thiệu cũng chưa có tội tình gì để nàng phải dứt khoát buông rơi. Điều làm cho Hạ chán là những tiếng đồn xấu về Thiệu. Những bài báo tràng giang đại hải nguyền rủa Thiệu cứ được khơi lại đó đây trong thành phố. Nàng không muốn nghe cũng không được. Ở nhà thì có ông Thủ. Ông thuộc loại thủ dai, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đay nghiến Thiệu mỗi khi có dịp. Ai vỗ ngực cho rằng mình coi thường dư luận thì Hạ không biết. Chứ riêng An Hạ thì nghe thiên hạ nói mãi cũng phải siêu lòng, thấy Thiệu càng ngày càng tầm thường. Nhất là dịp bầu cử vừa qua, đồng hương nhiều người đề cập đến Thiệu như một đề tài giễu cợt, làm Hạ thấy Thiệu càng xuống giá. Cho nên giữa lúc mà Thu và Viễn vẫn yêu nhau cuồng nhiệt thì Hạ và Thiệu từ từ tuột dốc. Tuần vừa qua, ông Thủ có người cháu trai từ Úc sang nghỉ hè và tỏ ý muốn định cư luôn tại Mỹ. Theo luật di trú có nhiều cách để ở lại, nhưng cách nhanh nhất và dễ nhất lại chắc ăn nữa là làm hôn thú với một người đang sống tại Mỹ. Tiếc rằng anh ta không quen ai, hoặc chỉ quen toàn những người có hôn thú rồi. Các cô em họ, tức đám con ông Thủ, bàn nhau dẫn anh ta đi picnic tại bờ hồ do hội sinh viên Việt Nam tổ chức,
để tạo dịp cho anh ta gặp gỡ, vì biết đâu chẳng có người đẹp nào đang lẻ bóng thấy anh ta hợp nhãn đón về trước mua vui sau làm nghĩa.